Hội nghị kết thúc thì cũng đã quá 6 giờ chiều, trong trụ sở đã không còn được mấy người, ngoài bóng người thấp thoáng ở phòng trực ban. Tiếng khởi động ô tô vang lên liên tục, vèo một cái đã không còn mấy chiếc xe. Triệu Quốc Đống thuần thục lái xe vòng đi ra ngoài thì thấy một bóng người đỏ rực đang phất phất tay với mình, đó không phải là Đồng Mạn thì là ai chứ? Vui vẻ lên xe xong, Đồng Mạn xoa xoa tay, trời tháng 3 còn hơi lạnh, nhất là khi thời tiết không được tốt. Khuôn mặt của Đồng Mạn bị gió lạnh thổi khiến đỏ bừng trông rất là đáng yêu, lại phối hợp với đôi mắt sáng nhấp nháy thì trông giống búp bê trong tủ hàng. Tiểu Mạn, cô tiến bộ rồi đó, dù có muộn cũng đợi tôi mời ăn cơm à? Triệu Quốc Đống vừa trêu Đồng Mạn vừa hỏi. Nói đi, tới đâu ăn đây? Ừ, tới quán lẩu Mai Giang đi. Ông mới lên làm phó trưởng đồn nên lần này nhất định phải bắt khao thỏa thê mới được. Đồng Mạn nghiêng đầu cười tinh nghịch. Quán lẩu Mai Giang, đó là ở chỗ nào? Mới đi hơn nửa năm mà Triệu Quốc Đống phát hiện mình như đã lạc hậu rồi. Tôi từ xã lên thì sao biết được các nơi xa hoa ở huyện chứ? Mới mở, nghe nói rất đông đúc, nếu không thì chúng ta không đi nữa, nghe nói nơi đó khá đắt tiền. Nghe thấy Triệu Quốc Đống hỏi như vậy thì Đồng Mạn có phần e ngại. Hứ, một tiểu mạn không sợ trời không sợ đất mà sợ cái gì thế? Đi nào, nhà nước mà không đủ thì tư nhân tôi sẽ cấp. Triệu Quốc Đống không hề để ý đối phương. Đi như thế nào, cô dẫn đường đi. Khi chiếc xe cảnh sát lái vào bãi đỗ xe thì Triệu Quốc Đống mới phát hiện quán này không tầm thường, ít nhất thì huyện Giang Khẩu này chưa thấy được quán nào buôn bán tốt như chỗ này. Bãi đỗ xe chứa đầy xe, hiện có Santana, Audi 100, cũng có Volga, Lada. Còn có cả Ford Tempo nhập khẩu, Chrysler Sandan, đúng là hiếm thấy, còn có loại mình yêu thích nhất là Toyota Cruiser và Mitsubishi Pajero. Thỉnh thoảng có một hai chiếc xe con do Nhật Bản sản xuất mà chỉ cần nhìn cũng biết là loại xe buôn lậu từ vùng Duyên Hải. Thấy ánh mắt băn khoăn của Triệu Quốc Đống khi nhìn hai chiếc xe buôn lậu, Đồng Mạn hiển nhiên biết Triệu Quốc Đống nghĩ gì. Quốc Đống, khỏi cần quản, ông có quản cũng không được. Ồ, sao cô biết? Triệu Quốc Đống nghe thấy lời của Đồng Mạn còn có hàm ý khác. Ông không biết sao, trước đây một thời gian sếp Chu không thoải mái vì cãi nhau với đội trưởng Lưu, cũng chính là vì chuyện buôn lậu xe. Đồng Mạn khẽ nói, đội trưởng Lưu không phải đã đi khỏi đội cảnh sát giao thông sao? Triệu Quốc Đống khó hiểu hỏi. Đúng vậy, đội cảnh sát giao thông chặn được không ít xe buôn lậu, cũng thả không ít nhưng hai chiếc xe còn lại không phải là giao cho phòng tài chính sao? Sếp Chu bảo đội trưởng Lưu thả một chiếc Nissan nhưng đội trưởng Lưu không thả, sếp Chu bừng bừng lửa giận, đập bàn. Nhưng mà đội trưởng Lưu lại nói có thể nhưng phải được sếp Loan đồng ý. Đồng Mạn nhỏ giọng nói. Triệu Quốc Đống không thèm hỏi chuyện này, vừa mới đi vào đại sảnh thì một cô gái tiến lên đón, thấy Triệu Quốc Đống chỉ có hai người liền dẫn tới ghế chờ. Đồng Mạn cởi áo khoác xuống làm lộ ra một chiếc áo lông cừu mỏng màu vàng nhạt, mái tóc xóa tự nhiên ngang vai. Chiếc áo ôm sát người làm nổi bật những đường cong ma quỷ, Triệu Quốc Đống theo bản năng nhìn khô cả miệng. Nhìn cái gì, chưa nhìn bây giờ à, ông không sợ đường cẩn ghen sao? Đồng Mạn thấy ánh mắt sáng quắc của đối phương cứ lướt đi lướt lại trước ngực mình thì khẽ uốn éo người đầy bứt rứt. Đường cẩn, khóe miệng của Triệu Quốc Đống liền hiện lên nụ cười khổ. Tôi và cô ấy đã chia tay. À, Đồng Mạn giật mình thiếu chút nữa thì đánh rơi đũa vào nồi lẩu. Trợn tròn mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà không dám tin. Thật đó, chẳng qua tôi không muốn nói nhiều về chuyện này, Tiểu Mạn, cô cứ làm như không biết chuyện này được không, hôm nay tôi không muốn nhắc tới cô ấy. Triệu Quốc Đống phất tay ngăn lại Đồng Mạn đang muốn hỏi. Hôm nay chúng ta hãy ăn lẩu thật vui vẻ, không nói gì khác, cô muốn hỏi công tác ở đồn thì tôi có thể nói, còn những việc khác thì thôi, được không? Sau một lúc ngẩn ngơ thì Đồng Mạn mới gật gật đầu, không nói gì thêm. Cô nói sếp Chu và đội trưởng Lưu cãi nhau, nhưng đội trưởng Lưu lại đẩy sếp Loan ra à? Tâm tư Triệu Quốc Đống lại một lần nữa đặt vào chuyện này, đây là một dấu hiệu không tốt lắm. Ừ, Quốc Đống, chẳng lẽ ông chưa từng nghe nói sao, sếp Loan có khả năng sắp bị điều đi rồi. Đồng Mạn liếc nhìn xung quanh rồi khẽ nói. Điều đi, đi đâu? Triệu Quốc Đống cũng nghe được lời đồn này. Cụ thể đi chỗ nào thì cũng không rõ lắm, nhưng nhất định là sẽ đi. Đồng Mạn lắc đầu. Chẳng trách Chu Tinh Văn biết rõ Lưu Thắng An là tâm phúc của sếp Loan, mà đội cảnh sát giao thông cũng không thuộc quyền hắn quản lý thế mà hắn dám nổi giận với Lưu Thắng An. Hóa ra là Loan Trinh Viễn sắp bị điều đi rồi, lẽ nào Loan Trinh Viễn đi thì hắn sẽ thay thế. Ngưu Tử Kiến đâu?
Trong ấn tượng của Triệu Quốc Đống thì hình như Loan Trinh Viễn còn phải 2 năm nữa mới đi, nhưng mình đã thế chỗ Khâu Nguyên Phong quản lý đồn Giang Miếu thì liệu có thể ảnh hưởng tới biến động nhân sự trong huyện hay không? Quốc Đống, ông phải cẩn thận một chút, hiện nay tôi nghe thấy những người trong đội nói các lãnh đạo chỉ hòa thuận có chừng mực, ngay cả việc để ông chủ trì Giang Miếu thì trên hội nghị đảng ủy cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau, may mà có sếp Loan kiên quyết. Điều này Triệu Quốc Đống tự nhiên biết, Hà Phượng Tường không hề giấu hắn. Chu Tinh Văn và Đậu Trung Khải đều muốn đẩy Vương Quý Nhân lên, Ngưu Tử Kiến không tỏ thái độ gì, chỉ có Hà Phượng Tường và Mã Bằng là đứng về bên mình, cuối cùng vẫn do Loan Trinh Viễn quyết định. Hương thơm thức ăn từ nồi lẩu cuối cùng cũng bốc lên nghi ngút, dạ dày bò, lưỡi thịt cộng thêm thịt hộp chính là những món ăn mặn quan trọng, lại còn mấy phần khoai tây, mầm đậu, giá đỗ, măng tây cộng thêm miến, đối với hai người thì cũng không nhiều lắm. Triệu Quốc Đống cũng không khoái ăn loại lẩu tứ xuyên này lắm. Cay khô vô cùng nhưng các cô gái Ando thì lại rất thích ăn thứ này, cho nên từ Ando cho đến An Nguyên đã bắt đầu thịnh hành. Hai người từ trong gian phòng trang nhã đi ra thì lập tức phát hiện Triệu Quốc Đống và đồng mạn. Quốc Đống. Chu Tinh Văn kinh ngạc liếc nhìn Khanh Liệt Bưu bên cạnh mình. Cậu quen hắn à? Ha ha, Chu ca, chúng tôi ở cùng một nhà máy, hắn kém hơn tôi 2 tuổi, quan hệ khá tốt. Khanh Liệt Bưu cười tâu tuét nói. Còn mong Chu ca đề bạt hắn đó. Hừ, hắn chưa cần tôi đề bạt. Chu Tinh Văn khẽ hừ một tiếng, Khanh Liệt Bưu cảm thấy được điểm kỳ quái bên trong, đang muốn hỏi thì thấy hai người kia đã đi tới liền nuốt lời lại. Triệu Quốc Đống và đồng mạn cũng nhìn thấy hai người liền chạy nhông tới. Sếp Chu. Sau khi chào hỏi Chu Tinh Văn xong thì Triệu Quốc Đống mới bắt tay với Khanh Liệt Bưu. Bưu ca và sếp Chu cùng nhau ăn cơm à? Ừ, thằng rông này, không ngờ đó. Hóa ra chú có bạn gái. Khanh Liệt Bưu khẽ đẩy vai Triệu Quốc Đống một cái, ánh mắt hiện lên chút kỳ dị. Bưu ca nói gì vậy, đây là đồng mạn, là bạn học cùng trường cảnh sát với tôi, đang làm ở đội cảnh sát hình sự, hôm nay là muốn tôi chiêu đãi mà. Triệu Quốc Đống rất thản nhiên. Sếp Chu biết mà. Ha ha, vậy thì không quấy rầy hai người nữa. Khanh Liệt Bưu búng tay một cái nói với nhân viên quầy. Bàn này tính cho tôi luôn. Đừng thu tiền bọn họ. Quốc Đống, cậu cứ gọi nhiều món ăn vào. Bưu ca, sao vậy được? Triệu Quốc Đống vội vàng cự tuyệt. Quốc Đống, cậu khinh thường tôi không trả nổi sao? Khanh Liệt Bưu tôi chẳng có gì ngoài tiền. Khanh Liệt Bưu đi lướt qua. Thấy Khanh Liệt Bưu mất hứng, Triệu Quốc Đống đành phải nói. Vậy thì đa tạ Bưu ca, hôm nào trở lại xưởng thì tôi mời. Được, cứ quyết như vậy đi. Khanh Liệt Bưu cao hứng vỗ vỗ vai Triệu Quốc Đống rồi phất tay rời đi. Quyển 2, chương 17, nguy cơ. Vào phòng, Khanh Liệt Bưu hỏi. Chu ca, xem ra anh không thích Quốc Đống. Hừ, Quốc Đống có năng lực chẳng qua nó lại đi khá gần với đám Loan Trinh Viễn, Hà Phượng Tường. Chu Tinh Văn lạnh nhạt nói. Khanh Liệt Bưu gật đầu, thì ra là như vậy. Chiếc xe Blue Jay của hắn dù là tặng cho công an huyện, Lưu Thắng An cũng không thèm nhận. Hơn nữa Lưu Thắng An có mâu thuẫn với Chu Tinh Văn, sau lưng đương nhiên là có Loan Trinh Viễn chống lưng cho Lưu Thắng An. Chẳng qua Chu ca, thằng Quốc Đống có chút lai lịch đấy. Khanh Liệt Bưu nhớ đến lời dặn của ông bố nên định nhắc Chu Tinh Văn. Anh biết, Chu Tinh Văn nghĩ Khanh Liệt Bưu nói là Lưu Triệu Quốc nên nói. Trong bọn họ thực ra không có gì, chỉ là gặp nhau một lần mà thôi. Toàn là người ta đồn đoán. Khanh Liệt Bưu thấy Chu Tinh Văn nói với giọng khinh thường thì cho rằng đối phương biết rõ quan hệ của Triệu Quốc Đống nên không nói nữa. Đi, đi uống thôi. Chuyện của em Chu ca đừng để trong lòng. Chỉ là một con xe thôi mà, tặng cho công an huyện cũng không sao. Tốt nhất là Chu ca có thể đi. Xe này rất được, bây giờ em đổi sang con xe hoàng quan, đeo biển chữ O thì xem bọn họ có thể làm gì em. Khanh Liệt Bưu nói thêm. Hai hôm trước em gặp bí thư huyện ủy Lô. Lúc ăn cơm thì ông ta nói sẽ điều chỉnh bộ máy công an huyện nhưng không lộ ra chút nào. Có thể có người từ trên nhảy xuống không? Bí thư Lô, Lô Vệ Hồng. Chu Tinh Văn hơi dừng chân lại một chút. Huyện Giang Khẩu còn có mấy bí thư Lô. Khanh Liệt Bưu cười cười một tiếng rồi nói. Chẳng qua ông ta không tỏ vẻ gì cả. Chu Tinh Văn biết điều chỉnh bộ máy cục công an là chuyện lớn. Mặc dù chuyện này trên danh nghĩa cần được cục công an thành phố đồng ý. Nhưng huyện ủy lại nắm toàn quyền. Khi lựa chọn người vào chức trưởng phòng công an huyện thì có một quy tắc ngầm. Đầu tiên khảo sát do phòng chính trị cục công an và ban tổ chức cán bộ huyện ủy cùng làm, rốt cuộc ai có quyền hơn thì khó nói.
chủ yếu phải xem quan hệ giữa Cục Công an thành phố và huyện ủy. Bây giờ Cục trưởng Cục Công an thành phố, Tạ Kỳ Tường mặc dù là thường vụ thị ủy kiêm bí thư đảng ủy nhưng cách làm việc của y khá nhẹ nhàng, tính cách tương đối dễ gần. Ngoài việc khống chế phân cục nội thành và phân cục các quận thì việc phân công cán bộ ở các huyện hầu hết đều tôn trọng đảng ủy chính quyền địa phương. Nhất là 1-2 năm qua y bởi vì tuổi và sức khỏe nên Cục Công an thành phố ít quan tâm tới, mà Phó Cục trưởng thường trực bởi vì nguyên nhân như vậy nên cũng khá bảo thủ. Như vậy cũng khiến cho quan hệ giữa Cục Công an thành phố và các huyện ủy khá hòa hợp. Vị Phó Cục trưởng thường trực thì mọi người vẫn chưa quen mấy. Chẳng qua có lẽ phải chừng nửa năm nữa thì mới có động tác. Triệu Quốc Đống và đồng mạn thấy Chu Tinh Văn biến mất thì mới ngồi xuống. Đen quá, sao lại gặp sếp Chu ở đây? Bạn của ông có lẽ quan hệ tốt với sếp Chu. Đó là người của nhà máy dệt, lớn hơn tôi 2 tuổi. Bây giờ anh ta đang kinh doanh. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Đừng để ý tới bọn họ, chúng ta ăn thôi. Có người tình tiền thì chúng ta cứ ăn thoải mái. Anh ta có tiền mà. Nhân viên phục vụ, cho tôi 2 bao hồng sơn. Đồng mạn há hốc mồm nói. Quốc Đống, ông sao lại biến thành như vậy? Ông không sợ bạn cười sao? Bạn không tiêu tiền của anh ta thì anh ta mới không hài lòng. Anh ta kiếm tiền rất dễ nên không để ý đâu. Triệu Quốc Đống cười cười. Đồng mạn lúc giật mình rất đẹp, hơn nữa đôi môi đỏ chót và má lúm đồng tiền làm hắn không nhịn được muốn hôn cô. Bạn nói mình có phải cũng nên lấy mấy bao hồng sơn hả? Đồng mạn cầm gỗ gõ gõ vào Triệu Quốc Đống. Bạn được đó, muốn người ta cười chúng ta sao? Cười thì cũng là cười mình, có liên quan gì tới người đẹp? Người đẹp đi đâu cũng được chào đón. Triệu Quốc Đống nhìn đồng mạn mà nói. Không thấy Khanh Liệt Bưu kia nhìn chằm chằm vào bạn sao? Đừng nói bậy, chẳng qua mắt anh ta không đứng đắn. Đồng mạn cũng thấy mắt hai người kia cứ nhìn vào ngực mình. Đúng rồi tiểu mạn, dù là ai thì cũng như vậy. Ai bảo bạn đẹp như vậy? Ai bảo bạn lại mặc đồ quyến rũ như thế? Triệu Quốc Đống cảm thấy việc này có lý. Nếu không như vậy thì Khanh Liệt Bưu có vấn đề. Ăn xong, Triệu Quốc Đống đưa đồng mạn về nhà. Nhà đồng mạn ở Bưu Điện huyện và phải đi ngang qua cả huyện thành. Xe cảnh sát chạy dọc theo bờ sông Ninh Giang. Đồng mạn bóc chiếc kẹo và đưa vào mồm cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống ngậm mồm thì không cẩn thận hôn lên ngón tay của đồng mạn. Điều này làm đồng mạn vội vàng rụt tay lại như bị điện giật. Tiểu mạn. Đừng hiểu lầm, không cố ý mà. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn đối phương. Hừ, ai biết ông có ý đồ xấu xa gì. Đồng mạn hơi đỏ mặt. Triệu Quốc Đống hôn tay như vậy làm đồng mạn cảm thấy tê hết cả người, làm cả người cô run lên. Không, thật mà. Triệu Quốc Đống nói. Quốc Đống, ông và Đường Cẩn là như thế nào? Đồng mạn không nhịn được mà hỏi. Nếu không về nhà cô sẽ không thể ngủ. Không có gì cả, thực tế tàn khốc nặng nên chia tay. Đơn giản vậy thôi. Triệu Quốc Đống có vẻ rất bình tĩnh mà nói. Mình không tin. Đồng mạn chu miệng nói. Có tin hay không là do bạn, sự thật là như vậy. Sao, người trong cuộc còn chấp nhận, bạn ngoài cuộc mà không chấp nhận ư? Triệu Quốc Đống cười cười xấu xa mà nói. Tiểu mạn, bây giờ tôi có cơ hội tán bạn đó. Đừng trách tôi không trách bạn, chậm một bước là bị người khác ra tay đó. Triệu Quốc Đống. Mặt ông sao lại dày như vậy? Đồng mạn bị Triệu Quốc Đống trêu làm cho hai má đỏ ửng. Ông cho rằng ông là vàng ròng sao, mọi người đều thích ông ư. Phì, thật ư, đây là bạn nói đó, về sau đừng hối hận. Triệu Quốc Đống quay mặt sang bên cạnh mặt đồng mạn. Tôi xem có phải thật không? Đồng mạn chỉ thấy bên trái mặt mình có một làn hơi nóng truyền tới. Cô quay đầu lại thì vừa vặn bị Triệu Quốc Đống hôn vào tai. A. À. Đồng mạn kêu lên đầy sợ hãi làm Triệu Quốc Đống phải vội vàng dừng xe. Có trời đất chứng giám là hắn không cố ý. Mặc dù cảm thấy đồng mạn có ý với mình một chút, nhưng hắn còn không nghĩ ra tay với đồng mạn, nhưng lần này đúng là không thể nói rõ. Một lúc sau đồng mạn mới có phản ứng. Triệu Quốc Đống, ông vừa làm gì? Triệu Quốc Đống gãi gãi đầu mà nói. Tiểu mạn, hiểu lầm mà. Đồng mạn oán hận nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống mà nói. Cố ý hay không? Cố ý, không, không đúng, là cố ý. Tiểu mạn, bạn cố ý cho mình hôn mà. Triệu Quốc Đống vội vàng trêu đồng mạn để cho qua chuyện. Hừ, lần này bỏ qua cho ông, lần sau không đơn giản như vậy đâu. Đồng mạn không chú ý đến sơ hở trong lời của mình. Còn lần sau à, Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười.
lần sau nếu như vậy thì phải làm thêm nữa. Quyển 2, chương 18, nhà máy gạch. Đàm phán với trại giam không quá thuận lợi. Trại giam đồng ý ký hợp đồng cho thuê 5 năm, giá thuê hàng năm là 30.000. Nhưng bọn họ yêu cầu trả phí 3 năm trước, sau 2 năm sẽ trả nốt tiền 2 năm còn lại. Trại giam đây là không tin phòng tử toàn, dù cho có Triệu Quốc Đống làm trung gian. Tiền trong tay phòng tử toàn bây giờ chỉ đủ trả tiền thuê 1 năm, sau đó cần cả tiền khởi động. Tính ra 50.000 có thể vận chuyển cũng khó khăn. Trại giam suy nghĩ như vậy cũng là bình thường. Anh kinh doanh không tốt, 1 năm sau phá sản không thuê nữa, mặc dù có tiền phạt nhưng sao bằng nhận trước 2 năm. Phòng tử toàn đang đau đầu ngồi trong văn phòng Triệu Quốc Đống. Ông xem kỹ chưa? Triệu Quốc Đống nâng chung trà nhấp một ngụm, hắn cũng bắt đầu học uống trà, đây là cách tăng cường sức khỏe. Xem rồi, xem từ trên xuống dưới, tôi đã đi xem mấy nhà máy gạch khác. Trại giam xây dựng khu đó có chất lượng tốt, tốt hơn mấy nhà máy gạch khác nhiều. Bố trí hợp lý, nơi phơi nắng và chỗ che chắn cũng gần, có thể giảm không ít sức lực. Khó nhất chính là đường từ quốc lộ An Lam tới đó thì trại giam đã sửa lại. Không cần lo mùa mưa không ra được. Phòng tử toàn bây giờ đen và gầy hơn trước nhiều, xem ra cũng là bị lời nói của Triệu Quốc Đống làm y thấy được tương lai. Thời gian này không đi làm mà chạy xuống các vùng quê xem. Ngoài việc quan sát nhà máy gạch của trại giam, còn đi đến các nhà máy gạch khác. Y rất mệt nhưng thấy đáng giá. Nhưng vấn đề khó khăn kia làm y vấp ngã. 90.000 tiền thuê, cộng thêm tiền bắt đầu thì không có 120.000 đừng mong đi vào hoạt động. Y đi đâu mà tìm nhiều tiền như vậy? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, hắn bây giờ mặc dù có thể lấy ra khoản tiền đó nhưng hắn còn có nhiều việc cần dùng. Trong mơ thì nửa năm nữa thị trường chứng khoán Thượng Hải sẽ phát triển rất nhanh, nếu đó là thật thì hắn muốn lợi dụng cơ hội kiếm một khoản nữa. Vì thế tiền lãi từ cổ phiếu lúc trước vẫn để im không dùng. Tôi hỏi ông là ông có tin làm tốt nhà máy gạch không? Triệu Quốc Đống hỏi. Có, tôi đã nói chuyện với công nhân, bọn họ cũng không muốn đi tìm việc khác. Chỉ cần nhận thì sau vài ngày là bắt tay vào hoạt động được. Mắt phòng tử toàn sáng lên mà nói. Quốc Đống, ông muốn góp cổ phần ư? Ừ, tiền này đáng lẽ nửa năm nữa tôi có việc. Nhưng trại giam đã quyết định như vậy thì chúng ta cũng phải chấp nhận nếu không sau này bọn họ đổi ý. Tôi bỏ ra 130.000, ông bỏ ra 40.000 thanh toán toàn bộ tiền thuê 5 năm. 20.000 còn lại để ông làm tiền khởi động, mau đưa nhà máy gạch vào hoạt động. 2 tháng nữa đến mùa mưa thì sẽ giảm hoạt động đó. Triệu Quốc Đống nói. Được, ông tính cổ phần như thế nào? Phòng tử toàn nhảy dựng lên rồi có chút lo lắng nói. Không ảnh hưởng tới tiền ông cần dùng chứ? Không sao, tôi sẽ nghĩ cách. Triệu Quốc Đống cười cười. Hắn muốn định cho phòng tử toàn vay hết số tiền đó nhưng Triệu Quốc Đống không muốn cho đối phương có thói quen mọi việc đều dựa vào mình. Phải cho phòng tử toàn hiểu việc gì cũng phải do chính bản thân vận động. Chúng ta mỗi người một nửa, ông đi làm hợp đồng với danh nghĩa của ông và Đức Sơn, sau đó đến ký hợp đồng với trại giam. Vậy sao được, tôi nhiều nhất chiếm 25%, tiền thuê coi như dựa hết vào ông, con đường tiêu thụ cũng do ông. Phòng tử toàn lắc đầu nói. Ông với tôi và phải tính toán như vậy sao? Con đường tiêu thụ do tôi lo nhưng kinh doanh lại dựa vào ông. Chỉ với điểm này ông chiếm một nửa cũng không quá đáng. Đừng cãi, tôi cũng không để ý chút tiền vậy mà. Sau này ông lãi lớn thì mời tôi nhậu nhẹt là được. Lời này của Triệu Quốc Đống với ý không ai được phản đối. Phòng tử toàn cũng cảm nhận thằng bản thân của mình đã thay đổi nhiều. Ừ, cứ vậy đi. Phòng tử toàn đối với Triệu Quốc Đống không bao giờ giả vờ, y gật đầu nói. Tôi liền đi làm hợp đồng. Ừ, ông phải làm nhanh vào, ông cũng xin thôi việc ở nhà máy đi, đừng chần chừ, phá thuyền thì mới có đường ra. Triệu Quốc Đống cười nói. Lúc nào cần tiền thì gọi cho tôi bảo Trường Xuyên đưa cho ông. Nhà máy gạch Toàn Hưng chính thức khai trương. Đây là tên do phòng tử toàn đặt, chữ Toàn là tên của y, chữ Hưng đại biểu Hưng Vượng. Mặc dù hơi tục nhưng một nhà máy gạch thì sao có thể đặt tên quá văn hóa được. Tiếng pháo vang lên, máy móc bắt đầu đi vào hoạt động. Triệu Quốc Đống không tham gia lễ kia trương, hắn chỉ nhắc phòng tử toàn đến chưa phải bày tiệc. Cán bộ lãnh đạo xã, thôn mặc dù hắn đã nói trước nhưng dù sao phòng tử toàn làm ăn thì không thể việc gì cũng tìm hắn. Tạo quan hệ tốt với chính quyền địa phương phải do chính phòng tử toàn đi làm. 2 bàn tiệc, mỗi người 1 bao Asima, cán bộ xã. Thôn ăn rất vui vẻ.
Bọn họ đều vỗ ngực đảm bảo có chuyện thì bọn họ sẽ giúp. Một dấu hiệu tốt đó là có hai nhà đến mua gạch về sửa nhà. Mặc dù số lượng không lớn chỉ là mấy ngàn nhưng điều này cũng làm Phòng Tử Toàn vui vẻ. Phòng Tử Toàn xin thôi việc ở nhà máy khiến nhiều người bàn tán. Người nhà kịch liệt phản đối cũng không khiến Phòng Tử Toàn đổi ý. Theo bọn họ thấy làm ở phòng nồi mặc dù khổ và vất vả nhưng không bao giờ mất việc. Có bao người hy vọng có được miếng ăn này. Nhà máy lại rất vui vẻ đồng ý cho Phòng Tử Toàn từ chức. Theo bọn họ thấy Phòng Tử Toàn đây là muốn tiền tới điên rồi, cũng không xem mình là gì mà dám đi ra nhận thầu nhà máy gạch. Chẳng qua tất cả không quan trọng, quan trọng nhất là nhà máy gạch Toàn Hưng đã đi vào hoạt động. Triệu Quốc Đống mặc dù cũng đi xem nhưng hắn không hiểu mấy về ngành này. Hắn chỉ thấy nhà máy gạch của trại giam tốt hơn các nhà máy gạch ở xã một bậc, chỉ riêng quy mô cũng đã khá lớn. Theo quy mô thiết kế một ngày hoạt động bình thường có thể đốt được 6 vạn gạch, đây là con số rất lớn. Đương nhiên trên thực tế nhà máy gạch kinh doanh không đạt đến mức đó, đỉnh cao lúc trước chỉ là 4 vạn gạch. Một tuần sau nhà máy gạch bắt đầu cho ra lò mẻ mới, Triệu Quốc Đống cũng mừng thay cho Phòng Tử Toàn. Vui là mỗi ngày Phòng Tử Toàn có thể làm ra được 2 vạn gạch. Nhưng hắn cũng lo mặc dù sân rất lớn để chứa gạch ra lò nhưng nếu theo tốc độ này không đầy tháng cả sân sẽ đầy gạch. Nếu không tìm ra được chỗ bán thì có vấn đề. Chỉ dựa vào xã thì không thể dùng hết số gạch lớn như vậy. Mặc dù cán bộ xã, thôn cũng hứa tiêu thụ cho nhà máy gạch, nhưng xã Thổ Lăng không chỉ có một nhà máy gạch này. Các xã khác cũng có nhà máy gạch của mình, con đường tiêu thụ là một vấn đề không đơn giản. Quyển 2, chương 19, điều ra ngoài. Dương ca. Sao lại nhăn nhó mặt mày như vậy? Triệu Quốc Đống vào văn phòng Dương Thiên Bồi nhìn quanh một vòng. Hắn thấy một con chim ưng đang tung cánh muốn bay đặt trên bàn làm việc. Quốc Đống à, ngồi đi, có phải đến quyên góp không? Dương Thiên Bồi hơi nhíu mày. Lần trước đồn công an mua xe, mua máy nhắn tin thì công ty xây dựng số 2 đã bỏ ra 3.000 tệ. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không ra mặt mà do Liêu Sương Thịnh tới. Liêu Sương Thịnh và Dương Thiên Bồi cũng có quan hệ khá tốt. Ha ha, Dương ca, sao lại còn nhớ việc này vậy? 3.000 có thể làm khó Dương ca sao? Có gì khó tìm thằng em, có khi thằng em giúp được thì sao? Triệu Quốc Đống vỗ ngực nói. Chuyện công việc thôi mà, chú cũng biết anh nhận thầu công ty xây dựng số 2 này, chẳng qua năm nay bên nhà máy dệt không có công trình gì, bên Hoa Liên cũng gần xong, chuyện khác cũng chưa xác định. Dương Thiên Bồi cười khổ nói. Chẳng qua Quốc Đống yên tâm. Cho bên đồn công an thì anh sẽ cho. Chút tiền đó không làm khó anh. Không có việc gì làm ư. Dương ca, nhận thầu là việc tốt, nó giống như con chim ưng chỉ cần cởi dây trói là nó sẽ bay vút lên trời. Bên huyện thành thì sao? Triệu Quốc Đống nói. Bây giờ tìm việc không dễ dàng gì. Năm nay huyện cũng không có công trình gì lớn, làm một chút thì cũng không có tác dụng mấy. Vài chục người cơ mà. Dương Thiên Bồi nghĩ đến việc này là có chút đau đầu. Y đúng là không may, nhận thầu khoán mà lại xảy ra chuyện như vậy. Công ty xây dựng số 2 là một công ty tập thể, công nhân chính thức là 50, 60 người, hơn nữa còn cả nhân viên hợp đồng nên tổng cộng phải 100 người. Không phải nói sắp khởi công cải tạo quốc lộ An Lam sao? Dương ca sao không đi thử xem? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Đó là cải tạo đường cấp 2 dài 130 km. Công trình này rất lớn. Ở riêng huyện Giang Khẩu đã dài hơn 50 km. Chỉ đoạn đi qua Giang Khẩu thì cũng không có công ty nào nuốt hết được. Hơn phần nửa đều là công ty xây dựng trên tỉnh thầu việc này. Dương Thiên Bồi lắc đầu nói. Công ty xây dựng số 2 mới ở cấp 3 càng không được. Vậy ít nhất cũng có thể nhận một đoạn từ công ty lớn mà. Đây không phải thói quen bên xây dựng sao? Triệu Quốc Đống nói. Thói quen, nhưng chú có thể nhận được sao? Không nói nhiều. Chỉ cần nhận được tầm 5 cây thì cả năm công ty xây dựng số 2 cũng không lo đói, tiền dùng không hết. Dương Thiên Bồi thở dài một tiếng rồi nói. Chẳng qua việc tốt này không đến lượt công ty xây dựng số 2, dù là làm một chút sợ là cũng không được. Công trình này đã được thầu hết chưa? Triệu Quốc Đống hỏi. Anh không để ý, dù sao việc này không đến lượt công ty xây dựng số 2, công ty xây dựng số 2 có thể nhận chút việc nhỏ đã thỏa mãn rồi. Dương Thiên Bồi nhún vai nói. Nếu công ty xây dựng số 2 nhận được một đoạn thì có thể làm được không? Có gì mà không làm được chứ? Công ty xây dựng số 2 rất nghiêm chỉnh, xây cao ốc 12 tầng còn được, làm đường có vấn đề gì? Hơn nữa công ty anh chỉ nhận lại,
phải theo quy định của công ty cấp 1 hoặc cấp 2, chỉ cần không quá tham lam, không giảm vật tư thì không vấn đề gì. Dương Thiên Bồi cười cười một tiếng rồi nói tiếp. Rất nhiều công ty cấp 2 chỉ là dựa vào tấm biển mà nhận tiền. Sau khi có được công trình thì phân chia cho các công ty cấp 3, 4, từ đó nhận tiền quản lý, cho các công ty kia thuê thiết bị, máy móc của bọn họ. Về danh nghĩa có mấy nhân viên giám sát nhưng không có tác dụng mấy. Thực tế bọn họ không làm được mấy công trình, tình trạng này rất phổ biến. Triệu Quốc Đống do dự một chút rồi quyết định giúp đỡ Dương Thiên Bồi. Không chỉ là vì bãi cát và nhà máy gạch mà vì Dương Thiên Bồi đáng để giúp. Có cơ hội này thì không chừng Dương Thiên Bồi và công ty xây dựng số 2 có tương lai tốt hơn. Dương ca, mượn điện thoại của anh được không? Triệu Quốc Đống chỉ điện thoại bàn. Khách khí làm gì, không gọi cô gái là được. Dương Thiên Bồi trêu hắn. Triệu Quốc Đống gọi đến văn phòng của Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương cầm máy nghe thấy tên của Triệu Quốc Đống liền vô thức nhìn quanh. Quốc Đống, cậu cũng biết gọi cho tôi sao? Tôi đang tìm cậu đó. Thái ca có việc gì thì nhắn vào máy nhắn tin của em là được mà. Triệu Quốc Đống nói ra số máy của mình rồi nói. Thái ca tìm em có việc gì? Tập đoàn Trường Thành đã xong đời, Trung ương đã ra tay với nó. Trong giọng Thái Chánh Dương lộ rõ một tia vui vẻ. Rất bình thường, ra tay chậm thì phiền phức càng nhiều, vấn đề càng lớn. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, hắn cũng đoán được vụ án này sẽ xảy ra. Nghe nói bên trên có người dính vào. Thái Chánh Dương nhỏ giọng nói. Nhiều người ủng hộ tập đoàn Trường Thành như vậy, khó tránh khỏi có người có vấn đề, chủ yếu xem bên hệ thống công an, tòa án làm như thế nào mà thôi. Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Thái ca, anh khẩn trương gì chứ, liên quan gì tới anh đâu. Ha ha, chúng ta không phải đưa ra bài viết về việc vay tiền của dân một cách trái phép sẽ khiến hệ thống tài chính sụp đổ sao. Có vẻ như chúng ta đâm thủng quả bong bóng này. Thái Chánh Dương nói chuyện càng nhỏ hơn nữa. Quả bong bóng này sớm muộn sẽ vỡ. Bài viết của anh có tác dụng lớn đối với cấp trên và dân chúng, đây cũng là việc lớn đối với Thái ca. Nếu không bên trên sao biết thành phố An Đô còn có Thái ca? Triệu Quốc Đống cười nói. Dịp Tết Triệu Quốc Đống và Thái Chánh Dương đã tiến hành bàn về việc tập đoàn Trường Thành huy động tiền dân chúng với lãi suất rất cao. Kết quả điều tra và bàn bạc cho thấy rõ cách này ảnh hưởng tới hệ thống tài chính quốc gia. Càng nguy hiểm là bây giờ thiếu hệ thống giám sát. Đây là bọt biển, bong bóng, nếu nó mở rộng sẽ ảnh hưởng tới ổn định xã hội. Cho nên Thái Chánh Dương mới có bài viết kia, qua đó mới từ trợ lý thị trưởng chuyển thành phó thị trưởng. Được rồi, chú đừng kể khổ với tôi. Cuối tuần rảnh thì lên An Đô. Tôi gọi Triệu Quốc, Lão Liễu cùng Lão Hùng tới. Không chừng Lão Liễu, Lão Hùng sẽ được phân công công việc mới. Hả, Liễu ca cùng Hùng ca sẽ bị điều chỉnh. Đi đâu vậy? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, Hùng Chính Lâm còn dễ, y lên chức sẽ thành phó giám đốc, cho dù không lên chức cũng có thể tới vị trí quyền lực lớn ở quận, huyện nào đó. Nhưng Liễu Đạo Nguyên thì khác, y là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nếu đi xuống thì khó phân công. Bây giờ còn chưa rõ, chẳng qua nhất định sẽ được điều chỉnh. Lão Liễu làm ở vị trí này đã vài năm, nếu muốn tiến thêm thì sợ là phải xuống địa phương rèn luyện, có thành tích mới được. Lão Hùng thì phải xem anh ta, có thể đến thành phố cấp 3 làm thường vụ hay không thì khó nói. Nếu không chỉ có thể đến quận nào đó làm bí thư. Ha hớ, Thái ca, anh cũng phải cố gắng Liễu ca tiến thêm bước nữa chỉ sợ là thường vụ tỉnh ủy. Hùng ca lên làm phó giám đốc thì cũng không có xa anh mấy, anh không thể dừng bước không tiến. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, Liễu Đạo Nguyên là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Nếu muốn tới thì chỉ có làm bí thư của ba nơi là Miên Châu, Kiến Dương, Tân Châu mà thôi. Không thể có nơi khác. Miên Châu có kinh tế chỉ kém hơn An Đô, trụ cột kinh tế tốt, xây dựng thành phố khá ổn. Kiến Dương có điều kiện về địa lý, ngay cạnh An Đô, kinh tế cũng phát triển. Mấy năm nay phát triển rất nhanh. Tân Châu mặc dù sát cùng phía Nam, cơ sở kém một chút nhưng có tài nguyên phong phú, lại có vài công ty lớn, là nơi có ba con sông chảy qua, điều kiện giao thông tốt. Bí thư ba nơi này mặc dù chưa có ai làm thường vụ tỉnh ủy, nhưng khi kinh tế của ba nơi này tiến mạnh hơn các thành phố khác, ba nơi này có tiếng nói lớn hơn tại tỉnh An Nguyên. Theo hắn nhớ thì bí thư của ba thành phố này đều thành thường vụ tỉnh ủy, không cũng là phó chủ tịch tỉnh. Quyển 2, chương 20, tiền đồ. Dương Thiên Bồi lặng lẽ ngồi bên nghe Triệu Quốc Đống gọi điện. Triệu Quốc Đống gọi ngay trước mặt làm y khá cảm động.
nhất là khi nghe Triệu Quốc Đống nói chuyện với đầu bên kia về Liễu ca, Hùng ca, cái gì mà thường vụ tỉnh ủy, phó giám đốc, y mặc dù không hiểu nhiều về quan trường nhưng cũng biết mấy chức này là rất lớn. Dương Thiên Bồi cũng không cho rằng Triệu Quốc Đống mạnh miệng. Cậu đừng có nói mấy lời trêu tôi như vậy, tiến thêm đâu có dễ như vậy. Được rồi, không nói mấy việc này nữa, cuối tuần rồi nói. Có chuyện gì? Thái Chánh Dương cười mắng. Nói khó cũng khó, dễ cũng dễ, xem Thái ca có thể nắm chắc cơ hội hay không. Triệu Quốc Đống nửa thật nửa giả rồi nói chuyện chính. Em định hỏi về quốc lộ An Lam. Chú nói gì thế? Thái Chánh Dương bị hai câu trước của Triệu Quốc Đống làm giật mình nên không để ý vế sau của hắn. Quốc lộ An Lam, Thái ca, quốc lộ An Lam có phải đã được thầu hết không? Triệu Quốc Đống nói. Quốc lộ An Lam, chú hỏi làm gì, đã sớm thầu hết rồi. Ha ha, em muốn cống hiến cho kinh tế Giang Miếu, không biết Thái ca có thể giúp không? Triệu Quốc Đống mặt dày cười nói. Cống hiến ư, chú tốt vậy à, có gì nói thẳng đi. À, công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu muốn cống hiến cho quê hương, không biết có khả năng không? Triệu Quốc Đống thử hỏi. Công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu, công ty gì vậy, sao lại có quan hệ với chú? Thái Chánh Dương khó hiểu hỏi. Ha ha, Thái ca cũng biết đồn công an Giang Miếu mới mua một xe cảnh sát, công ty xây dựng số 2 ủng hộ bọn em rất nhiều cho nên chỉ là giúp một chút mà thôi. Hơn nữa giám đốc công ty xây dựng số 2 là một người bạn rất tốt, em muốn giúp anh ta một chút. Câu cuối cùng thì Triệu Quốc Đống hơi nhấn mạnh. Thái Chánh Dương cũng nghe ra ý trong câu cuối cùng của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không phải người dễ nhận người khác làm bạn, có thể được Triệu Quốc Đống nói như vậy thì không hề đơn giản. Ừ, tôi biết rồi. Chẳng qua phẩm chất của bọn họ thế nào, không vấn đề gì chứ. Cấp 3, không vấn đề gì cả. Chỉ là muốn nhận thầu một đoạn nhỏ mà thôi, sau đó nộp phí quản lý. Triệu Quốc Đống nói. Vậy chắc không vấn đề gì, tôi sẽ nói với bên kia một chút. Thái Chánh Dương lập tức đồng ý. Vậy cảm ơn Thái ca, cuối tuần em mời Thái ca vài chén. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống rồi nói với Dương Thiên Bồi. Dương ca, không vấn đề gì, chủ yếu xem có thể nhận được bao nhiêu. Quá nhiều thì anh cũng không thể ăn hết. Số người có hạn, máy móc có hạn. Dương Thiên Bồi không nghi ngờ Triệu Quốc Đống sẽ lừa mình. Hơn nữa câu nói bạn tốt của Triệu Quốc Đống làm y xúc động. Người bên kia nhất định rất có quyền lực. Có thể gọi điện ngay trước mặt thì nói rõ Triệu Quốc Đống tin mình. Ừ, Dương ca, nếu có thể thì nên tuyển thêm công nhân, cơ hội này không dễ có được. Đây là công trình trọng điểm của hai thành phố An Đô và Lam Sơn, vấn đề tài chính thì anh không cần lo lắng. Dương Thiên Bồi hiểu ý trong lời của Triệu Quốc Đống nên gật đầu nói. Anh cũng phải chuẩn bị trước mới được. Đúng, nếu công ty xây dựng số 2 có thể nhận thầu công trình này thì bãi cát của Trường Xuyên nhà chú cũng phải mở rộng. Quốc lộ An Lam không phải là đường như nhà máy dệt, tiêu chuẩn yêu cầu làm đường rất cao, hơn nữa trong đó còn có cả san đường và đắp vài con mương. Bãi cát dù mở rộng 2-3 lần cũng không vấn đề gì. Dương Thiên Bồi cũng không hỏi Triệu Quốc Đống vị Thái ca kia là ai. Thái Chánh Dương là phó thị trưởng phụ trách vấn đề giao thông thì Dương Thiên Bồi cũng có thể từ họ mà đoán ra được. Triệu Quốc Đống nói với Dương Thiên Bồi về nhà máy gạch, hy vọng Dương Thiên Bồi có thể thông qua quan hệ mà tìm giúp con đường tiêu thụ. Dù là công ty xây dựng số 2 bây giờ không có công trình thích hợp thì Dương Thiên Bồi đã làm trong ngành xây dựng Giang Khẩu vài chục năm vẫn có thể giúp một chút. Bây giờ đang là tháng 4 nên thời tiết thay đổi nhiều, mỗi ngày một ấm lên. Triệu Quốc Đống lái xe qua đông đảo nữ công nhân mà khá phí sức. Ai bảo hắn về đúng lúc nhà máy tan ca. Bao nữ công nhân qua lại làm Triệu Quốc Đống rơi vào đủ loại màu sắc. Các cô gái nhỏ giọng nói chuyện và chỉ trỏ làm Triệu Quốc Đống hơi nóng mặt lên. Lúc này bị các cô gái nhìn lại không quá dễ chịu. Khó khăn lắm mới đỗ xe được trước cửa nhà, Triệu Quốc Đống chưa kịp xuống xe thì Đức Sơn đã nhảy ra nói. Anh về rồi à? Triệu Quốc Đống một tuần trước đã về, 50.000 đã giảm xuống còn 30.000. Cũng may Triệu Đức Sơn tỉnh rất nhanh, chính quyền thành phố liên tục đưa ra một loạt chính sách làm cho người có cái mũi thính cảm thấy không đúng. Thấy đám người xung quanh không ngừng bán tống bán tháo, Đức Sơn cũng không dám giữ lại. Bây giờ Triệu Đức Sơn nhìn ông anh với ánh mắt rất sùng bái. Nhìn Triệu Đức Sơn lúc này, Triệu Quốc Đống cảm thấy cần cổ vũ thằng em một chút. Ừ, Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Xe cảnh sát mới, ôi, oai quá. Triệu Đức Sơn rất hâm mộ nhìn chiếc xe mới. Đây là xe công, tự mua một xe xịn thì mới oai.
Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Triệu Đức Sơn rồi vào nhà. Tự mua một chiếc thì cần bao tiền chứ? Ai không có việc gì bỏ tiền ra mua xe chứ? Triệu Đức Sơn đi theo ông anh mà vào. Nhìn mày đó, anh nói với mày, mua xe cá nhân là xu thế tất yếu. Chỉ vài năm nữa mày sẽ thấy trên đường chủ yếu là xe riêng. Triệu Quốc Đống cởi giày rồi đi vào trong. Không chừng mày cũng có thể kiếm một chiếc để đi. Ha ha, anh đừng trêu em mà có thể mua được xe sao? Triệu Đức Sơn có chút xấu hổ mà nói. Mày chỉ nghĩ đến thế sao? Ngã một lần là không dám bước nữa sao? Nói với mày, mày có thể lấy về 30 ngàn là anh đã rất hài lòng, thật đó. Triệu Quốc Đống nhìn thẳng vào Triệu Đức Sơn rồi nói. Nhìn thuốc mày hút đi, Hồng Mai hay là Asima? Nghĩ đến thuốc năm trước mày hút xem là như thế nào. Nghe Triệu Quốc Đống nói một lúc, Triệu Đức Sơn cũng bắt đầu động tâm. Anh, nghe anh nói thì em mới yên tâm, lần này coi như được một bài học. Đây không phải bài học, chỉ là thử xem nước sâu hay nông. Chợ cổ phiếu chỉ là quá độ mà thôi. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Mày đọc sách cho anh, nửa năm tới còn bảo mày đi ra ngoài. Lại lên Ando sao anh? Triệu Đức Sơn nghe xong liền vui vẻ. Hắn rất thích cảm giác cầm nhiều tiền trong tay, mặc dù đây không hoàn toàn thuộc về hắn. Không, Thượng Hải, đó mới là nơi thực sự về tài chính. Triệu Quốc Đống lộ rõ vẻ mong chờ. Thị trường chứng khoán sôi động kéo dài từ những năm 90 đến tận thế kỷ sau, mỗi ngày có bao người từ nghèo thành giàu, lại có bao người từ giàu hóa nghèo. Thượng Hải. Triệu Đức Sơn lắp bắp nói. Anh, em lên Thượng Hải làm gì? Em có thể tới Thượng Hải sao? Nói nhảm gì đó, anh bảo mày đi, mày cứ yên tâm mà đi. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn thằng em. Để mày đi mở rộng tầm mắt cũng được. Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên thay đổi nhiều như vậy khiến phụ huynh rất ý kiến, cũng lo lắng việc Triệu Quốc Đống để hai thằng em chạy loạn như vậy. Nhưng địa vị của Triệu Quốc Đống trong nhà đã khác hẳn, ngăn cản quyền phản đối của bố mẹ hắn. Quyển 2, chương 21, xúc sinh. Ăn tối xong, Đức Sơn cùng đám bạn đến sàn nhảy. Hôm nay Khổng Nguyệt hơi mệt nên ở nhà nghỉ, Triệu Quốc Đống cũng không có việc gì để làm. Sau khi chia tay với Đường Cẩn, Triệu Quốc Đống không cố ý muốn đi lại quá gần với Khổng Nguyệt, mà Khổng Nguyệt có vẻ cũng có băn khoăn nào đó. Hơn nữa còn có cả Hàn Đông nên hai người vẫn chưa đến mức yêu đương. Rảnh rỗi nên Triệu Quốc Đống chạy xe quanh nhà máy. Nhà máy dệt là một đơn vị riêng biệt, bởi vì có việc lần trước ở Tường Vây nên Triệu Quốc Đống đã nhắc Hạ Hồng Hải và phòng bảo vệ nhà máy tăng cường bảo vệ. Hôm nay y liền tới xem trực ban ở phòng bảo vệ. Nhìn quanh không có một ai, ánh đèn chiếu sáng khá tối, Triệu Quốc Đống lắc đầu. Cần tiết kiệm thì không tiết kiệm, chỗ này lại keo kiệt như vậy. Phòng bảo vệ nằm ở tầng 1 của tòa nhà này, bình thường cũng không có bao người đến đây. Hôm nay là cuối tuần nên nhân viên trực ban bình thường đều phải tới sàn nhảy. Triệu Quốc Đống lúc này mới nhớ ra và định rời đi thì nghe thấy bên kia có tiếng cãi vã truyền đến. Triệu Quốc Đống hơi khó hiểu, phòng bảo vệ này có mỗi Từ Xuân Nhạn là nữ. Mà trong tiếng cãi vã có giọng nữ, hơn nữa còn có giọng đàn ông khá quen tai. Hắn đẩy cửa phòng bảo vệ nhưng khóa trong, chẳng qua việc này không làm khó được hắn. Triệu Quốc Đống lẻn vào sát tường và nhìn thì thấy tiếng cãi vã truyền ra từ phía xa xa. Triệu Quốc Đống trèo lên tường mà đi như trên mặt đất, vài bước rồi nhảy xuống Triệu Quốc Đống lén lút đi về phía đó. Lúc còn học ở trường cảnh sát thì Triệu Quốc Đống đã không ít lần tập luyện như vậy. Cũng vì thế thấy không ít cảnh nóng mắt làm người ta thèm muốn. Chẳng qua hắn cũng hiểu cho các đôi yêu nhau. Dù sao hắn cũng là một người trong số đó, mặc dù gặp không ít nhưng cũng không đi quấy rầy việc tốt của bọn họ. Xuân Nhạn, em đây là cố ý trêu anh phải không? Cứ suốt ngày đùn đẩy, nghĩ anh là thằng ngu sao? Giọng đàn ông có vẻ bực bội, hơn nữa còn có ý uy hiếp. Em đâu dám, chẳng qua chuyện anh đồng ý với em thì đã làm đâu. Từ Xuân Nhạn nhẹ nhàng nói. Hừ, em còn muốn gì hả? Anh mất nhiều sức mới đưa được em tới phòng bảo vệ. Em lại làm như vậy sao? Em nghĩ mình là cô gái 18 tuổi, muốn đụng vào em cũng khó như vậy sao? Người đàn ông thở hổn hển nói. Đừng có làm quá đáng. Bí thư Hùng, lúc trước anh đồng ý điều hai chị em tôi ra khỏi xưởng, anh không thực hiện được. Từ Xuân Nhạn tôi nói là giữ lời, chỉ cần anh điều em gái tôi ra ngoài thì đừng nói là tôi. Dù em gái tôi dù anh muốn làm gì cũng được. Hừ, đừng nói ngon ngọt với tôi. Nói dễ nghe đó là bây giờ cô đã được chuyển sang phòng bảo vệ mà tôi chưa đụng được cọng tóc của cô,
cô còn muốn tôi điều em gái cô ra sao? Hừ, để ả ta làm cả đời trong xưởng sợi đi. Bí thư Hùng, đây là anh không thực hiện lời hứa, không thể trách tôi. Từ Xuân Nhạn cũng lạnh giọng nói. Đừng ra vẻ với tôi. Nói với cô, tôi nếu có thể điều cô ra thì cũng có thể làm cô về. Nhớ bây giờ cô mới là tạm thời điều chỉnh, tôi lúc nào cũng có thể điều cô về. Cô muốn tiếp tục làm đêm ở xưởng sao, vậy thì được ngay. Hùng Nhân Quý hung dữ nói. Không thiếu ả công nhân chấp nhận cởi quần lót để tôi chơi nhằm chuyển công việc. Cô nghĩ mình là đứa trong trắng sao? Bí thư Hùng, đừng nói như vậy, tôi không phải là loại phụ nữ đó. Từ Xuân Nhạn có chút do dự. Nói ít thôi, Từ Xuân Nhạn, tôi nói với cô một câu, hôm nay nếu cô làm tôi thỏa mãn thì tôi sẽ lo cho cả việc em gái cô. Nếu không thì tuần sau cô về xưởng cũ đi. Hùng Nhân Quý nói rất lạnh lùng, Triệu Quốc Đống không khỏi có chút ngạc nhiên, Hùng Nhân Quý này giỏi. Trong phòng trở nên yên tĩnh, Triệu Quốc Đống cũng đã đứng vững. Hắn muốn xem Từ Xuân Nhạn có thể chống lại được Hùng Nhân Quý hay không. Quay về thì quay về, có gì chứ? Tôi vẫn nói như trước, không điều em gái tôi ra thì đừng mơ. Có lẽ bị Hùng Nhân Quý chọc tức nên Từ Xuân Nhạn cũng cao giọng hơn. Giỏi, giỏi, đây là cô nói đó. Từ Xuân Nhạn, thứ hai cô về xưởng làm đi. Nói với cô, em gái cô cũng sẽ được chuyển ca. Cô nói tin này với em gái cô đi. Ha ha. Hùng Nhân Quý cười phá lên nói. Hùng Nhân Quý, anh là đồ vô sỉ. Vô sỉ, hừ hừ, chuyện vô sỉ còn ở phía sau, cô từ từ cảm nhận đi. Hùng Nhân Quý nói chuyện đầy âm hiểm. Đằng trước lập tức trở nên im ắng, giọng Từ Xuân Nhạn trở nên hốt hoảng. Bí thư Hùng, nếu anh có thể điều em gái tôi ra khỏi xưởng thì tôi nói lời giữ lời. Không có việc tốt như vậy đâu. Hôm nay cô cởi hết đồ ra để tôi chơi, nếu không thì cả đời này chị em cô sống trong xưởng sợi đi. Hùng Nhân Quý thấy đối phương đã hạ giọng liền cười thầm trong lòng. Xuân Nhạn, tôi vẫn thích cô sao phải tự làm khổ mình như vậy? Không, không. Giọng Từ Xuân Nhạn trở nên yếu ớt. Hừ, trong nhà máy này còn không ai dám chống đối lại tôi. Xuân Nhạn, tôi hứa với cô là trong vòng một tháng sẽ giải quyết xong thủ tục của cô, trong nửa năm sẽ giải quyết cho em gái cô. Sao? Hùng Nhân Quý thấy âm mưu sắp thành thì ra vẻ thành thật, vẻ mặt này của y đúng là làm nhiều người tin. Triệu Quốc Đống không thể nghe nổi nữa. Hắn không biết cứ tiếp tục như vậy thì Từ Xuân Nhạn có thể bị khuất phục hay không. Có lẽ là không, nhưng Triệu Quốc Đống không thể mạo hiểm như vậy. Từ Xuân Nhạn như con cừu non trước con sói, hai tay ôm trước ngực, cô rất đau khổ. Đúng như lời Hùng Nhân Quý nói, cô không phải một cô gái còn trong trắng, là một người phụ nữ 26 tuổi đã ly hôn. Cô cũng khát khao người đàn ông yêu mình, nhưng cô không muốn để xúc sinh có cơ thể mình. Triệu Quốc Đống trèo lên tường ra ngoài rồi gọi vào trong. Mã ca, ồ, không có đây sao? Triệu Quốc Đống ra vẻ muốn đẩy cửa mà nói. Anh ở trong à, Triệu Quốc Đống đây. Hùng Nhân Quý đang định ra tay liền có chút khẩn trương. Y vội vàng bảo Từ Xuân Nhạn ra ngoài ứng phó, y lặng lẽ mở cửa sau và trốn vào phòng trong. Ồ, Từ tỷ à, Mã ca có đây không? Triệu Quốc Đống ra vẻ ngạc nhiên mà nói. Sao lại khóa cửa như vậy? Chẳng lẽ phòng bảo vệ còn sợ có kẻ xấu tiến vào ư? Ồ, trưởng đồn Triệu sao? Cơn gió nào đưa cậu tới vậy? Trưởng phòng Mã đến câu lạc bộ rồi. Từ Xuân Nhạn vui mừng ra mặt mà nói. Ừ, tôi tìm Mã ca nhắc một chút là phải tăng cường tuần tra tường vây ở chỗ xưởng máy. Tôi đoán cơ chế tuần tra của nhà máy bây giờ không thể giải quyết được vấn đề. Triệu Quốc Đống ngồi trên ghế quay lưng về cửa. Hắn nhìn xuyên qua kính thì thấy Hùng Nhân Quý đang lén lút rời đi. Vậy phải hỏi trưởng phòng mới được. Từ Xuân Nhạn thấy Hùng Nhân Quý đã đi làm hòn đá trong lòng cô đã biến mất. Không biết sao cô lại rất sợ người đàn ông trước mặt này hiểu lầm quan hệ của mình và Hùng Nhân Quý. Triệu Quốc Đống hừ một tiếng rồi nói. Đi rồi ư. Từ Xuân Nhạn hoảng sợ che miệng, không thể tin nổi. Từ tỷ, sao phải làm khổ mình như vậy? Triệu Quốc Đống thương tiếc nói. Từ Xuân Nhạn run lên, cô không nhịn được mà khóc. Cậu biết gì chứ? Cậu biết cái cảm giác mùa đông mà đêm phải dậy đi làm không? Cậu biết mùa hè mà đứng trong xưởng nóng đến 45 độ đến 7-8 tiếng là như thế nào không? Cậu biết tên quản đốc bị ổi cứ thi thoảng lại đứng bên mà sờ mó là như thế nào không? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Cuộc sống khắc nghiệt làm người ta mất dần hy vọng. Chỉ cần cải thiện cuộc sống của mình mà nhiều người bất chấp tất cả,
đây có quá tàn nhẫn không? Nhạn tỷ, cuộc sống không u ám như chị nghĩ đâu. Tương lai cũng không như chị nghĩ, nếu có thể từ ngõ cụt đi ra thì chị sẽ thấy bầu trời rất tươi sáng. Triệu Quốc Đống gọi Nhạn tỷ làm Từ Xuân Nhạn run lên. Cô không hy vọng xa vời nhưng dù là mầm cây trong khe đá cũng muốn đâm chồi nảy lộc. Có thể nói chuyện với tôi không? Từ Xuân Nhạn lau nước mắt rồi buồn bã nói. Có gì không được chứ? Đi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Triệu Quốc Đống nói. Quyển 2, chương 22, sự quyến rũ. Tòa nhà khá tối, có lẽ Hùng Nhân Quý đứng gần đó mà nhìn nhưng Triệu Quốc Đống không thèm để ý. Kẻ bị ổi như vậy không đáng để ý tới làm gì. Triệu Quốc Đống thậm chí có thể kết luận sau khi thấy mình và Từ Xuân Nhạn lên xe rời đi, Hùng Nhân Quý có lẽ vừa khó hiểu, khẩn trương và lo lắng. Xe cảnh sát lao đi như một cơn gió chạy ra ngoài nhà máy và biến mất trong bóng đêm. Hùng Nhân Quý hung dữ nhìn chằm chằm vào hai người kia. Y đương nhiên biết ai là lái xe, nhưng Từ Xuân Nhạn sao lại theo Triệu Quốc Đống rời đi. Thằng này quyến rũ Từ Xuân Nhạn, hay là hai người gặp nhau và Từ Xuân Nhạn nhờ Triệu Quốc Đống giúp. Hùng Nhân Quý không rõ nhưng dám xác định một điều đó là những câu uy hiếp trước đó không còn tác dụng. Triệu Quốc Đống xen vào làm y có chút khó xử. Hùng Nhân Quý mặc dù không rõ Khanh Quang Vinh sao lại tỏ vẻ thân thiết với Triệu Quốc Đống như vậy. Nhưng y hiểu rõ tính cách của Khanh Quang Vinh, người không có giá trị thì Khanh Quang Vinh coi không khác con chó. Hôm ấy bọn họ nhắc đến thị trưởng Chánh Dương, Hùng Nhân Quý suy nghĩ khá lâu và cuối cùng mới đoán được đó là vị bí thư huyện ủy huyện Hoa Dương mới được đề bạt làm phó thị trưởng, Thái Chánh Dương. Mà vị thị trưởng Chánh Dương này vừa vặn phụ trách công tác giao thông, công nghiệp của thành phố An Đô. Xe chạy hơn 10 km đến tận khu vực giáp danh với huyện Bình Xuyên, Triệu Quốc Đống mới dừng xe lại cạnh bờ sông. Đây vốn là một nơi hắn chọn làm bãi cát nhưng do quá xa nên mới bỏ. Nhạn tỷ, có gì cần nói thì chị nói với tôi, đừng để ở trong lòng. Triệu Quốc Đống hai tay ôm đầu rồi nói. Không có, vừa nãy tôi chỉ nói vài câu mà thôi. Trên khuôn mặt vẫn còn giọt lệ của Từ Xuân Nhạn lộ ra nụ cười. Thật đó, bây giờ trong lòng tôi rất thoải mái. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, hắn trừng mắt nhìn Từ Xuân Nhạn rồi nói. Chọn một chỗ như vậy để nghe chị thổ lộ hết oán giận trong lòng, chị lại không nói. Từ Xuân Nhạn nhìn quanh, phía xa xa là bóng tối như một con thú dữ ẩn nấp, cây cọ gần bờ sông đang bay trong gió. Từ Xuân Nhạn nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống, khuôn mặt mặc dù không quá đẹp trai nhưng lại có mùi đàn ông, nhất là cặp mắt sáng rực kia. Từ Xuân Nhạn bực nhất là cặp mắt muốn nhìn xuyên thấu tâm can này, muốn móc nó ra. Nhìn tôi làm gì, trên mặt tôi có vết gì sao? Triệu Quốc Đống nghiêng người nhìn Từ Xuân Nhạn, người phụ nữ này rất biết ăn mặc, cô mặc bộ đồ làm việc rất bình thường nhưng trông khá quyến rũ. Đôi giày cao gót bên dưới càng làm tôn lên đôi chân thon dài tuyệt đẹp của cô. Mặt cậu không có vệt gì cả nhưng có chữ. Từ Xuân Nhạn cười cười đầy quyến rũ, trong đôi mắt đỏ ửng lộ ra tình cảm. Chữ gì? Dê. Từ Xuân Nhạn nói, chữ này vừa nói ra, cô cũng biết có chút khiêu khích, đây là quyến rũ đối phương phải không? Nếu như hắn thật sự không có ý với mình thì dù mình cởi hết quần áo cũng vô dụng. Mình chỉ là muốn thử xem hắn có phản ứng gì mà thôi. Phản ứng của Triệu Quốc Đống rất lạ, hắn chỉ thản nhiên nhìn cô mà nói. Có ai háo sắc được như tôi không? Nếu như vậy thì trên đời này đã bình yên rồi. Lời này của Triệu Quốc Đống làm Từ Xuân Nhạn phì cười, đồng thời có chút nuối tiếc. Cô chưa kịp có phản ứng thì tay Triệu Quốc Đống đã đưa tới. Khi cô vừa kêu lên thì hai tay hắn đã kéo cô lên đặt trên đùi hắn. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào cô. Hắn thậm chí có thể cảm nhận trái tim của mình đang đập rất nhanh, máu bị dồn nén. Từ Xuân Nhạn cũng nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Cô muốn nhìn rõ người dám ôm mình đặt lên đùi hắn. Ngực cô phập phồng vì khẩn trương đã đánh nát chút lý trí còn sót lại của Triệu Quốc Đống. Hai tay Triệu Quốc Đống bắt đầu vuốt ve eo thon nhỏ của cô. Vòng eo của cô không quá nhỏ như các cô gái mới lớn, nhưng dù qua làn áo bên ngoài thì hắn vẫn cảm thấy nó rất mịn màng. Cảm giác sảng khoái truyền tận tâm can hắn. Váy của Từ Xuân Nhạn bị động tác đường đột của Triệu Quốc Đống mà kéo lên tận mông. Chiếc quần lót và quần tất bằng lụa lộ ra trước mắt hắn. Cởi mấy thứ này ra là hắn có thể xông thẳng vào động tiên. Không người đàn ông nào không ảo tưởng, nhưng lúc này không phải là cơ hội thích hợp. Triệu Quốc Đống cuối cùng chỉ khẽ vuốt ve Từ Xuân Nhạn một chút, sau đó đặt cô lại vị trí lúc trước. Triệu Quốc Đống cũng thấy mình rất vĩ đại, đồng thời cũng thấy uất ức.
Một tia buồn bã trong mắt Từ Xuân Nhạn làm Triệu Quốc Đống cảm thấy mình dùng hết sức nhịn mà khiến đối phương buồn, hắn có chút hối hận vì hành động vĩ đại này của mình. Nhạn tỷ, chị rất khó tưởng tượng sức hấp dẫn của chị lớn như thế nào trong mắt đàn ông. Cho nên em mặc dù căm hận Hùng Nhân Quý nhưng cũng phải đồng tình với y. Không có người đàn ông nào không động lòng trước chị, kẻ nhát gan chỉ có thể tự thỏa mãn trong lòng mình, kẻ to gan phải có đủ điều kiện thì không bỏ qua cho chị. Ví dụ như Hùng Nhân Quý, chẳng qua em không thể cho y cơ hội, vì tôi. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm mắt Từ Xuân Nhạn sáng lên. Cô như một thân cây bị mưa gió làm nghiêng ngả, bây giờ lại một lần nữa trở lại tươi tốt. Vì sao? Chị biết thì cần gì hỏi tôi nữa chứ? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Chị biết, tôi biết, Hùng Nhân Quý biết, vậy là đủ rồi. Nụ cười trên mặt Từ Xuân Nhạn càng sáng hơn như cầu vồng sau mưa làm mắt Triệu Quốc Đống sáng rực lên. Đây là vưu vật trời sinh, không ai có thể không động lòng. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng phát hiện mình dần chìm vào giấc mộng liêu trai. Đường Cẩn, Khổng Nguyệt, Hàn Đông, Đồng Mạn, Cổ Tiểu Âu, Từ Xuân Nhạn, tất cả đều quyến rũ. Mỗi người có một nét riêng làm thú tính trong lòng Triệu Quốc Đống dâng lên. Không biết sao những ký ức này cứ đan xen vào làm cho Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Làm Triệu Quốc Đống không biết nên khóc hay nên cười, đó là ấn tượng sâu nhất với hắn là ở trong động Vân Thai khi nhìn thấy quần lót của Khổng Nguyệt và Hàn Đông, còn cả chiếc quần tất màu da của Từ Xuân Nhạn. Quyển 2, chương 23, Tụ Hội. Đây là lần đầu tiên Thái Chánh Dương mời Triệu Quốc Đống tới nhà mình. Triệu Quốc Đống hiểu rõ mình đã được đám người này tôn trọng, điều này khác với việc chỉ coi trọng chút tài hoa của hắn. Nhà Thái Chánh Dương nằm trong khu nhà của Cục Thuế ở gần Mai Giang, phía đông thành phố An Đô. Vợ y làm ở Cục Thuế, cũng như các cơ quan có quyền lực khác, nhà của Cục Thuế rất đẹp. Trong sân trồng rất nhiều cây cổ thụ, những hòn giả sơn tạo quang cảnh nơi này khá đẹp. Xe Triệu Quốc Đống tiến vào không bị bảo vệ cửa ngăn lại. Dù sao hắn cũng đi xe cảnh sát. Triệu Quốc Đống không thấy xe của đám người Lưu Triệu Quốc ở trong sân. Hắn suy nghĩ một chút thì thấy cũng đúng. Cuộc gặp mặt cá nhân thì không nên rêu rao quá. Chẳng qua bản thân hắn lại không phải e ngại nhiều làm gì. Tiểu Triệu, cậu đúng là khó mời. Cậu tự nói đi, gọi cậu bao lần mà bây giờ mới tới. Thái Chánh Dương tự mình ra mở cửa cho Triệu Quốc Đống, xem ra y khá vui vẻ. Triệu Quốc Đống vào phòng khách và đánh giá một chút. Phòng khách nhà Thái Chánh Dương bố trí khác nhà Lưu Triệu Quốc. Nhà Lưu Triệu Quốc tỏ rõ khí thế của quân nhân, vật dụng đơn giản và cổ điển khiến người ta vừa nhìn là biết xuất thân của Lưu Triệu Quốc là như thế nào. Nhưng trong nhà Lưu Triệu Quốc lại không hề có vẻ quân nhân gì cả, các đồ dùng gia đình khá hợp thời, đơn giản không kém phần ưu nhã. Triệu Quốc Đống đúng là không nhìn ra Thái Chánh Dương có trình độ thưởng thức như vậy. Mấy anh kia chưa tới sao Thái ca? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Tôi hẹn bọn họ 10 rưỡi. Thái Chánh Dương ngồi xuống rồi nói. Cậu đến trước thì chúng ta nói chuyện. Cũng đúng, Thái ca, chuyện ở quốc lộ An Lam không vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì, tôi đã nói chuyện với công ty xây dựng An Đô. Hơn 50 km đường trên địa phận Giang Khẩu do công ty này nhận thầu. Bọn họ cũng không có sức mà ăn hết, hầu hết là phân phối. Vì thế phân cho ai cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ cần các công ty kia dựa theo quy định nộp phí quản lý là được. Chuyện Triệu Quốc Đống nhờ thì Thái Chánh Dương khá để tâm. Mặc dù y không biết Triệu Quốc Đống có vai trò gì trong này, nhưng y tin Triệu Quốc Đống không phải là người thích nhúng tay làm mấy việc tham ô. Chỉ riêng cổ phiếu đợt trước nhờ Triệu Quốc Đống nói mà Lưu Triệu Quốc kiếm được 200 ngàn. Mà Triệu Quốc Đống là người đầu trò thì kiếm được không ít. Thái Chánh Dương tin Triệu Quốc Đống khinh thường làm mấy trò kia. Vậy cảm ơn Thái ca. Giám đốc Dương Thiên Bồi của công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu là người rất được, năm nay bọn họ thay đổi cách kinh doanh, lấy chế độ nhận thầu mà tăng năng lực. Cho nên em muốn giúp anh ta một chút. Mặc dù chuyện này là đơn giản với Thái Chánh Dương, nhưng với một công ty xây dựng cấp huyện thì khá khó khăn. Cho nên Triệu Quốc Đống thấy mình cần giải thích một chút. Vụ án tập đoàn Trường Thành rất lớn, quốc gia có lẽ cần phải có biện pháp mạnh tay mới được. Thái Chánh Dương khá hứng thú vì nhạy cảm kinh người của Triệu Quốc Đống. Vì thế y cũng muốn trao đổi với Triệu Quốc Đống về chính sách sau đây của quốc gia. Đây có phải là một phương hướng không? Đây là một hướng đi, chẳng qua mặc dù là quốc gia ra tay nhưng cũng không có mấy hiệu quả. Chỉ cần dân chúng có dư tài chính, bản tính trục lợi của tư bản vẫn còn đất duy trì. Các công ty tư nhân khó có thể mượn tiền từ nhà nước nên cách kia vẫn không ngừng tồn tại. Triệu Quốc Đống cười nói tiếp.
Tồn tại tức là hợp lý, nó sẽ không vì quốc gia quản lý nghiêm khắc mà biến mất. Bởi vì nó có đất để tồn tại, hơn nữa mảnh đất này rất màu mỡ. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Nói như vậy là chuyện này còn xảy ra nữa ư? Thực ra doanh nghiệp tư nhân mở rộng không phải là không tốt. Quốc gia không phải đã chỉ rõ kinh tế tư nhân là sự bổ sung hiệu quả cho kinh tế xã hội chủ nghĩa sao? Như vậy thì nên cho bọn họ không gian phát triển, mà không phải để bọn họ không có không khí mà thở. Vấn đề nằm ở cách thu hút tài chính, cách này phải có một hệ thống tài chính thống nhất. Nếu tự phát thì sẽ là rất nguy hiểm khi quốc gia không thể khống chế được tài chính. Mà công ty tư nhân có đủ loại tồn tại, có các công ty một lòng kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất và đóng góp nhiều cho xã hội. Nhưng cũng có các công ty mở ra để lừa người, lừa tiền của người cả tin. Còn có công ty mới đầu làm ăn nghiêm chỉnh nhưng bị tài chính quá lớn hấp dẫn thì mất lý trí mà mạo hiểm. Một khi mối nguy này bộc phát thì lợi ích quần chúng nhân dân sẽ tổn hại, còn phải cần chính quyền ra mặt xử lý tình hình. Đây là cái giá lớn đối với kinh tế và xã hội. Triệu Quốc Đống từ từ nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Thái Chánh Dương nghe đến ngây ngẩn, trong lòng y rất kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy chấn động mạnh. Triệu Quốc Đống này như một chuyên gia kinh tế, một phen nói chuyện đã nói ra được ưu khuyết điểm của vấn đề. Thái Chánh Dương tự nhận mình tìm hiểu khá sâu về kinh tế, nhưng muốn cho y đưa ra quan điểm nhanh như vậy thì không thể. Có lý, xem ra trong thời gian ngắn khó có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Triệu Quốc Đống khá phục ánh mắt của Thái Chánh Dương, chuyện này trong thời gian ngắn không thể giải quyết, vài chục năm sau cũng không thể giải quyết hoàn toàn. Công ty tư nhân không thể có các điều kiện ưu đãi như công ty nhà nước. Vì thế việc cạnh tranh vốn, thu hút tài chính không lúc nào không diễn ra. Thái ca nói đúng, chẳng qua khi kinh tế phát triển đến trình độ nhất định, khi quan điểm của xã hội với kinh tế tư nhân thay đổi về chất thì có lẽ vấn đề này sẽ được thay đổi. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Tiểu Triệu, cậu thật sự tốt nghiệp trường cảnh sát sao? Không phải là tốt nghiệp học viện tài chính đó chứ? Thái Chánh Dương trêu một câu. Em là thiên tài, trên thông thiên văn, dưới hiểu địa lý, tung hoành thế giới. Triệu Quốc Đống ra vẻ kiêu căng mà nói. Cậu đó, nói như vậy mà không sợ sặc sao? Thái Chánh Dương cười mắng. Phía Bắc đã xảy ra chuyện, cậu biết không? Tháng tư này có vẻ không yên tĩnh. Rất bình thường. Trung Quốc từ từ biến thành pháp luật trị, bất cứ ai coi nhẹ pháp luật đều phải trả giá lớn. Nghĩ rằng mình là nhất nên có thể chống đối lại chính quyền, quá ngu. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Ừ, bây giờ có rất nhiều lời đồn, nhưng tôi nghĩ rằng chuyện này không thể thay đổi trào lưu. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Chính xác, trào lưu lịch sử sao có thể thay đổi do một hai người. Triệu Quốc Đống cười nói. Thái ca, anh đừng lo mấy việc này làm gì. Chờ anh làm tới ủy viên Trung ương Đảng trở nên thì suy tính cũng không muộn. Ha ha, chú lại nói đều Thái ca này rồi. Đợi Lão Liễu và Lão Hùng tới thì chú cũng đả kích bọn họ một chút đi. Giọng nói hài hước của Triệu Quốc Đống làm Thái Chánh Dương có chút buồn bực. Người này đúng là không bình thường, có thể dùng lời này để trêu mình thì sợ các phó thị trưởng khác cũng không dám làm. Quyển 2, chương 24, tụ hội 2. Trêu chọc tôi và Lão Hùng gì thế hả? Liễu Đạo Nguyên không biết từ lúc nào đã đi vào. Nhìn hai người cười cười xấu xa như vậy thì biết ngay không phải việc gì tốt. Liễu ca lên chức phải không? Thái ca bảo em giúp anh tỉnh táo lại một chút, tránh cho anh hưng phấn quá độ. Triệu Quốc Đống gác chân lên rồi nói. Liễu Đạo Nguyên không ngờ người này dám nói như vậy trước mặt mình và Thái Chánh Dương. Mặc dù y rất thích không khí này nhưng lại thấy khó hiểu vì biểu hiện của Triệu Quốc Đống. Dù sao một cảnh sát nhỏ nhoi thì sao lại có được thái độ này với mình và Thái Chánh Dương? Hưng phấn quá độ. Liễu Đạo Nguyên hỏi lại một câu. Còn một vế sao không nói hết? Ồ, Lão Liễu có phải là xác định rồi không? Thái Chánh Dương kinh ngạc nói. Đi xuống đã quyết định, nhưng đi đâu thì chưa rõ. Liễu Đạo Nguyên ngồi xuống dựa lưng vào ghế rồi nói. Đi xuống chưa chắc đã tốt, quen làm ở văn phòng rồi. Bây giờ muốn tôi ngồi vào vị trí kia thì đúng là thấy hơi run. Liễu ca, thời thế mới lộ rõ bản sắc anh hùng. Sao lại sợ đầu sợ đuôi như vậy? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Bây giờ đúng là thời đại cục diện thay đổi nhanh, cũng là thời cơ tốt nhất để tạo công lập nghiệp. Làm như thế nào để dân chúng nơi đó yên ấm, làm như thế nào để dân chúng giàu có là trách nhiệm của anh. Làm ở văn phòng mặc dù dễ hơn nhưng đến khi anh già thì anh sẽ hối hận không thử cơ hội này.
Liễu Đạo Nguyên nhìn Triệu Quốc Đống mà thấy rất khó hiểu. Triệu Quốc Đống khá bình tĩnh, hắn biết lời mình nói sẽ làm Liễu Đạo Nguyên khó hiểu, chẳng qua bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết tại sao hắn lại như vậy. Tiểu Triệu, có muốn ra khỏi ngành cảnh sát không? Một lúc sau Liễu Đạo Nguyên hỏi một câu. Ha ha, Liễu ca không phải muốn em đi theo cầm cặp cho anh đó chứ? Triệu Quốc Đống hỏi lại. Em thấy bây giờ mới có quan hệ tốt được với Liễu ca, Thái ca cũng như vậy. Nói thật Thái Chánh Dương cũng có suy nghĩ này nhưng y cảm thấy Triệu Quốc Đống không có ý đó. Hừ, cậu đây là không biết thời thế. Lão Liễu không dễ mở miệng nói như vậy đâu. Thái Chánh Dương nói. Liễu ca có thể đi đâu vậy? Nguyên Châu hay là Tân Châu hay Kiến Dương? Triệu Quốc Đống đổi sang chuyện khác. Cậu thấy tôi đi đâu thì hợp hơn cả? Liễu Đạo Nguyên hỏi. Ba nơi có ưu thế khác nhau. Điều kiện trụ cột của thành phố Nguyên Châu rất tốt, mới đầu dễ đạt thành quả. Nhưng các huyện bên dưới của thành phố Nguyên Châu lại chậm phát triển, nếu muốn thay đổi tình hình thì trong thời gian ngắn rất khó. Thành phố Kiến Dương có trụ cột kinh tế kém, kinh tế các huyện phát triển khá đồng đều, mấy năm nay phát triển rất nhanh. Nhưng quyền lực cấp thành phố hơi kém, muốn tập trung các quận, huyện lại thì không dễ. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Liễu Đạo Nguyên có chút ngạc nhiên. Nghe ý của Triệu Quốc Đống thì có vẻ hai nơi này không thích hợp với y. Nhưng hai nơi này tại tỉnh An Nguyên chỉ kém mỗi thành phố An Đô, mà Tân Châu mới chỉ là một thị xã, chưa phải là thành phố. Thị xã Tân Châu có điều kiện kém hơn nhưng tài nguyên phong phú, lại có ưu thế là ba con sông chảy qua lại ở tận phía nam nên sức khống chế của tỉnh kém đi. Em cho rằng Liễu ca nếu thật sự phải xuống cơ sở làm vài năm thì tốt nhất chọn thị xã Tân Châu. Khởi đầu thấp, khống chế yếu thì thích hợp anh tạo sự nghiệp hơn. Liễu Đạo Nguyên đúng là mở rộng tầm mắt với Triệu Quốc Đống. Có thể nói ra ưu khuyết điểm của ba nơi không khó, có thể nói được như Triệu Quốc Đống lại không dễ. Nhất là từ tin tức y được điều xuống là bí thư thị ủy một nơi lại đoán chỉ có thể đến một trong ba nơi kia thì không hề đơn giản. Lần này trên tỉnh có thể điều chỉnh cán bộ rất mạnh. Y cùng phó trưởng ban thư ký, phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy được chọn làm bí thư của vài thành phố, thị xã quan trọng. Trong đó thành phố Nguyên Châu là nơi tranh đoạt mạnh nhất. Y mặc dù có bí thư Dương ủng hộ nhưng chưa chắc đã thắng trong cuộc tranh đoạt này. Nếu mình mà chủ động nhận tới thị xã Tân Châu thì không vấn đề gì. Liễu Đạo Nguyên đang suy nghĩ thì Hùng Chính Lâm từ ngoài đã nói vọng vào. Lão Liêu lần nào cũng đến muộn nhất, đấy là mới chuyển ngành đó, không bằng mấy người sớm rời khỏi quân đội như chúng ta. Ai nói tôi chưa tới? Tôi chỉ là xem ông là cán bộ ủy ban kỷ luật đến muộn như thế nào mà thôi. Lưu Triệu Quốc nói. Khách đến đông đủ, cuộc nói chuyện cũng sôi nổi hơn. Liễu Đạo Nguyên đi đến đâu thì chưa được quyết định, nhưng điểm đi tới của Hùng Chính Lâm đã được xác định làm phó bí thư thông thành, phụ trách công tác tổ chức. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã nói chuyện với Hùng Chính Lâm, nói y chọn thời gian đến thông thành báo danh. Hùng ca, bước tiếp theo của anh rất được. Triệu Quốc Đống cũng vui thay cho Hùng Chính Lâm. Hùng Chính Lâm bình thường mặc dù ít lời, mặt luôn nghiêm túc nhưng qua mấy lần tiếp xúc thì Triệu Quốc Đống thấy người này khác cán bộ ủy ban kỷ luật bình thường, rất quen về kinh tế. Triệu Quốc Đống phát hiện ba người bạn của Lưu Triệu Quốc không ai là đơn giản. Hắn nghĩ có lẽ cũng có nhiều người vốn là bạn thân của bọn họ nhưng dần bị loại ra. Gì mà cũng được, đẩy tôi tới thông thành, sau này về An Đô phải ngồi xe hơn 10 tiếng. Hùng Chính Lâm nói. Ngày sau tôi ở núi đến già, vào thành phố An Đô có lẽ còn phải xin xác nhận. Thông thành ở phía đông bắc tỉnh An Nguyên, giống với Thiên Châu ở phía nam, đây là vùng nghèo nổi tiếng của tỉnh An Nguyên. Hai nơi này cùng với Ninh Lăng vẫn là ba nơi đứng cuối trong bảng kinh tế tỉnh An Nguyên. Ừ, ông có lẽ phải làm giấy chứng nhận mới được vào. Mặt như ông vào An Đô sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng tới hoàn cảnh đầu tư của An Đô. Lưu Triệu Quốc không khách khí mà trêu Hùng Chính Lâm. Lưu Triệu Quốc, ông đây là làm nhục tôi, mau thu lại mấy lời này. Hùng Chính Lâm giả vờ tức giận. Cút, mau cút về thông thành của ông đi. Nói xong câu này, Lưu Triệu Quốc thở dài nói. Lão Hùng, ông đi thì sợ ít khi về được, tôi vừa về thì định có nhiều thời gian chơi với bạn bè ai ngờ các ông lại đi. Ông không thể nói lời làm người ta vui được sao, giống như tôi một đi không quay lại vậy. Bây giờ đường từ Thông Thành đến An Đô hơi xấu nhưng theo tôi đoán đó chỉ là tạm thời. Nếu tỉnh muốn giải quyết vấn đề ở Thông Thành, Thiên Châu và Ninh Lăng thì vấn đề giao thông là quan trọng nhất. Phải xem tỉnh ủy có quyết tâm không? Triệu Quốc Đống nhìn Hùng Chính Lâm, có thể nói câu này đã chứng minh trình độ của Hùng Chính Lâm.
Mặc dù Hùng Chính Lâm không phụ trách công tác kinh tế của Thông Thành nhưng là lãnh đạo cấp thành phố thì y cũng có ánh mắt rất sắc bén, nhất định sẽ có tác dụng ảnh hưởng đến tình hình giao thông của Thông Thành. Quyển 2, chương 25, tụ hội 3. Lần này tỉnh ủy điều chỉnh mạnh như vậy là muốn thay đổi toàn bộ bộ máy cán bộ lãnh đạo các thành phố, chuẩn bị cho việc phát triển kinh tế sau này. Một loạt cán bộ lão thành xuống, các cán bộ trẻ tuổi lên vị trí lãnh đạo. Cán bộ là quan trọng nhất trong sự phát triển, cán bộ một khu vực có tố chất cao hay thấp, tư tưởng xa hay không, tác phong kiên định hay không, có dám can đảm phá vỡ tư tưởng cũ mà thăm dò thứ mới không thì có tác dụng quyết định đến sự phát triển kinh tế của khu vực đó. Mấy năm nay thành phố Kiến Dương phát triển nhanh như vậy là do có quan hệ lớn đối với Chủ tịch tỉnh Trương. Chủ tịch tỉnh Trương mà Liễu Đạo Nguyên nói bây giờ đang là thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Trương Nghiễm Lan. Thành phố Kiến Dương có thể từ một thành phố bậc trung phát triển nhanh như vậy chủ yếu là do Trương Nghiễm Lan được điều từ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tỉnh ủy tới. Trương Nghiễm Lan đưa ra chủ trương nuôi cá khiến kinh tế các huyện thành phố Kiến Dương phát triển mạnh. Thành phố Kiến Dương liền vượt qua hai thành phố Vinh Sơn cùng Lô Hóa, bắt đầu có dấu hiệu vượt qua thành phố Miên Châu. Mà lúc ấy thị trưởng Mạnh Thừa Bình đã được thăng chức thành bí thư thị ủy sau khi Trương Nghiễm Lan rời đi. Bây giờ người này đã sang tỉnh bên làm thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo. Thành phố Kiến Dương cũng là điểm sáng có cán bộ ra ngoài công tác nhiều nhất. Lời của Liễu Đạo Nguyên đúng là làm người ta phải suy nghĩ. Trương Nghiễm Lan có quan hệ không tốt với Dương Tử Minh. Liễu Đạo Nguyên lại là người của Dương Tử Minh, như vậy xem ra có vẻ Dương Tử Minh và Trương Nghiễm Lan bắt đầu cải thiện quan hệ. Ha ha, lão Liễu nói như vậy đúng là có giọng của bí thư rồi đó. Thái Chánh Dương suy nghĩ một chút rồi không nói ở chuyện này mà chuyển đề tài. Ừ, tôi cũng cảm thấy lời này của lão Liễu có vẻ như của trưởng ban tổ chức cán bộ. Hùng Chính Lâm cười nói. Cây đổ chim muông bay, đúng là tôi vừa về thì các ông lại đi, điềm báo này không tốt mấy. Lưu Triệu Quốc có chút nuối tiếc mà nói. Liễu Đạo Nguyên rời đi làm cho y thiếu một người ở trên tỉnh, sau đây y nếu muốn tiến thêm bước nữa cũng khó khăn hơn. Dù Dương Tử Minh đồng ý giúp nhưng thực hiện phải có người giúp mới được. Cây nào đổ hả? Ví dụ của ông không đúng rồi. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Huống hồ hai lão kia đều tiến lên mà. Thái Chánh Dương cười mắng. Chúng ta phải cố gắng mới được. Cách mạng thành công, mấy ông anh vẫn cần cố gắng. Triệu Quốc Đống cười nói. Hừ, Tiểu Triệu, cậu không định đổi hoàn cảnh sao? Hệ thống công an là chuyên môn của cậu nhưng cũng nên nhảy ra ngoài mà. Như vậy cậu mới thấy trời đất bên ngoài càng rộng lớn hơn. Cậu nghĩ đến không, nếu cậu cứ phát triển như thế này thì chỉ sợ đến 40 tuổi cậu cũng khó có thể bằng Triệu Quốc. Thái Chánh Dương nói. Đã nghĩ đến nhưng em thấy mình nên làm ở cơ sở một thời gian, rèn luyện cũng tốt mà. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Có lẽ chờ khi nào mấy ông anh đứng vững thì em tìm tới xin việc thì sao? Ha ha, bên lão Liễu và lão Thái thì chú cứ để ý, nhưng chỗ tôi quá hẻo lánh. Chú đến đó quá đáng tiếc. Hùng Chính Lâm thật lòng nói. Triệu Quốc Đống thực ra Triệu Quốc Đống cũng động tâm vì lời đề nghị của Thái Chánh Dương. Nhưng Triệu Quốc Đống nghĩ mình còn trẻ, rèn luyện ở cơ sở cũng tốt. Hơn nữa bây giờ hắn đang ở giai đoạn tích lũy, nếu bước vào một nơi khác thì mất nhiều tâm trí hơn. Đã làm phải làm tốt, nếu không sẽ không làm. Bây giờ đồn công an đã đi vào quỹ đạo, trong đồn công an cũng khá đoàn kết. Có thể nói hắn bây giờ rất nhàn hạ để dành thời gian và tâm trí nghĩ về thị trường chứng khoán nửa năm tới. Ha ha, cảm ơn mấy ông anh giúp. Triệu Quốc Đống cười cười cúi người cảm ơn. Bữa ăn khá sôi nổi, đề tài cũng rất rộng, chẳng qua rất nhanh nhắc đến việc Lưu Triệu Quốc kiếm được hơn 200 ngàn. Mặc dù mọi người có điều kiện kinh tế khá tốt nhưng cũng muốn kiếm tiền một cách hợp pháp. Lưu Triệu Quốc được như vậy đúng là làm người ta hâm mộ. Nhất là Hùng Chính Lâm không khỏi thở dài vì khi ấy mình không quyết tâm thử một phen. Hùng ca đừng như vậy, cơ hội lúc nào cũng có. Chợ cổ phiếu mặc dù đã không còn nhưng thị trường chứng khoán Thượng Hải cùng Thâm Quyến không phải vẫn còn ư. Vẫn có cơ hội. Triệu Quốc Đống vừa gắp đồ ăn vừa nói. Tiểu Triệu, thị trường chứng khoán Thượng Hải cùng Thâm Quyến không thể so sánh với chợ cổ phiếu ở Ando. Đó là thị trường chứng khoán do quốc gia quản lý. Nhiều công ty niêm yết như vậy thì nếu muốn nắm được quy luật trong đó là không dễ. Hùng Chính Lâm cũng nghiên cứu thị trường chứng khoán nên nói được như vậy. Tất nhiên rồi, nhưng không có nghĩa không có cơ hội. Triệu Quốc Đống ra vẻ chuyên gia trong ngành. Nếu như không có sóng cổ phiếu ở Miếu Ngưu Vương, Triệu Quốc Đống cũng không dám xác định giấc mơ của mình là thật hay không.
nhưng chờ cổ phiếu đó đã sụp theo suy đoán của hắn, như vậy thị trường chứng khoán Thượng Hải có phải cũng đúng như hắn mơ? Triệu Quốc Đống đoán là có, chỉ cần không có chuyện lớn xảy ra thì cơ hội kia sẽ diễn ra đúng kỳ hạn. Mà hắn sẽ là người kiếm được chút lợi từ vấn đề này. Ồ, chú tự tin như vậy sao Tiểu Triệu? Hùng Chính Lâm nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống mong nhìn ra gì đó. Hùng ca, đừng nhìn em như vậy. Tin em thì anh theo em, không tin thì anh đứng ngoài xem. Triệu Quốc Đống cười nói. Chẳng qua không có thuốc hối hận đâu, nguy hiểm và cơ hội ngang nhau. Tiểu Triệu, ý chú là năm nay thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến còn có biến động lớn ư? Hùng Chính Lâm trầm ngâm một chút rồi nói. Chỉ bằng câu này thì Triệu Quốc Đống đã khẳng định Hùng Chính Lâm nghiên cứu sâu về thị trường chứng khoán. Chẳng qua thị trường chứng khoán Trung Quốc không có tính chất, các chuyên gia kinh tế đều há hốc mồm vì thị trường chứng khoán Trung Quốc. Có lẽ bọn họ chính là người làm loạn thị trường, đó chỉ là hiện tượng giả mà thôi. Ai cũng không thể xác định thị trường chứng khoán ngày mai sẽ như thế nào. Ngoài Triệu Quốc Đống là người mơ thấy trước, nhưng điều kiện quyết định là không có việc gì quá lớn thay đổi lịch sử. Bí mật, Phật nói không thể nói. Hùng ca nếu có hứng thú thì lúc đó em nói với anh. Triệu Quốc Đống ra vẻ thần bí mà nói. Lão Liễu, Lão Thái, các ông có tin lời Tiểu Triệu nói không? Hùng Chính Lâm nhìn hai người kia. Liễu Đạo Nguyên chỉ lo gắp đồ ăn, Thái Chánh Dương cười cười không nói làm Hùng Chính Lâm rất buồn bực. Nhưng lúc này Lưu Triệu Quốc lại nói. Lấy số tiền mình có thể chấp nhận ra chơi thì được mà, chẳng qua đừng học cách đánh tất tay như tôi. Hùng Chính Lâm giật mình, thì ra mấy tên này cũng sớm muốn thử, chỉ có mình không tin lắm nên mới hỏi như vậy. Tiểu Triệu, quan hệ giữa chú và Chu Tinh Văn là như thế nào? Ăn cơm xong, Lưu Triệu Quốc hỏi. Phó trưởng phòng Chu, cũng được ạ, sao vậy anh? Triệu Quốc Đống lập tức chú ý. Loan Trình Viễn sẽ đi, Chu Tinh Văn có thể lên. Lưu Triệu Quốc thản nhiên nói. Cũng được là được rồi. Vậy còn Ngưu Tử Kiến? Triệu Quốc Đống hơi động tâm, Chu Tinh Văn mặc dù cũng đánh giá cao hắn, nhưng rõ ràng hắn lên trước nhà do làm việc, thậm chí làm việc còn phản đối Chu Tinh Văn kịch liệt. Mặc dù chuyện cuối cùng đã được xác định nhưng Chu Tinh Văn có ý kiến hay không khó có thể xác định. Huyện ủy có bố trí khác, Đậu Trung Khải có thể đợi một thời gian nữa sẽ lên. Lưu Triệu Quốc nói, Đậu Trung Khải đây là đi thông với Tạ Kỳ Tường, huyện ủy Giang Khẩu cũng không phản đối. Vậy còn phó trưởng phòng Hà? Triệu Quốc Đống cảm thấy có chút không ổn. Hà Phượng Tường ư, y thiếu kinh nghiệm, mặc dù Loan Trinh Viễn đề cử y với huyện ủy nhưng không được chấp nhận. Lưu Triệu Quốc nói. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, xem ra bộ máy công an huyện Giang Khẩu sẽ thay đổi mạnh. Bảo sao đầu năm Loan Trinh Viễn lại điều chỉnh nhân sự mạnh như vậy. Chẳng qua sau khi Chu Tinh Văn nhận chức có thể đồng ý với Loan Trinh Viễn hay không thì khó mà nói. Cũng giống Loan Trinh Viễn, Chu Tinh Văn là người rất mạnh. Từ An Đô về, Triệu Quốc Đống có chút không vui. Một hoàn cảnh khá ổn định và thuận lợi rất có thể bị công an huyện liên lụy. Nhưng từ giọng của Lưu Triệu Quốc thì hắn mơ hồ hiểu vài điều đó là cục trưởng cục công an thành phố bây giờ đang không ngừng dọn đường cho người của mình. Mà Lưu Triệu Quốc chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Vấn đề nằm ở chỗ Chu Tinh Văn lên chức sẽ ảnh hưởng gì tới hắn không? Triệu Quốc Đống tự nhận công tác trong hai tháng qua của hắn khá hiệu quả. Trang bị của đồn công an được cải thiện. Quan hệ tốt với các xã, thị trấn xung quanh, số vụ án cũng giảm so với cùng kỳ năm trước. Quan hệ với bên đảng ủy khu cũng khá tốt, phó bí thư phụ trách công tác là Cao Dương có vẻ sắp thành bạn tốt của hắn. Mà bí thư Khương cũng hài lòng với việc xử lý vụ của Kính Hải. Nhưng Triệu Quốc Đống không biết thay đổi sẽ như thế nào nếu Loan Trinh Viễn được điều đi. Quyển 2, chương 26, Phát Huy. Tiểu Đông, là em à? Triệu Quốc Đống không ngờ Hàn Đông lại tới tìm mình. Là em. Trong mắt lộ ra một tia buồn bã và cô đơn. Lại đây, ngồi đi. Triệu Quốc Đống rót trà cho Hàn Đông. Hàn Đông không nói gì mà ngồi trên ghế. Số tiền mượn cô thì Triệu Quốc Đống đã sớm trả, vì thế quan hệ hai người dần nhạt đi và trở nên khó hiểu. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không biết sao quan hệ của mình và Hàn Đông lại thành như vậy, có lẽ có quan hệ với Khổng Nguyệt, có lẽ do hắn tự suy nghĩ mà thôi. Hàn Đông chỉ coi hắn là một người bạn tốt thì sao? Chén trà làm vẻ mặt Hàn Đông tốt lên một chút, cô cầm chén trà mà không nói gì, điều này làm Triệu Quốc Đống rất buồn bực không biết cô nghĩ như thế nào. Ngay khi Triệu Quốc Đống suy nghĩ xem Hàn Đông có chuyện gì, Hàn Đông cũng đang lẩm nhẩm cái tên Triệu Quốc Đống.
Người đàn ông này một chân bước vào trái tim cô, chân kia lại mãi không tiến vào. Quan hệ mập mờ của Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt không giấu được cô. Mặc dù cô và Khổng Nguyệt đã đề phòng nên quan hệ kém đi, nhưng cô có thể dễ dàng cảm thấy giữa Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt có quan hệ không muốn ai biết. Tâm trạng Khổng Nguyệt sao giấu được cô, mà ai đang qua lại với Khổng Nguyệt thì không cần hỏi cũng biết. Nụ cười hạnh phúc và tâm trạng vui vẻ của Khổng Nguyệt làm Hàn Đông đau nhói. Nhưng cô cố chịu đựng, cô không muốn dùng thủ đoạn đi giành giật đàn ông. Nếu có duyên thì sẽ đi được cùng nhau. Cô hy vọng Triệu Quốc Đống có thể chọn giữa mình và Khổng Nguyệt, nhưng chờ đến bây giờ mà vẫn chưa có câu trả lời. Bây giờ cô không thể không rời đi, cô không thể vì tình yêu mơ hồ này mà mất cơ hội. Mà tình yêu đó có thuộc về cô hay không cũng khó nói. Trước khi đi cô muốn đến thăm người đàn ông thiếu chút nữa thuộc về mình. Em sẽ đi. Đi ư, em đi đâu? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Em lên thành phố. Hàn Đông nói. Ở đâu trên thành phố? Triệu Quốc Đống nhíu mày. Lâu như vậy Hàn Đông cũng chỉ thi thoảng tới đây chơi, hai người từ chỗ không có gì giấu nhau giờ bây giờ đã biến mất. Ban tuyên giáo thị ủy. Vẻ buồn bã của Hàn Đông thì Triệu Quốc Đống thấy được. Hắn cũng cảm nhận quan hệ hai người đang nhạt đi. Một cơ quan tốt, Hàn Đông, em học khoa Trung văn, đi lên ban tuyên giáo đúng hợp sở trường. Triệu Quốc Đống cố ý tạo không khí mà nói. Anh bây giờ mới nhận chức nên phải cố tạo thành tích, cũng cần tuyên truyền. Có em ở trên đó đánh trống giúp anh thì không cần lo rồi. Giọng Triệu Quốc Đống thay đổi làm Hàn Đông run lên. Hắn vui vì mình lên ban tuyên giáo thị ủy, hay cảm thấy mình có giá trị lợi dụng. Ánh mắt chân thành của Triệu Quốc Đống làm Hàn Đông mất suy nghĩ kia. Hắn không phải người như vậy, đây là hắn thật lòng mừng cho mình. Điều này làm trong lòng Hàn Đông nóng lên. Nói gì thế, em vừa tới ban tuyên giáo thì chỉ làm chân rót nước, dọn dẹp mà thôi. Hàn Đông nở nụ cười. Ồ, học sư phạm Trung văn mà làm như vậy sao? Ban tuyên giáo có phải hơi phí nhân tài không? Triệu Quốc Đống cười nói. Có phải không muốn giúp anh nên lấy lý do không? Hàn Đông nhìn Triệu Quốc Đống đầy u oán rồi nói. Có thể giúp anh thì em có thể không giúp sao? Anh nếu muốn thì em sẽ tuyên truyền giúp anh, cùng lắm thì em sẽ tìm người giúp anh. Triệu Quốc Đống nghe ra ý trong lời Hàn Đông nên nói. Ha ha, Tiểu Đông, ban tuyên giáo thị ủy là miệng lưỡi thị ủy, không phải dễ tới đó. Sao không nghe thấy tin gì về việc em điều lên nhỉ? Đàn ông các anh chỉ quan tâm mấy vấn đề này sao? Hàn Đông tức tối trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống, sau đó cúi đầu mà nói. Chú hai em vừa được điều từ Lam Sơn đến thị ủy An Đô, là chú ấy điều giúp em. Triệu Quốc Đống đúng là có chút tò mò về lai lịch của chú Hàn Đông, chẳng qua việc này không liên quan đến hắn. Hơn nữa Hàn Đông không muốn hỏi thì Triệu Quốc Đống cũng không muốn hỏi nhiều. Bao giờ em đi? Triệu Quốc Đống hỏi. Ngày mai. Nhanh như vậy sao? Có cần mang theo gì không? Hay là em đưa em lên? Không cần, trong ban sẽ điều xe xuống giúp em thu dọn, cũng chỉ có một chút mà thôi. Hàn Đông nói. Đến đây như một giấc mơ ngắn mà lại khắc sâu. Hơn năm là đã đi rồi. Triệu Quốc Đống suy nghĩ ý trong câu nói của Hàn Đông. Ngắn ngủi, đúng là ngắn, còn khắc sâu lại làm người ta phải suy nghĩ. Vì sao lại khắc sâu, đó là cảm xúc mà mình mang tới cho cô ư. Triệu Quốc Đống cho rằng Hàn Đông là một cô gái rất tự lập thì không nên như vậy. Nhưng tình cảm thì không thể nói rõ, bây giờ xem ra Hàn Đông cũng là như vậy. Bởi vì ngắn nên mới khắc sâu. Tiểu Đông, có vài thứ không được thì em mới thấy nó đẹp, mà khi đạt được có lẽ em mới phát hiện nó không hoàn hảo như mình nghĩ. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Vậy ư, lời này của anh là đang giải thoát cho em hay cho anh? Hàn Đông nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Quốc Đống làm hắn run lên. Đều không phải, đây là anh nói thật lòng nhưng chưa chắc đã chính xác. Hàn Đông đột nhiên nở nụ cười như hoa, cô đứng lên nói. Quốc Đống, cảm ơn những lời này của anh, ít nhất đã an ủi em, làm em không quá mất mát. Tiểu Đông, duyên phận giữa con người khó có thể nói. Nhớ lần trước khi chúng ta lên núi Vân Thai, có duyên không phận thì là hạnh phúc hay đau khổ, mỗi người có giải thích khác nhau. Triệu Quốc Đống như một nhà hiền triết mà nói. Có người không mong sống bằng trời đất nhưng mong được một phút huy hoàng cũng đáng. Có người theo đuổi vĩnh hằng, có người lại muốn sống thật bình thản. Thế giới này luôn phức tạp, luôn thay đổi. Con người là động vật có trí tuệ cao nhất, đầu óc chúng ta phức tạp hơn vũ trụ, cho nên chúng ta luôn không thể giải thích tình cảm sẽ như thế nào.
Hàn Đông nghe những lời Triệu Quốc Đống đột nhiên phát ra. Ánh mắt cô nhìn Triệu Quốc Đống cũng phức tạp hơn rất nhiều. Đây là một người đàn ông rất thú vị, một người không giống các người đàn ông bình thường. Mỗi câu nói của hắn đều đủ để đánh mạnh vào trái tim cô, làm cô muốn đi đáp lại. Tại sao người đàn ông này luôn có vẻ cách xa mình thế? Quốc Đống, lời này của anh đúng là có thể đưa vào sách tình cảm. Hàn Đông thở dài nói. Cũng không phí công hôm nay em tới đây tạm biệt anh, coi như học tập thêm. Tiểu Đông, không nên như vậy, con đường của anh và em còn dài, ngày sau xảy ra chuyện gì thì ai có thể nói rõ. Tất cả đều ở tương lai mà. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Vâng, em hiểu. Hàn Đông ngẩng mặt lên mà nói. Em theo chủ nghĩa lạc quan. Được rồi, em đi đây. Lên thành phố gọi điện cho anh. Anh lên tỉnh có phải có điểm dừng chân không nhỉ? Triệu Quốc Đống cũng không giữ cô lại mà chỉ cười nói. Quân tử nhất ngôn. Lại thế rồi, anh sớm nói mình không phải quân tử. Thời buổi bây giờ mà làm quân tử sẽ rất mệt, chẳng qua anh nói chuyện sẽ giữ lời. Triệu Quốc Đống cầm áo ngoài của Hàn Đông lên rồi nói. Đi, anh tiễn em. Quyển 2, chương 27, công tác cần. Không ai ngờ bộ máy công an huyện điều chỉnh nhanh như vậy. Ngay khi Triệu Quốc Đống đang cân nhắc làm như thế nào tăng cường quan hệ với Chu Tinh Văn thì Loan Trinh Viễn đã lặng lẽ rời đi. Loan Trinh Viễn điều đến quận Long Đàm làm thường vụ, bí thư đảng ủy công an huyện kiêm trưởng phòng công an. Điều này chính là lên chức. Kinh tế quận Long Đàm khá bình thường nhưng lại là cấp quận, hơn nữa còn lên một bậc. Đến tuổi của Loan Trinh Viễn mà có thể lên một bậc thì đã là đáng quý. Loan Trinh Viễn đi lưu lại vị trí không phải như mọi người suy đoán là do Ngưu Tử Kiến nhận, mà do phó trưởng phòng Chu Tinh Văn trực tiếp lên làm trưởng phòng. Điều này làm mọi người rất giật mình, nhưng dù sao Chu Tinh Văn cũng đã làm phó trưởng phòng được 5-6 năm. Do phó bí thư huyện ủy Vương Đức Hòa, chủ nhiệm phòng chính trị cục công an thành phố, Tiền Khắc Phượng cùng trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Quách Chiêm Xuân chủ trì, các cán bộ công an huyện thấy Chu Tinh Văn nhận chức. Triệu Quốc Đống từ bên dưới có thể ngửi được một tia không tốt từ Chu Tinh Văn. Gần tuần sau tòa án huyện điều chỉnh nhân sự, Ngưu Tử Kiến được điều sang Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc huyện kiêm chánh án tòa án. Mà Đậu Trung Khải lại được đề bạt lên làm ủy viên đảng ủy cục công an huyện Giang Khẩu. Những thứ trong mơ có chút thay đổi làm Triệu Quốc Đống khó hiểu. Trước đó tất cả đều nằm trong phạm vi giấc mơ của hắn. Hàn Đông và Khổng Nguyệt có va chạm với hắn là do hắn cố gắng thay đổi. Nhưng lần này bộ máy công an huyện thay đổi không phải do hắn. Chẳng qua hắn suy nghĩ một chút về việc Lưu Triệu Quốc không lý do bước vào cuộc sống của hắn cũng là điều hắn không thể thay đổi. Điều này cũng có nghĩa cuộc sống của hắn nhất định không hoàn toàn giống như trong mơ. Dù sao hắn cũng đang đi con đường khác. Con đường mình đang đi tạm thời hoặc không thể ảnh hưởng xa hơn. Hiệu ứng kia sớm muộn sẽ xảy ra nhưng cánh của nó có lẽ vẫn còn hơn non. Tít tít, tiếng máy nhắn tin đánh thức Triệu Quốc Đống quay về thực tế. Khi gọi lại, Triệu Quốc Đống cảm thấy suy đoán của mình có lẽ sớm thành sự thật. Sếp Chu có lẽ sẽ điều động cậu. Quốc Đống, cậu phải chuẩn bị về tư tưởng. Khâu Nguyên Phong ngồi trên ghế mà hút thuốc. Tại sao? Nói câu này mà Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Từ hai lần mời Chu Tinh Văn mà bị từ chối thì Triệu Quốc Đống đã sớm đoán được ngày này. Nhưng hắn không ngờ lại tới nhanh như vậy. Tại sao ư, Quốc Đống, mỗi chuyện cần có lý do sao? Khâu Nguyên Phong cười cười đầy ẩn ý mà nói. Nếu cần lý do thì đó chính là công tác cần. Công tác cần, Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng mà suy nghĩ ý của câu này. Khâu Nguyên Phong nhất định đã tạo được quan hệ với Chu Tinh Văn, nếu không không thể biết tin này. Loan Trinh Viễn mới đi không đầy nửa tháng mà Khâu Nguyên Phong đã thành thân tín của Chu Tinh Văn. Để tôi đi đâu vậy sếp? Triệu Quốc Đống điều chỉnh lại tâm trạng, nói thật một phó trưởng đồn là quá nhỏ nhoi, ban tổ chức cán bộ cũng không ghi vào danh sách điều chỉnh. Nếu không phải vì bãi cát và nhà máy gạch thì hắn cũng không ngại theo ý của mấy người Liễu Đạo Nguyên, Thái Chánh Dương. Không rõ nhưng hôm trước khi ăn với sếp Chu thì Vương Quý Nhân cũng có mặt. Xem ra sếp Chu muốn hắn thay vị trí của cậu. Khâu Nguyên Phong nói, Quốc Đống, tôi chỉ có thể nói như vậy, có lẽ hai ngày nữa đảng ủy công an huyện sẽ nghiên cứu việc thay đổi nhân sự, cậu tự thu xếp. Ra khỏi văn phòng Khâu Nguyên Phong, Triệu Quốc Đống có chút khó xử. Xem ra Vương Quý Nhân muốn được điều tới đồn công an Giang Miếu. Có phó bí thư huyện ủy làm chỗ dựa cơ mà. Mình nên làm gì, tìm Lưu Triệu Quốc, Triệu Quốc Đống biết nếu Lưu Triệu Quốc có nói với Chu Tinh Văn tạm thời có thể không động hắn.
nhưng sau này triển khai công việc sẽ không dễ. Mà chuyện như vậy Triệu Quốc Đống không muốn làm phiền Lưu Triệu Quốc. Thái Chánh Dương không thể nào nói chuyện với Chu Tinh Văn. Muốn gọi cũng phải là cho Lô Vệ Hồng, bảo Thái Chánh Dương nói chuyện với bí thư huyện ủy vì việc nhỏ này thì có phải hơi quá không? Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy không thích hợp, huống chi hắn cũng không muốn Thái Chánh Dương coi nhẹ mình. Quan hệ này phải lúc quan trọng nhất mới dùng. Miu ca à, đang ở đâu thế? Triệu Quốc Đống tìm nửa ngày mới ra tờ danh thiếp kia. Chẳng qua danh thiếp này đã lỗi thời, ít nhất số điện thoại di động của Khanh Liệt Bưu không viết trên đó. Quốc Đống à, anh đang ở Ando, sao hôm nay lại nhớ đến anh thế? Khanh Liệt Bưu nghiêng người sang bên, cả chiếc chăn lộ ra, một cô gái cởi trần chuồng đang ngủ rất ngon, mái tóc che nửa khuôn mặt. Bờ bô mông tròn lẳn lộ ra trước mặt Khanh Liệt Bưu. Khanh Liệt Bưu đứng lên vén cửa sổ nhìn ra ngoài. Ha ha, Bưu ca, em không nói dối làm gì. Sếp Chu là lãnh đạo nên em muốn mời dùng bữa, cũng coi như chúc mừng sếp Chu. Triệu Quốc Đống nói. Ừ, cũng nên như vậy, chú có bố trí gì không? Khanh Liệt Bưu ngồi xuống giường, cô gái trên giường đã ngủ ngon, có lẽ là mệt nên mặc dù Khanh Liệt Bưu đặt lên ngực nhưng không có phản ứng mấy. Em định mời sếp Chu ăn ở Ando. Bưu ca, anh quen ở Ando, anh thấy chỗ nào thì thích hợp? Triệu Quốc Đống hỏi. Ando thì cũng được đó, chọn chỗ nào cũng được. Khanh Liệt Bưu đưa tay vuốt vuốt núm vú của cô gái làm cô gái đau đến tỉnh lại. Anh thấy khách sạn Gia Hòa thế nào? Triệu Quốc Đống có chút ấn tượng về khách sạn này, lần đầu hắn cùng Lưu Triệu Quốc đi gặp đám người Liễu Đạo Nguyên cũng là ở đó. Nhà hàng Gia Hòa. Khanh Liệt Bưu có vẻ không biết mấy về nhà hàng này. Vâng, bên cạnh sông Thanh Hóa. Triệu Quốc Đống cảm thấy nơi ấy cũng được. Ha ha, Bưu ca, không giấu gì anh, ở thành phố Ando thì em mới ăn ở đó. Được rồi, cấp bậc đừng kém quá là được. Bên chỗ sếp Chu thì anh gọi hay chú gọi? Khanh Liệt Bưu một bên sờ sờ vào cơ thể cô gái, một bên hỏi. Ha ha, vậy lầm phiền Bưu ca. Nói thật em mời sếp Chu hai lần mà toàn bị từ chối. Xem ra sếp Chu có ý kiến với em. Triệu Quốc Đống nói thẳng. Chú sao lại làm mất lòng sếp Chu? Lần trước gặp thì sếp Chu cũng tỏ vẻ không hài lòng với chú. Khanh Liệt Bưu cười cười nằm lên giường rồi vỗ vỗ cô gái. Cô gái ngoan ngoãn ngồi lên, mở đôi mông rắn chắc của mình ra. Một lời khó nói, cũng không trách em được. Có người muốn vị trí của em chẳng lẽ bó tay chờ chết sao? Gặp mặt rồi nói. Trong giọng của Triệu Quốc Đống không nghe ra chút lo lắng nào. Ừ, xem ra chú cũng tự tin đó. Anh gọi điện thử xem, chẳng qua chú cũng phải chuẩn bị đó. Khanh Liệt Bưu ưỡn người lên, cảm giác sung sướng làm y không nhịn được thở hổn hển. Bưu ca đang làm chuyện xấu phải không? Triệu Quốc Đống thoáng cái nghe ra giọng của Khanh Liệt Bưu có vấn đề. Ha ha, cuộc đời phải sung sướng chứ. Quốc Đống, hay là chú muốn thử hoa hoang dã không? Nếu không sợ em Khổng Nguyệt hay em bé cảnh sát kia thì Bưu ca này bố trí cho chú một cô. Khanh Liệt Bưu đắc ý đẩy đẩy mông lên làm cho cô gái bên trên thở hổn hển. Bưu ca trêu em rồi. Triệu Quốc Đống không khỏi có chút buồn bực. Khanh Liệt Bưu mặc dù thể hiện khá hòa hợp nhưng Triệu Quốc Đống biết mình và đối phương chỉ có thể qua lại đến mức này. Còn quan hệ thân hơn thì cả hắn và Khanh Liệt Bưu đều không nghĩ tới. Ừ, chú là đảng viên tốt mà, anh không làm chú sa đọa. Anh hẹn xong sếp Chu thì gọi lại cho chú. Khanh Liệt Bưu sau đó lập tức gọi cho Chu Tinh Văn. Quyển 2, chương 28, điện thoại di động. Chu Tinh Văn nhận được điện của Khanh Liệt Bưu thì do dự một chút. Khanh Liệt Bưu cũng không giấu mà nói thẳng đây là Triệu Quốc Đống mời. Triệu Quốc Đống thông qua Khanh Liệt Bưu để mời thì Chu Tinh Văn không ngạc nhiên. Đều là người trong nhà máy đi ra, từ chối Khanh Liệt Bưu thì cũng không vấn đề gì. Nhưng lời nhắc nhở của Khanh Liệt Bưu nói Triệu Quốc Đống không đơn giản làm Chu Tinh Văn có chút buồn bực. Y vốn định hỏi một chút nhưng nghe thấy bên kia có tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ của phụ nữ thì đoán thẳng danh đang làm việc tốt. Chu Tinh Văn cũng chỉ chấp nhận, xem Triệu Quốc Đống có gì không đơn giản. Thấy Khanh Liệt Bưu nói Chu Tinh Văn đã đồng ý, Triệu Quốc Đống suy nghĩ xem tại sao Chu Tinh Văn lại có cái nhìn với mình. Suy nghĩ muốn thông qua năng lực làm việc để được lãnh đạo coi trọng thì bây giờ Triệu Quốc Đống thấy quá ngây thơ. Thành tích công tác chỉ là thuê hoa trên gấm nhưng không phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Nhất là bây giờ Chu Tinh Văn lại có cái nhìn với mình. Hắn đột nhiên nhớ Khanh Liệt Bưu có điện thoại di động, Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Điện thoại di động bây giờ khá đắt,
phải 30.000 mới mua được. Dù là An Đô có không ít người bắt đầu có cái này nhưng ở huyện Giang Khẩu thì chưa thấy mấy người dùng. Triệu Quốc Đống bắt đầu có chú ý. Mình sau khi nhận chức đến các cơ quan quyên góp khá có hiệu quả. Ngoài các xã, thị trấn và nhà máy dệt ra, các đơn vị khác cũng quyên góp được khoảng 20.000. Hơn nữa các nhân viên trong đồn cũng cố gắng, 2 tháng phá án được nhận lại 8.000. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, 8.000 này còn có thể duy trì chi tiêu bình thường của đồn công an. Sau khi mua xe và máy nhắn tin thì khoản tài chính kia còn dư hơn 20.000, mau một máy điện thoại di động còn thiếu một chút. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cảm thấy nên mua, dù là dùng tiền riêng cũng phải mua, đây coi như một viên gạch để gõ cửa. Lấy bên tài chính ra 20.000, Triệu Quốc Đống bảo Triệu Trường Xuyên đưa cho mình 20.000. 40.000 không biết mua điện thoại di động còn thừa bao nhiêu. Triệu Quốc Đống không khỏi thầm rủa bọn bưu điện quá tham lam. Một chiếc điện thoại di động đời sau chỉ có vài trăm tệ mà bây giờ bán với giá gấp trăm lần, vậy mà hắn vẫn phải nhận. Triệu Quốc Đống lên thẳng An Đô. Hắn liên lạc với Lưu Triệu Quốc bảo y liên lạc cho mình người ở bưu điện, sau đó Triệu Quốc Đống đến ngay bưu điện An Đô. Đây là máy Nokia 8800, 32.000, rất thích hợp cho người thành công sử dụng. Đây là máy 8900, nhỏ gọn tinh xảo, nếu là nhà kinh doanh hay là cán bộ chính quyền thì tôi thấy nó càng thích hợp hơn. Giá là 38.500 tệ. Cô gái bán hàng rất hiểu tâm lý đàn ông, cô cầm hai chiếc điện thoại di động như hai viên gạch giới thiệu với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cầm chiếc 8900 lên mà thầm nghĩ đây mà là khéo léo tinh xảo. Ném ra chỉ sợ làm ngất hai người, đương nhiên cũng nhỏ hơn 8800 kia một chút. Có giảm giá chút nào không? Hắn nghĩ ba tập tiền rơi vào tay bưu điện thì rất buồn bực. Xin lỗi anh, đây đã là giá ưu đãi rồi. Cô gái bán hàng rất kiên nhẫn, có lẽ cô ả được hoa hồng khi bán hàng. Ừ, chọn số ở đâu vậy? Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Ở bên kia thưa anh. Cô gái nở nụ cười và biết vụ làm ăn này coi như xong. Tôi tìm giám đốc Phương của các cô. À, xin hỏi anh là. Tôi họ Triệu, vừa nãy bạn tôi đã gọi cho giám đốc Phương. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, thời này bưu điện đúng là kiêu căng. Từ máy đến số đều là do bọn họ lũng đoạn thị trường. Đi cùng vị giám đốc Phương kia, Triệu Quốc Đống rất nhanh chọn được số. Triệu Quốc Đống đã nghiên cứu sở thích của Chu Tinh Văn. Số điện thoại bàn ở văn phòng và nhà riêng, máy nhắn tin của Chu Tinh Văn đều kết thúc là số 5, người này mê tín số 5. Có lẽ đây là con số may mắn với Chu Tinh Văn. Triệu Quốc Đống chọn số điện thoại có 3 số cuối là 5, vừa đẹp vừa dễ nhớ. Mặc dù có Lưu Triệu Quốc đã nói trước nhưng vẫn phải bỏ 3.000 tiền số, hơn nữa còn một cách công khai lấy tiền. Điều này làm Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than. Chu Tinh Văn lái xe đến bãi đỗ xe nhà hàng Gia Hòa thì thấy không tầm thường. Mặc dù bên ngoài không có gì đặc biệt nhưng vào trong lại khác hẳn. Xe đỗ ở đây ngoài xe Nhật Bản, còn có cả xe Audi và Santana. Hơn nữa làm cho Chu Tinh Văn ấn tượng nhất là xe ở đây đều có biển Anna hoặc là Ano. Điều này nói đến đây ăn phần lớn là tiếp khách công vụ. Nhưng sao mình chưa nghe thấy nơi này nhỉ? Triệu Quốc Đống sớm đã đứng chờ ở cửa nhà hàng mà đợi. Sếp Chu, mời vào trong. Triệu Quốc Đống rất ân cần dẫn đường cho Chu Tinh Văn. Phòng tiêu tương không quá lớn nhưng hoàn cảnh khá được, cây cối tươi tốt, có những bức tranh thủy mặc của Trung Quốc. Chu ca đến rồi sao, ngồi đi. Khanh Liệt Bưu nói chuyện với Chu Tinh Văn tùy tiện hơn. Hôm nay hắn thậm chí còn mang theo một cô gái làm Triệu Quốc Đống rất buồn bực. Chẳng qua bây giờ hắn cần nhờ đối phương nên không tiện nói gì. Cô gái kia hơn phân nửa là nữ công nhân mới vào nhà máy dệt chưa lâu, mới tầm 18, 19 tuổi trông khá đẹp. Cô ả ngồi sát bên Khanh Liệt Bưu như chim nhỏ nép vào người. Đồ ăn không nhiều nhưng khá tinh xảo, một chai ngũ lương dịch rất nhanh đã xuống hơn phân nửa. Triệu Quốc Đống may là trước đó đã gọi cho Thái Chánh Dương để đặt phòng. Nếu không chậm chút có lẽ không có phòng riêng. Có Khanh Liệt Bưu ở bên làm tâm trạng Chu Tinh Văn khá vui. Nhưng Triệu Quốc Đống lại cảm nhận được điều này không thể khiến Chu Tinh Văn thay đổi quyết định điều hắn khỏi đồn công an Giang Miếu. Trước mặt một cấp dưới không quá quen nên Chu Tinh Văn tỏ khá xa cách. Mặc dù có Khanh Liệt Bưu ở bên mời nhưng Chu Tinh Văn chỉ nhấp một chút. Rượu hầu hết do Khanh Liệt Bưu và Triệu Quốc Đống uống. Triệu Quốc Đống cười cười không vui đi ra ngoài. Xem ra dù có Khanh Liệt Bưu ra mặt nhưng mâu thuẫn khó có thể giải quyết được. Chẳng lẽ Chu Tinh Văn có cái nhìn lớn như vậy về mình?
y đáng lẽ phải từ Khanh Liệt Bưu biết quan hệ giữa mình và Thái Chánh Dương mới đúng. Vậy mà Chu Tinh Văn vẫn ra vẻ xa lánh, rõ ràng muốn ra tay với mình. Quyển 2, chương 29, sóng ngầm. Quốc Đống, chú ở đây à? Đi cùng Triệu Quốc sao? Triệu Quốc Đống quay đầu lại nhìn thì thấy Hùng Chính Lâm đang cùng hai người đi vào trong. Hùng ca cũng đến đây ăn sao? Lãnh đạo công an huyện ở trong, em đang tiếp. Triệu Quốc Đống nhìn Hùng Chính Lâm rồi nói. Ừ, Hùng ca trông vui vẻ đó nhỉ. Chú lại trêu anh rồi. Hùng Chính Lâm không hề giấu sự thân mật với Triệu Quốc Đống dù có mặt người khác. Lại đây làm quen một chút. Đây là hai anh em tốt của anh ở Ủy ban Kỷ luật thành phố An Đô, Trần Nhất Quyền, Phan Đạt. Đây là chú em của tôi, Triệu Quốc Đống đang công tác ở công an huyện Giang Khẩu. Sau khi tôi đi mà chú ấy có việc thì các anh phải giúp chú ấy đó. Hai người kia có chút kinh ngạc vì Hùng Chính Lâm vốn bình thường nói chuyện rất giữ kẽ lại là như vậy. Theo bọn họ thấy Hùng Chính Lâm ít khi nói chuyện thân mật như thế, nhưng đây lại là một thanh niên mới hơn 20 tuổi. Là chủ nhiệm Hùng sau khi điều đi đã đổi khác, hay là quan hệ với thanh niên kia đúng là không bình thường. Dù như thế nào thì thanh niên này cũng không bình thường. Hai người đều khách khí chào Triệu Quốc Đống. Ra hiệu hai người vào trước, bên ngoài chỉ còn có Hùng Chính Lâm và Triệu Quốc Đống. Bọn họ đi qua một hành lang yên tĩnh đến sảnh rộng rãi ở ngoài. Đây có lẽ là nơi dành cho khách ra ngoài hút thuốc hoặc là trốn rượu. Hùng ca đã đến Quốc Đống chưa? Triệu Quốc Đống lấy bao trung hoa ra đưa cho Hùng Chính Lâm. Ồ, tốc độ hủ bại của chú nhanh quá. Hùng Chính Lâm châm thuốc rồi trêu. Tiếp xếp nên phải vậy mà anh. Triệu Quốc Đống cũng châm cho mình một điếu. Hắn không mấy khi hút nhưng tâm trạng không tốt nên cũng hút. Xem ra chút gặp chuyện hả? Hùng Chính Lâm có cái mũi rất thính nên cảm nhận ngay ra vấn đề. Anh vừa về Quốc Đống trở về. Hôm qua đi báo danh, hôm nay về bàn giao công việc. Có lẽ ngày kia sẽ chính thức tới đó. Hôm nay mấy cấp dưới ở Ủy ban Kỷ luật Thị ủy làm buổi tiệc tiễn. Có chuyện gì thế, có cần anh giúp không? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Không cần, em có thể tự giải quyết. Ừ vậy là được rồi, anh ở phòng tấn, chú ở phòng nào? Hùng Chính Lâm vỗ vỗ vai Triệu Quốc Đống rồi nói. Anh và lão Triệu cũng đi, chú có gì khó thì nói với Triệu Quốc cùng Chánh Dương một chút. Nhớ có một số việc chỉ dựa vào mình là không thể làm tốt. Một hảo hán phải có ba người giúp, phải học cách mượn sức. Em ở phòng Tiêu Tương, cảm ơn Hùng Chính Lâm đã dạy bảo. Triệu Quốc Đống nói. Ừ, lát chú sang chỗ anh một chút. Anh giới thiệu người ủy ban kỷ luật với chú, sau không chừng sẽ có qua lại thì sao? Hùng Chính Lâm nói. Ngay khi Triệu Quốc Đống rời phòng, Chu Tinh Văn cũng bỏ chén xuống mà nói. Tiểu Bưu, Triệu Quốc Đống nhờ gì cậu? Ha ha, Hùng ca, Quốc Đống có quan hệ với em khá tốt. Anh lên chức thì có lẽ công an huyện sẽ động phải không? Khanh Liệt Bưu rót đầy chén của mình rồi ra hiệu cô gái bên cạnh ra ngoài. Quốc Đống cũng là muốn làm tốt quan hệ với Hùng ca. Hừ, tin tức của hắn nhanh nhỉ. Chu Tinh Văn hừ một tiếng. Sao thế Hùng ca, anh có vẻ không hài lòng với Quốc Đống. Em thấy Quốc Đống rất thành thật, có phải có người nhìn vào vị trí của hắn? Khanh Liệt Bưu vừa gắp đồ ăn vừa nói. Hắn là người của Loan Trinh Viễn. Tiểu Bưu, chuyện này cậu đừng xen vào. Chu Tinh Văn lạnh nhạt nói. Nhưng mà Hùng ca, Quốc Đống này không đơn giản đâu. Anh cũng không nên nói chuyện hắn. Xem ra hắn cũng muốn làm tốt quan hệ với Hùng ca đó. Khanh Liệt Bưu có chút khó xử nói. Hắn chỉ muốn ở lại Giang Miếu, điều này làm em có thể trả lời với hắn. Cậu cứ nói mình hết sức là được mà. Huống chi tôi cũng không phải cách chức hắn, chỉ là đổi vị trí thôi mà. Chu Tinh Văn cười cười như nhớ ra gì đó. Thanh niên đổi hoàn cảnh nhiều thì cũng tiện cho trưởng thành. Đúng, cậu nói hắn không đơn giản là như thế nào. Nhưng hắn muốn ở lại Giang Miếu, công việc vừa triển khai nên không muốn đi. Lần trước em không phải nói với Hùng ca sao, hắn có quan hệ rất thân với thị trưởng Thái. Thị trưởng Thái? Chu Tinh Văn đang gắp thịt liền dừng lại một chút. Cậu nói thị trưởng Thái nào? An Đô còn có mấy thị trưởng Thái? Chính là phó thị trưởng trước là bí thư huyện ủy huyện Hoa Dương, năm nay vừa lên chức, bây giờ đang phụ trách công tác công nghiệp, giao thông của thành phố đó. Em nghe bố em nói thị trưởng Thái rất có thể vào thường vụ. Khanh Liệt Bưu có chút kinh ngạc nói. Hắn nhìn Chu Tinh Văn, xem ra đối phương có chút hiểu nhầm. Không thể, Triệu Quốc Đống sao có thể có quan hệ với thị trưởng Thái.
nếu có quan hệ với thị trưởng Thái thì sao hắn còn có thể bị phân về Giang Khẩu? Không nói là cục công an thành phố thì cũng phải đến huyện Hoa Dương chứ. Sợ chỉ là lời đồn thôi. Chu Tinh Văn lắc đầu không tin. Sao không thể chứ? Đây là do bố em nói, nếu không em sao nhường hắn như vậy? Em chú ý một con bé trong nhà máy, nếu không phải có quan hệ với Quốc Đống thì em bỏ qua sao? Khanh Liệt Bưu nhìn ra ngoài cửa rồi nói. Bố em nói khi thành phố tổ chức hội nghị công nghiệp, thị trưởng Thái đã hỏi tới Quốc Đống. Lần trước khi Quốc Đống đến nhà máy dệt quyên góp thì bố em đã nhờ hắn hẹn thị trưởng Thái ăn bữa cơm. Hắn cũng rất sảng khoái nhận lời. Chu Tinh Văn ngừng đúa, tin này làm y có chút ngạc nhiên. Thái Chánh Dương mặc dù là phó thị trưởng nhưng quản công nghiệp, giao thông, không quan trọng đối với y bằng Vương Đức Hòa ủng hộ. Chẳng qua nếu đúng Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết với Thái Chánh Dương, không chừng Thái Chánh Dương sẽ nói chuyện với Lô Vệ Hồng, như vậy mình sẽ bị đẩy lên giá lửa. Mình và Đậu Trung Khải đã xác định danh sách điều chỉnh, hai hôm nữa sẽ phải nghiên cứu điều chỉnh nhân sự. Triệu Quốc Đống sẽ rời khỏi đồn công an Giang Miếu, nhưng nếu như sau đó bí thư Lô gọi tới thì xong đời. Tiểu Bưu, cậu nói quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và thị trưởng Thái là như thế nào? Họ hàng hay là gì? Chu Tinh Văn suy nghĩ một chút rồi nói. Cái này em không rõ, thằng danh Quốc Đống chưa bao giờ đề cập tới việc này. Khanh Liệt Bưu lắc đầu nói. Hùng ca, anh phải cẩn thận mới được, anh còn có cơ hội tiến lên, việc gì phải căng thẳng với cấp trên. Chu Tinh Văn ăn miếng thịt dê mà không thấy mùi vị gì. Vương Đức Hòa tại sao nhất định phải làm cho Vương Quý Nhân đến đồn công an Giang Miếu làm việc, điều này y mơ hồ biết. Quốc lộ An Lam sắp khởi công, tuy nói tổng thầu là mấy công ty xây dựng lớn ở thành phố An Đô, nhưng đoạn qua Giang Khẩu cũng là 50 km, một vài công ty xây dựng nhỏ của địa phương cũng có thể được chia chén canh. Mà đoạn qua khu vực Giang Miếu là dài nhất, gần 20 km. Vương Đức Hòa thò tay ở khắp nơi, nhất định cũng muốn xin miếng thịt ở Giang Miếu. Có một số việc Vương Đức Hòa ra mặt không tiện, mà có thằng cháu làm trưởng đồn công an Giang Khẩu thì dễ hơn nhiều. Vì thế Vương Đức Hòa thậm chí còn ám chỉ việc bổ nhiệm Vương Quý Nhân với y. Điều này làm Chu Tinh Văn biết rõ dây không phải lựa chọn tốt nhưng không tránh được. Chẳng qua bây giờ xem ra vấn đề rất khó giải quyết. Khanh Liệt Bưu nói có lý, tuổi mình còn có cơ hội tiến lên, phó bí thư bao tuổi không nhỏ, hơn nữa còn kiêm bí thư đảng ủy công an. Người này chỉ 1-2 năm nữa là sang Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Mình muốn vào thường vụ giữ chức bí thư đảng ủy thì ngoài được bí thư huyện ủy ủng hộ thì còn qua thị ủy quyết định. Làm mất lòng Thái Chánh Dương không quan trọng, nhưng Thái Chánh Dương có thể làm phó thị trưởng thì quan hệ với cấp trên không kém. Không chừng 1-2 năm nữa Thái Chánh Dương sẽ thành trưởng ban tổ chức cán bộ hoặc phó bí thư thị ủy thì sao? Như vậy mình sẽ có phiền phức. Vương Đức Hòa tuổi đã cao, Thái Chánh Dương lại còn trẻ mà. Tuy nói bây giờ mình lên chức thì Vương Đức Hòa đã giúp nhiều, nhưng quyết định chính là Lô Vệ Hồng. Có thể cho Vương Quý Nhân một vị trí khác cũng coi như câu trả lời. Xem ra phải quan sát Triệu Quốc Đống một chút mới được. Quyển 2, chương 30, rung động. Chu Tinh Văn đang suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra, cô gái đã tiến vào. Ồ, Quốc Đống đâu? Khanh Liệt Bưu kinh ngạc nói. Anh ta hình như gặp người quen và bị kéo sang bên. Cô gái ưỡn lưng nói. Nơi này lớn thật, em đi một vòng thiếu chút nữa không tìm được phương hướng, như mê công vậy. Cô gái đang nói thì Triệu Quốc Đống đã đi vào. Quốc Đống, cậu chạy đi đâu vậy hả? Dám bỏ xếp Chu ở một chỗ ư? Chú có muốn làm tốt công việc không? Khanh Liệt Bưu ra vẻ tức giận. Bưu ca, anh không phải hại em đó chứ? Em ra ngoài đi vệ sinh thì gặp mấy người quen và nói chuyện vài câu. Triệu Quốc Đống bưng chén lên nói. Sếp Chu, tôi mời sếp một chén. Sếp tùy ý, tôi xin hết, mong sếp Chu bớt chút thời gian đến kiểm tra công việc của đồn công an Giang Miếu. Bí thư Khương vẫn nhắc đến sếp. Ừ, lão Khương ủng hộ đồn công an nhiều chứ? Chu Tinh Văn thuận miệng hỏi. Bí thư Khương rất ủng hộ đồn. Năm ngoái đảng ủy khu cũng hỗ trợ một khoản tài chính sau chiến dịch phá án, xem ra năm nay đảng ủy khu cũng hỗ trợ một khoản. Chẳng qua đảng ủy khu cũng không giàu. Nếu muốn kiếm được nhiều thì phải nhờ sếp Chu nói giúp. Ừ, đảng ủy khu là một cơ cấu của huyện ủy, về chức năng cũng không toàn diện, không có tài chính, dựa vào phí quản lý của xã, thị trấn và công ty đóng góp. Nghe nói bên ngoài có mấy khu vực tiến hành cải cách, cấp khu vực cũng chuẩn bị được rút lui. Triệu Quốc Đống gật đầu, tin của Chu Tinh Văn khá nhạy bén. Chẳng qua huyện Giang Khẩu muốn bỏ đảng ủy khu thì phải 2-3 năm nữa.
Toàn huyện chia thành 15 xã, thị trấn lớn, mà hai xã Đại Quan Khẩu và xã Thổ Lăng được sáp nhập thành thị trưởng Quan Lăng. Xã Bảo Long và xã Hắc Thạch bị thị trấn Giang Miếu nuốt, thành một thị trấn lớn có gần 70.000 dân. Khi Hùng Chính Lâm dẫn theo hai người vào, Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Nhưng rất nhanh hắn hiểu ý của Hùng Chính Lâm. Hùng ca, sao lại để anh tự đến đây như vậy, em phải sang mới đúng. Triệu Quốc Đống vội vàng đứng lên nói. Hùng ca, đây là lãnh đạo trực tiếp của em, trưởng phòng công an huyện Giang Khẩu, Chu Tinh Văn, Sếp Chu. Sếp Chu, đây là ông anh của em, phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị ủy An Đô, Hùng Chính Lâm. Đừng nói như vậy, thị ủy đã phát văn bản, bây giờ anh là nông dân rồi. Hùng Chính Lâm xua tay nói. Chu Tinh Văn thấy Hùng Chính Lâm thì có chút quen mắt nhưng không rõ đối phương là ai. Đến khi Triệu Quốc Đống giới thiệu thì mới nhớ ra. Nghe đối phương đã thôi làm ở ủy ban kỷ luật thị ủy thì y có chút kinh ngạc, nhưng y nghĩ thì biết đối phương có phân công công việc khác. Sếp Chu, Hùng ca bây giờ được điều đến làm phó bí thư thông thành, hôm qua vừa tới đó, hôm nay về bàn giao công việc. Mấy người của ủy ban kỷ luật thị ủy tiễn Hùng ca. Triệu Quốc Đống giải thích. Nào trưởng phòng Chu, Quốc Đống là chú em của tôi. Cậu ấy công tác dưới sự lãnh đạo của anh, làm không tốt anh cứ phê bình. Hai vị này là Đỗ Lực, Vưu Liên Hương của ủy ban kỷ luật An Đô. Tôi mời trưởng phòng Chu một chén. Thông thành xa xôi, ngày sau nếu có việc đi qua thông thành thì nhất định phải tới chỗ tôi ngồi. Thông thành mặc dù nghèo nhưng đặc sản lại rất ngon. Mấy lời này của Hùng Chính Lâm lại làm Chu Tinh Văn rất chấn động. Cựu phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật An Đô, bây giờ là phó bí thư thông thành, không ngờ lại gọi Triệu Quốc Đống là chú em. Cách gọi này đâu phải là tùy tiện. Nhìn thái độ mật thiết như vậy thì quan hệ đến mức nào đó mới thế. Hơn nữa còn cả Thái Chánh Dương kia nữa, sau lưng Triệu Quốc Đống giấu bao bí mật. Chu Tinh Văn do giật mình nên bị hai trưởng phòng của ủy ban kỷ luật An Đô mời liền bốn chén mới tỉnh lại, cũng may y uống khá tốt còn chịu được. Mà Khanh Liệt Bưu cũng bị ba người Hùng Chính Lâm mời vài chén khiến y hơi say. Nếu không phải cô gái bên cạnh đỡ hộ Khanh Liệt Bưu vài chén thì sợ y đã ngã xuống. Đến khi đám người Hùng Chính Lâm rời đi thì trong phòng mới được yên. Chu Tinh Văn ngồi đó mà suy nghĩ, Khanh Liệt Bưu lại không ngại nhiều mà nói. Quốc Đống, chú giấu ác thật, ha ha, phó bí thư thông thành, coi như nhân vật số 3 của thông thành rồi. Lại xa một chút, núi cao có vua, đây là vua đó. Hùng ca không phải bí thư thị ủy mà, chỉ là phó bí thư. Vua một vùng thì chỉ có thể là bí thư mà thôi, chưa đến lượt Hùng ca nói chuyện. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ Hùng Chính Lâm lại làm như vậy, cũng may Hùng Chính Lâm không nói hai người Liễu Đạo Nguyên, Thái Chánh Dương ra. Phó bí thư phụ trách công tác tổ chức, đó là quản lý mũ của hơn 20.000 cán bộ. Khanh Liệt Bưu hơi say nên cũng càn rỡ hơn, Triệu Quốc Đống có thể thấy tay Khanh Liệt Bưu lặng lẽ đưa xuống áo của cô gái. Sếp Chu, ủy ban kỷ luật làm như vậy, chúng ta cũng nên đáp lại chứ. Nếu không bọn họ sẽ coi thường công an huyện Giang Khẩu chúng ta. Cũng phải để cho bọn họ thấy công an huyện chúng ta có sức chiến đấu. Triệu Quốc Đống thấy Chu Tinh Văn đã bình tĩnh lại liền nói. Ừ, cũng phải sang mới được, có qua có lại, chẳng qua Quốc Đống phải nhận trọng trách nhiều. Chu Tinh Văn nghe nói phó bí thư thị ủy An Đô kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Kha Khắc cũng ở đó, Chu Tinh Văn đương nhiên không bỏ qua cơ hội làm quen. Dù là Hùng Chính Lâm thì bình thường y cũng không phải dễ dàng làm quen được. Không chừng ngày nào đó Hùng Chính Lâm quay về làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật An Đô. Sếp Chu yên tâm, chỉ cần là nhiệm vụ sếp Chu giao thì Triệu Quốc Đống tuyệt đối không làm sếp Chu thất vọng. Một vòng qua đi, Chu Tinh Văn mới thấy được sức uống của Triệu Quốc Đống. Một bàn 12 người, mỗi người một chén, hơn nữa còn thay y uống 5 chén, cuối cùng còn mời 3 lãnh đạo ủy ban kỷ luật mỗi người một chén. Mặc dù Chu Tinh Văn uống giỏi nhưng vẫn không chịu được. Chẳng qua cũng đáng. Ít nhất trong mắt phó bí thư Kha Khắc cũng có ấn tượng về trưởng phòng công an huyện Giang Khẩu. Sau khi bữa rượu kết thúc, Triệu Quốc Đống đưa Chu Tinh Văn lên xe. Chu Tinh Văn vỗ vỗ vai Triệu Quốc Đống rồi nói. Cậu đưa Tiểu Bưu về đi, cậu ta sợ là không thể lái xe về. Vậy còn sếp Chu? Triệu Quốc Đống nói. Tôi không sao, làm việc cho tốt. Đồn công an Giang Miếu là đồn công an lớn nhất ở nông thôn huyện Giang Khẩu, có chuyện gì trực tiếp tìm tôi. Chu Tinh Văn vào xe Santana. Sếp Chu, tôi hiểu. Triệu Quốc Đống gật đầu rồi thuận tay đưa một bao da và hộp giấy tới. Sếp Chu thường xuyên ở ngoài có đôi khi liên lạc không tiện.
có thứ này tôi dễ báo cáo công việc với sếp Chu, số điện thoại là 555. Chu Tinh Văn lập tức có phản ứng, cầm lên nhìn ra gật đầu hài lòng. Được rồi Quốc Đống, không có việc gì thì lên văn phòng tôi ngồi nhiều vào. Đương nhiên rồi, sếp Chu cũng nên đến đồn công an Giang Miếu kiểm tra công việc. Triệu Quốc Đống cúi người đóng cửa xe cho Chu Tinh Văn. Được. Chu Tinh Văn lái xe chạy ra ngoài cửa, chiếc bao da và hộp giấy đặt ở ghế bên, y cố nhịn cơn xúc động muốn mở ra xem, đến khi đến đường đi tới Giang Khẩu thì y mới mở hộp ra. Nokia 8900 cũng phải gần 40.000, Triệu Quốc Đống mở ra và ấn gọi, số, 555, pin còn 2 vạch. Tên Triệu Quốc Đống cũng hiểu chuyện, biết mình thích số 5. Hôm nay tâm trạng Chu Tinh Văn khá vui vẻ, chẳng những được một điện thoại di động mà còn gặp lãnh đạo thị ủy. Chu Tinh Văn suy nghĩ một chút rồi ấn gọi điện. Quyển 2, chương 31, đổi khác. Tâm trạng Chu Tinh Văn khá tốt, tâm trạng Đậu Trung Khải cũng tốt. Đậu Trung Khải ngồi trong nhà, có một cấp dưới đến phản ánh công tác, y đang chờ người tiếp theo. Cán bộ công an huyện nghe thấy tin sẽ điều chỉnh thì không ngừng chạy quanh. Loan Trình Viễn cùng Ngưu Tử Kiến rời đi và Chu Tinh Văn mạnh mẽ lên chức khiến người của Loan Hệ luống cuống tay chân. Vua nào chiều đó, hơn nữa cũng có tin Lưu Thắng An cùng Khâu Nguyên Phong sẽ thành phó trưởng phòng được truyền ra, đây là một cơn lốc lớn. Việc điều chỉnh Tiêu Tắc Cường và Triệu Quốc Đống đã được xác định. Khâu Nguyên Phong tạo được quan hệ với chủ tịch huyện và lên chức. Lưu Thắng An nghe nói do chính bí thư huyện ủy Lô chỉ danh, hơn nữa bọn họ có quan hệ mật thiết với Chu Tinh Văn. Điều này làm Đậu Trung Khải có chút khó hiểu. Chẳng qua mấy điều này không thể nói rõ, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đậu Trung Khải thầm đọc câu này, bây giờ ai cũng lộ thần thông. Vương Quý Nhân chỉ định muốn tới đồn công an Giang Miếu, Đậu Trung Khải không rõ vấn đề ở đó. Nhưng nếu Vương Đức Hòa tự mình nói chuyện, hơn nữa Chu Tinh Văn cũng đồng ý thì việc không có vấn đề gì. Triệu Quốc Đống được điều tới đồn Bắc Giao làm phó trưởng đồn. Mấy vị trí khác cũng được quyết định xong. Điện thoại bàn vang lên, Đậu Trung Khải không nhìn được nhìn thì thấy là 555, số điện thoại di động. Đậu Trung Khải rụt rè cầm lên nghe. Alo, ai đó, tôi là Đậu Trung Khải. Lão Đậu, hội nghị đảng ủy ngày mai tạm thời hoãn lại, sợ rằng phải điều chỉnh một lần nữa. Chu Tinh Văn trầm giọng nói. Để sau ư, nhưng chiều mai ban tổ chức cán bộ huyện ủy tới tuyên bố việc bổ nhiệm Lưu Thắng An và Khâu Nguyên Phong, như vậy không kịp. Đậu Trung Khải vội vàng nói. Không kịp thì không kịp, ban tổ chức cán bộ chỉ tuyên bố bổ nhiệm Lưu Thắng An và Khâu Nguyên Phong, không phải điều chỉnh cán bộ trung tầng ở phòng. Chậm hai ngày đi. Chu Tinh Văn không nhịn được mà nói. Trưởng phòng Chu, có phải có biến gì không? Đậu Trung Khải cẩn thận mà nói. Y có thể nghe ra tâm trạng Chu Tinh Văn đang khá vui. Ừ, Vương Quý Nhân phải tính tới vị trí khác. Hả, vậy còn Triệu Quốc Đống? Đậu Trung Khải hơi giật mình. Vương Đức Hòa tự mình nói muốn Vương Quý Nhân làm trưởng đồn công an Giang Miếu. Việc này Chu Tinh Văn rõ hơn mình mà. Triệu Quốc Đống không điều chỉnh, cậu ta triển khai công việc ở đồn công an Giang Miếu rất xuất sắc, để cậu ta tiếp tục chủ trì công việc. Chu Tinh Văn nói. Nhưng Bí Thư Vương đã nói muốn Vương Quý Nhân đến Giang Miếu mà. Đậu Trung Khải không hiểu, Chu Tinh Văn chẳng lẽ không biết ý của Vương Đức Hòa? Y không phải đã sớm muốn điều chỉnh Giang Miếu sao? Sao bây giờ lại đổi ý? Bố trí nhân viên của công an huyện đâu đến lượt Vương Đức Hòa chỉ này chỉ kia? Chu Tinh Văn nghiêm túc nói. Chuyện này không cần bàn nữa. Trưởng phòng Chu, anh biết tính của Vương Đức Hòa mà. Nếu như y không hài lòng thì chỉ sợ sau này công tác của chúng ta có phiền phức. Đậu Trung Khải không biết vì nguyên nhân gì mà Chu Tinh Văn lại thay đổi thái độ như vậy. Triệu Quốc Đống đúng là công tác tốt, nhưng cũng không phải là một hai ngày có đột biến, sao lại nói Triệu Quốc Đống công tác rất xuất sắc và không điều chỉnh. Công tác rất xuất sắc mà điều chỉnh đến nơi khác thì cũng có thể triển khai công việc mà. Lão Đậu, tôi đang ở trên thành phố, lãnh đạo thành phố nói, ông hiểu ý tôi rồi chứ? Chu Tinh Văn trầm giọng nói. Vương Đức Hòa dù gây phiền phức cho chúng ta có thể dùng công việc giải quyết. Nếu lãnh đạo thành phố không hài lòng vậy chính là Bí Thư Lô không hài lòng, vậy ông có lẽ cũng nên nghĩ tới vị trí của mình. Lãnh đạo thành phố. Đậu Trung Khải há hốc mồm nói. Trưởng phòng Chu, tôi không nghe nhầm chứ, Triệu Quốc Đống có thể quan hệ với lãnh đạo thành phố. Hừ, rất nhiều chuyện trước đó thì ai biết. Tiếng Chu Tinh Văn hơi nhíu có lẽ do tín hiệu không tốt. Ông suy nghĩ một chút,
bố trí lại cho Vương Nhân Quý sang Hoa Liên hoặc Kiều Quan, nếu không là Vĩnh Hòa. Đậu Trung Khải bỏ máy xuống mà mãi mới lấy lại tinh thần. Lần này thay đổi sẽ thay đổi nhiều. Triệu Quốc Đống không động, Vương Quý Nhân bố trí sang nơi khác thì kế hoạch điều chỉnh cán bộ sẽ phải thay đổi. Đậu Trung Khải không biết ai nói chuyện với Chu Tinh Văn mà lại không nể mặt Vương Đức Hòa. Nhất định không phải là cục trưởng Tạ rồi, nếu không mình sẽ biết. Không phải cục trưởng Tạ thì là ai? Không phải lãnh đạo thị ủy hay ủy ban nhân dân tỉnh chứ? Vậy thì hơi quá, Đậu Trung Khải nghĩ mãi mà không ra nguyên nhân. Khanh Liệt Bưu nửa nằm nửa ngồi ở ghế sau, có vẻ đã say. Từ ánh đèn của xe đối diện chiếu vào xe, Triệu Quốc Đống có thể thấy tay của Khanh Liệt Bưu đang hoạt động trong áo của cô gái. Cô gái có chút xấu hổ tránh tay của y. Quốc Đống, chú được đó, có thể quan hệ được với Hùng Chính Lâm. Lần này coi như chú qua cửa nhưng không phải kế lâu dài. Dựa vào quan hệ cao quá thì luôn có nguy hiểm. Lời này của Khanh Liệt Bưu làm Triệu Quốc Đống hiểu đối phương không say, ít nhất người say không thể nói được như vậy. Lần này cảm ơn Bưu ca, em hiểu. Em cần chính là thời gian. Triệu Quốc Đống vừa lái xe vừa gật đầu nói. Ừ, chú rõ là tốt rồi. Lão Chu cũng không phải người không nói lý lẽ, chẳng qua chú vốn đi lại gần với Loan Trinh Viễn, lại có người chú ý tới vị trí của chú nên mới thế. Chú chỉ cần ở chung với Lão Chu lâu thì sẽ biết. Khanh Liệt Bưu gật đầu nói. Sau này rảnh rỗi thì chúng ta thường xuyên tụ tập, nhà máy dệt cũng không được mấy người phát triển mạnh mà. Vâng, em có số điện thoại của anh. Sau này liên lạc nhiều. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Chú cũng chuẩn bị mua cái đi, có cái này dễ dùng. Khanh Liệt Bưu cầm điện thoại di động trong tay rồi nói. Thời buổi này phải biết hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ sự thuận tiện do công nghệ cao mang tới. Ha ha, Bưu ca, bọn em không thể so sánh với anh. Anh làm kinh doanh, tiêu tiền của mình, không ai dám nói gì. Bọn em thì khác, bao cặp mắt nhìn chằm chằm vào. Hơn nữa thứ này em đúng là không chơi được. Triệu Quốc Đống cười cười, thứ này đúng là rất đắt, chỉ tiền thuê bao một tháng cũng đã là 1.000 ngàn, thời gian lâu cũng chỉ có thể phối hợp sử dụng với máy nhắn tin, nếu không đúng là quá đắt. Triệu Quốc Đống đưa Khanh Liệt Bưu về khách sạn Tây Hoa, đây là hang ổ của Khanh Liệt Bưu, y thuê một phòng ở đây. Chú định về sao? Cầm chìa khóa mà Triệu Quốc Đống ném tới, Khanh Liệt Bưu đi hơi lảo đảo, cô gái kia phải vội vàng đỡ y. Không sao, em đi taxi về là được. Lần này cảm ơn anh. Triệu Quốc Đống chào. Đừng nói như vậy, nhớ chúng ta từ nhà máy dệt đi ra là được. Lên taxi, Triệu Quốc Đống thầm nghĩ bản chất Khanh Liệt Bưu không xấu, chẳng qua phong cách sống hơi kém si sút mà thôi. Nhưng đàn ông phải háo sắc mà, có cơ hội tán gái thì sao phải e ngại. Về phần kết hôn đó là vì chưa gặp ai đáng để y lấy mà thôi. Quyển 2, chương 32, sân khấu. Ba ngày sau khi huyện ủy tuyên bố Lưu Thắng An và Khâu Nguyên Phong làm phó trưởng phòng công an huyện Giang Khẩu cũng tiến hành điều chỉnh nhân sự. Tề Chính, trưởng đồn công an Bắc Giao làm đội trưởng đội cảnh sát giao thông. Trưởng đồn công an Tây Ngoại làm trưởng phòng trị an. Tiêu Tắc Cường, trưởng đồn công an Nội Thành làm chỉ đạo đội cảnh sát hình sự. Trưởng đồn công an Kiều Quan làm trưởng đồn công an Nội Thành, Vương Nhân Quý làm trưởng đồn này. Mà Triệu Quốc Đống do biểu hiện xuất sắc nên được đề bạt thành trưởng đồn. Những người trước đó cho rằng Triệu Quốc Đống sẽ được điều đi làm phó trưởng đồn công an ở khu vực nào đó phải trợn mắt há mồm. Ngay cả Lưu Thắng An và Khâu Nguyên Phong cũng không nghe thấy tiếng động gì. Trong hội nghị đảng ủy, Chu Tinh Văn khen mấy tháng Triệu Quốc Đống chủ trì công việc đã đạt thành tích xuất sắc, nhất là dẫn đầu cải thiện trang bị, tăng hình ảnh đồn công an đáng là tấm gương các đồn công an nông thôn học tập. Lời này làm cho ngoài Đậu Trung Khải ra thì các nhân viên tham gia hội nghị đảng ủy đều rất giật mình. Người Loan Hà Hệ thì ngoài Lưu Thắng An và Khâu Nguyên Phong làm phó trưởng phòng ra thì chỉ có mình hắn là được lên chức. Tiêu Tắc Cường muốn tranh chức phó trưởng phòng đã không thành công, còn bị điều đến làm chỉ đạo viên của đội cảnh sát hình sự. Lưu Thắng An cùng Khâu Nguyên Phong hiển nhiên đã dựa vào Chu Tinh Văn. Chu Tinh Văn và Đậu Trung Khải đã liên minh, vào lúc này ai dám khiêu chiến quyền uy của Chu Tinh Văn thì chỉ có thể bị đẩy sang bên bờ. Hà Phượng Tường là người bị hại nhất, từ phó trưởng phòng phụ trách an ninh trật tự. Đồn công an điều sang làm phụ trách đội cảnh sát cơ động, phòng cháy và trại tạm giam, đây chính là cho có mà thôi. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ bây giờ Hà Phượng Tường mong nhất chính là điều sang huyện khác hoặc bên tòa án, viện kiểm sát. Hùng Chính Lâm và chiếc điện thoại di động đã có tác dụng đối với hắn. Trong 3 tháng từ phó sang trưởng đã phá ghi chép ở công an huyện Giang Khẩu.
chẳng qua cấp bậc của hắn còn kém, hơn nữa nói khó nghe một chút là do chính nội bộ công an huyện bổ nhiệm, cấp hành chính của hắn vẫn là vậy. Không phải làm trưởng đồn đã thành cấp phó trưởng phòng. Thời tiết tháng 5 bắt đầu nóng lên, Triệu Quốc Đống thầm tính mình tới Giang Miếu đã gần năm. Trong gần một năm nhưng lại làm hắn biến hóa rất lớn. Công ty xây dựng số 2 đã nhận được một đoạn đường 7 km từ tay công ty xây dựng số 7 thành phố Ando, giá trị đoạn đường này sơ bộ tính toán là hơn 6 triệu. Đây là tin rất đáng mừng với công ty. Triệu Quốc Đống vốn hy vọng được tầm 3 km đã vui rồi, không ngờ lại được nhiều như vậy. Dự toán hơn 6 triệu chỉ cần đúng thời hạn nắm được tiền thì lãi ít nhất đã hơn triệu. Lợi lớn như vậy cũng là do Dương Thiên Bồi nói thật với Triệu Quốc Đống. Bảo sao người ta nói bên xây dựng kiếm được rất nhiều tiền. Dương Thiên Bồi cũng nhắc Triệu Quốc Đống mở rộng quy mô bãi cát. Chỉ riêng lượng cát công ty xây dựng số 2 cần dùng thì bãi cát Sơn Xuyên bây giờ cũng không thể cung cấp đủ. Thực ra quy mô của bãi cát Sơn Xuyên không nhỏ, đứng đầu đại quan khẩu, dù là ở khu vực Giang Miếu cũng xếp đầu. Chẳng qua so với việc khởi công xây dựng quốc lộ An Lam thì đúng là quy mô phải mở rộng. Nhất là trên khu vực thượng lưu lấy cát cũng không được nhiều, bình thường đều là phải xuống đại quan khẩu lấy cát. Nếu như đường khởi công thì số lượng càng cần nhiều hơn nữa, vì thế dựa vào đại quan khẩu cũng càng lúc càng rõ ràng. Rất nhiều người ý thức được điều này nên bắt đầu chạy thủ tục khai thác cát. Chẳng qua có lẽ do cũng cảm nhận được điều này nên thủ tục khai thác cát ở đại quan khẩu cũng khó hơn, mà tiền nộp phí khai thác cũng tăng lên 10 lần. Triệu Quốc Đống không thể không tự hào mình nhìn xa. Trước khi quốc lộ An Lam khởi công thì mình đã mở rộng quy mô, tăng thủ tục khai thác cát, bao hết phạm vi vài trăm mét xung quanh đó vào bãi cát Sơn Xuyên. Đương nhiên trong này thiếu không ít giao dịch ngầm. Cũng may lãnh đạo đảng ủy và ủy ban đại quan khẩu có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống, hơn nữa cán bộ thôn cũng có quan hệ mật thiết với hắn. Cho bọn họ thêm chút chỗ tốt thì việc dễ xử lý. Triệu Quốc Đống cũng nhắc Triệu Trường Xuyên chuẩn bị trước. Lúc này công trình ở quốc lộ An Lam lớn hơn nhiều so với của nhà máy dệt. Một khi khởi công thì phải làm ca cả ngày chưa chắc đáp ứng đủ, lúc này chuẩn bị trước sẽ có tác dụng lớn. Dù sao gần bờ sông rất trống trải, có đủ chỗ để đổ cát khai thác lên. Quốc Đống, ổn rồi. Phòng Tử Toàn nhìn đen như người châu Phi chạy vào phòng Triệu Quốc Đống, y vung vung một tờ giấy lên cho Triệu Quốc Đống nhìn. Gì mà ông hưng phấn như vậy thế? Triệu Quốc Đống không thèm để ý tới đối phương mà vẫn tự làm việc của mình. Ông có phải là nằm nói chuyện cũng ngại đau lưng không? Tôi dễ sao, mẹ nó chứ, 2 tháng không tính số nhỏ nhặt thì lúc này mới coi như kiếm được một món ra trò. Nhìn Triệu Quốc Đống như vậy, Phòng Tử Toàn rất khó chịu nói. Quốc Đống, ông chiếm cổ phần trong đó mà. Không phải chỉ là mấy chục ngàn thôi ư, không quan trọng. Triệu Quốc Đống không buồn ngẩng đầu lên nói. Ông hôi quá. Về nhà tắm rồi hãy đến chỗ tôi. Phòng Tử Toàn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống một lúc mới nói được. Mấy chục ngàn ông không thèm hả, nhưng tôi lại thấy nó rất nhiều. Mẹ nó chứ, sao tâm trạng tốt đến chỗ ông lại thành bình tĩnh thế nhỉ? Bình tĩnh mới đúng, nếu không ông luôn hưng phấn sẽ bị tâm thần đó. Triệu Quốc Đống cuối cùng đã ngẩng đầu lên nói. Ông đi tắm đi, lát nữa Khổng Nguyệt tới ông làm người đẹp chạy thì sao? Phòng Tử Toàn đi được 2 bước rồi căm tức chỉ vào Triệu Quốc Đống. Ông không hỏi tôi kiếm được bao nhiêu ư, trọng sắc khinh bạn, tôi sao có người bạn như ông. Không phải lúc đầu ông cứ đòi tôi đừng có bỏ qua Khổng Nguyệt sao. Nếu không Khổng Nguyệt vào tay Khanh Liệt Bưu là ông điên lên. Về phần tiền nếu tôi không tin thì nói làm gì. Ông và Khổng Nguyệt đã làm cái kia chưa? Phòng Tử Toàn cười cười. Cái gì cơ? Triệu Quốc Đống giả ngu nói. Đương nhiên là cái kia rồi. Phòng Tử Toàn bất đắc dĩ nói. Hắc hưu. Triệu Quốc Đống cười nói. Đó là cái gì? Phòng Tử Toàn chưa bao giờ nghe qua từ này. Ha ha, là việc đó đó. Ông sao cứ suốt ngày tính mấy chuyện linh tinh vậy nhỉ? Tôi và Khổng Nguyệt là trong sáng, ông đừng nghĩ linh tinh. Ông nghĩ tôi chơi với ông như vậy thì không biết tính ông là sao ư? Chó đi ngàn dặm vẫn ăn, sói đi ngàn dặm vẫn ăn thịt. Gái đặt bên miệng mà ông không ra tay sao? Trừ khi ông thành Lâm Bình Chi hoặc Nhạc Bất Quần. Phòng Tử Toàn cười nói. Ông không hối hận vì bỏ nhà máy chứ? Triệu Quốc Đống đột nhiên nói. Phòng Tử Toàn ngẩn ra rồi nghĩ đến cuộc sống trong thời gian qua. Không, mệt thì có mệt nhưng đáng. So với việc nhàm chán trong nhà máy thì không bằng mình làm việc của mình. Cùng lắm đi theo ông là được mà. Ừ,
Ông nói đúng, con người sống trên đời phải theo đuổi một thứ gì đó. Tiền, gái, quyền lực đều được, chỉ cần ông có được một cách hợp pháp thì hơn hẳn ngồi đó kiếm cơm và chết. Nhà máy gạch mới là bắt đầu, cơ hội còn nhiều. Giang Miếu quá nhỏ, Giang Khẩu cũng nhỏ. An Đô, thậm chí cả tỉnh An Nguyên mới là sân khấu của chúng ta. Ông sẽ thấy chúng ta đi ra. Phòng Tử Toàn vừa đi vừa suy nghĩ đến gì đó. Lời Triệu Quốc Đống làm y chấn động mạnh. An Đô, thậm chí cả tỉnh An Nguyên, Triệu Quốc Đống muốn làm gì? Phòng Tử Toàn chưa từng nghĩ nhiều, chỉ riêng khoản tiền lần này cũng làm y rất hưng phấn thiếu chút nữa không thở được. Hai tháng mà sản xuất được hơn 180 vạn gạch. Phòng Tử Toàn đã tính lãi cũng phải 20%. Như vậy lãi hai tháng đã là 30.000. Mặc dù vất vả nhưng đáng. Đây mới là cuộc sống Phòng Tử Toàn muốn. Y không muốn tầm thường ở lại nhà máy cả đời. Trên thực tế khi Hàn Đông gọi cho Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống đã biết khoản tiền này rất nhanh đến tay Phòng Tử Toàn. Phòng Tử Toàn dùng hết sức mới tiến được vào công trình xây dựng khu nhà cho nhân viên của công ty rượu Bình Xuyên, công ty làm ăn tốt nhất huyện Bình Xuyên. Hai tháng mà công ty này mua 150 vạn gạch, nhưng mãi không thể nhận được thanh toán, nói cũng không trả. Phòng Tử Toàn không chờ được, nếu chờ nữa thì nhà máy chỉ có thể đóng cửa. Nhà Hàn Đông ở huyện Bình Xuyên, mà Hàn Đông có thể điều lên ban tuyên giáo thị ủy thì hắn biết nhà Hàn Đông nhất định không đơn giản. Khi Triệu Quốc Đống thử đề cập việc này, Hàn Đông lập tức đáp ứng hỏi một câu. Quyển 2, chương 33, ngã tư. Nhìn Khổng Nguyệt đứng cạnh gốc cây, Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Quan hệ giữa hắn và Khổng Nguyệt bắt đầu ấm lên. Sau đêm đó ở bức tường, Khổng Nguyệt bớt đề phòng hắn hơn. Ít nhất cầm tay, ôm không bị hạn chế, dần dần hôn, sờ ngực cũng không khó. Khổng Nguyệt là cô gái khá bảo thủ, Triệu Quốc Đống thậm chí nghi ngờ Khổng Nguyệt chưa cầm tay đàn ông trừ lúc nhảy. Điều này làm cô không quen với hành vi quá thâm mật của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống lặng lẽ đi tới rồi ôm từ phía sau làm Khổng Nguyệt sợ đến tái mặt lại. Khi thấy là Triệu Quốc Đống thì cô mới xấu hổ đấm vào ngực hắn. Trời dần tối, Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt không còn hứng thú đi đến câu lạc bộ mà bọn họ thích đi dạo ở nơi vắng người. Thấy xung quanh không có ai, Triệu Quốc Đống nâng cằm Khổng Nguyệt lên và hôn cô. Khổng Nguyệt bị kích thích, tim đập mạnh, cô giãy vài cái rồi cuối cùng tay ôm eo Triệu Quốc Đống. Cảm thấy tay Triệu Quốc Đống đang sờ sờ sau lưng mình, Khổng Nguyệt vội vàng giãy ra. Quốc Đống, đừng ở đây mà. Con đường này có thể đi dọc theo bức tường đến cửa phía tây nhà máy, cũng chính là đến đạo quán. Nhưng Triệu Quốc Đống biết sư phụ không thích con người đi quấy rầy, 2-3 tháng tới thăm một lần là được. Cầm tay Khổng Nguyệt đi trên đường mòn, tâm trạng Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Con đường này khá vắng nên người trong nhà máy không mấy khi đi, mà người trong thị trấn cũng không đi nên ở đây thành thiên đường của cả hai. Quốc Đống, Đức Sơn và Trường Xuyên không định vào nhà máy sao? Ở đây không có ai nên Khổng Nguyệt cũng thoáng hơn. Nếu trong nhà máy thì đánh chết cô cũng không để Triệu Quốc Đống cầm tay mình như vậy. Nhà máy tuyển nhân viên nam sao? Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Nhà máy dệt đã như mặt trời lặn về Tây, bây giờ trong nhà máy không có kế hoạch tuyển nhân viên mấy. Nhiều lắm chỉ là vài vị trí thay người về hưu mà thôi. Nhà máy năm nay kinh doanh kém, sợ là 1-2 năm cũng không nhận người. Khổng Nguyệt thở dài một tiếng. Đâu chỉ là 1-2 năm, nhà máy dệt sẽ không bao giờ nhận người. Bắt đầu từ mấy năm nay việc kinh doanh của nhà máy giảm nhiều. Các công ty tư nhân phía đông càng lúc càng phát triển, công ty nhà nước có cơ chế và quản lý kém hơn sao có thể so sánh. Ngay cả vùng duyên hải như Thượng Hải thì nhà máy dệt khổng lồ cũng bị đánh cho tan tác, trong vòng vài năm là phá sản. Trong ấn tượng của Triệu Quốc Đống thì vài năm sau mấy quán hát ở Giang Khẩu và thị trấn Giang Miếu có không ít nữ nhân viên từ nhà máy dệt đi ra, điều này đúng là làm người ta phải suy nghĩ. Tiểu Nguyệt, chỉ sợ em phải chuẩn bị về tư tưởng. Từ tình hình của nhà máy thì cục diện càng lúc càng không ổn. Bây giờ chính quyền cũng không còn hỗ trợ nhà máy nhiều như trước, rất có thể bị đóng cửa. Triệu Quốc Đống nói, không phải chứ, nhà máy có mấy ngàn công nhân, sao có thể nói đóng cửa là đóng cửa ngay. Khổng Nguyệt lắc đầu không tin. Đừng không tin lời anh, việc đóng cửa, phá sản là sớm muộn, nếu như các công ty đều dựa vào kế hoạch của quốc gia thì cần gì nền kinh tế thị trường. Đóng cửa là sớm muộn, đến khi đó quốc gia sẽ đưa ra chính sách. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng, mọi người đều đang chìm đắm trong ảo tưởng, nghĩ quốc gia sẽ giúp đỡ. Điều này có thể sao? Thật như vậy sao anh?
Khổng Nguyệt nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy thì rất lo lắng. Cô làm ở phòng nhân sự, văn phòng nằm ở đối diện phòng tài chính nên hiểu rõ tình hình nhà máy. Mấy năm nay tình hình kinh doanh của nhà máy càng lúc càng kém đi, sản phẩm chủ lực không thể bán được, hoặc bán cũng không nhận được tiền. Tài chính của nhà máy đang thiếu hụt trầm trọng, nếu tiếp tục như vậy thì sợ rằng không lâu nữa nhà máy không thể trả lương cho công nhân. Nghĩ đến bố mẹ mình làm việc ở nhà máy, mẹ cô lại yếu, em trai cô đang đi học nên Khổng Nguyệt càng thêm lo. Tin anh, tình hình này có lẽ sang năm là xuất hiện. Triệu Quốc Đống nhìn về phía xa xa, trong ngành sản xuất cạnh tranh cao như may mặc thì các công ty nhà nước đã không còn ưu thế, gánh nặng công nhân về hưu là rất lớn, chế độ kinh doanh kém, bên trên có vô số công đoạn. Một khi tiến vào kinh tế thị trường thì nhất định sẽ bị cuốn đi. Vậy mọi người sẽ như thế nào? Khổng Nguyệt vội vàng nói. Đây là xu thế nên không ai có thể thay đổi, biện pháp duy nhất là tìm con đường của mình. Tiểu Nguyệt yên tâm, có anh thì lo gì? Triệu Quốc Đống đảo đảo mắt rồi nói. Giọng trêu chọc của Triệu Quốc Đống làm Khổng Nguyệt đỏ mặt. Quan hệ của em và anh là gì, ai cần anh lo cho em? Ừ, quan hệ gần gũi, thân mật. Triệu Quốc Đống cười nói. Lời đầy mập mờ này làm Khổng Nguyệt đưa tay định đấm Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vội vàng ôm lấy Khổng Nguyệt, hai người đi tới dưới một gốc cây. Ngồi ở đây một lát đi. Triệu Quốc Đống ngồi trên một hòn đá và kéo Khổng Nguyệt ngồi lên trên đùi mình. Khổng Nguyệt không quen với tư thế thân mật này nên hơi giãy. Chẳng qua Triệu Quốc Đống giữ chặt lại, hơn nữa khi hắn hôn làm cô chìm trong lửa tình. Núm vú đỏ hồng rất nhanh đã thoát khỏi áo lót và rơi vào tay Triệu Quốc Đống. Hắn vuốt ve làm dục vọng trong lòng Khổng Nguyệt dâng lên. Cô có chút sợ hãi phát hiện mình không thể từ chối động tác của người đàn ông này, thậm chí cô còn có khát khao. Hai tay Triệu Quốc Đống vuốt ve khắp nơi, từ vòng eo thon nhỏ đến bờ mông đầy đặn của Khổng Nguyệt cũng thành mục tiêu công kích của hắn. Khi hắn ôm lấy Khổng Nguyệt để cô ngồi đối diện với hắn, mặt cô đỏ bừng lên thật đẹp. Triệu Quốc Đống hôn lên đầu vú, hắn mút mạnh làm Khổng Nguyệt ôm chặt lấy đầu hắn, cả người cô run lên. Khổng Nguyệt cảm thấy trời như sụp xuống, cô không thể khống chế cơ thể mình. Triệu Quốc Đống phả hơi nóng vào bộ ngực lộ ra trước không khí của cô, mỗi lần mút đều kích thích tình dục ẩn sâu trong lòng cô. Hai má đỏ bừng và đôi mắt mê ly, tiếng thở nặng nề làm Triệu Quốc Đống hiểu Khổng Nguyệt sắp bộc phát. Khi tay hắn cố ý đưa xuống hai chân cô thì tiếng rên rỉ của Khổng Nguyệt đã cho cô biết cô đã xuất ra lần đầu trong đời. Trên đùi ẩm ướt và Khổng Nguyệt cắn vai hắn đến đau điếng, cô không ngừng co rút. Triệu Quốc Đống yêu thương vuốt ve lưng cô để cô mau lấy lại bình tĩnh. Khổng Nguyệt sau khi ra một lần thì rất xấu hổ vùi đầu vào lòng Triệu Quốc Đống. Ở dưới mông có cảm giác khó chịu làm cô muốn vội vàng chạy nhanh về nhà. Triệu Quốc Đống cũng không tiến thêm, hắn biết sau lần này thì Khổng Nguyệt như quả chín mà hắn có thể hái bất cứ lúc nào. Nếm cô thì chỉ xem tâm trạng của hắn và thời cơ mà thôi. Triệu Quốc Đống cuối cùng đã rời đi trước khi bố mẹ Khổng Nguyệt về nhà. Ở trong nhà Khổng Nguyệt nửa ngày, hắn đã vào phòng cô. Chẳng qua trùng hợp là có bộ đồ lót của Khổng Nguyệt ở đầu giường làm cô xấu hổ thiếu chút nữa đẩy hắn ra ngoài. Khổng Nguyệt là cô gái rất trong sáng, Triệu Quốc Đống đi trên đường và nghĩ nếu bây giờ mình bỏ Khổng Nguyệt thì sợ cô rất đau lòng. Triệu Quốc Đống có chút do dự. Hắn không biết con đường của mình về sau là như thế nào. Tháng 9 càng lúc càng gần, lúc ấy làn sóng ở thị trường chứng khoán Thượng Hải sẽ tới. Mà hắn phải lợi dụng huy động tài chính càng nhiều càng tốt. Triệu Quốc Đống không thích làm người nổi tiếng, không thích mình thành tâm điểm chú ý. Tiến chắc từng bước là suy nghĩ của hắn. Nhưng cũng không có nghĩa hắn không thích tiền. Ba anh em, còn cả bà chị gái và anh rể, thêm cả phòng tử toàn nữa. Bây giờ trước mặt hắn đã là một quần thể do chính hắn chi phối. Hắn cũng có thể ẩn phía sau, có thể để bọn họ thấy cơn lốc tài chính. Hắn sẽ đi con đường khác với giấc mơ, một con đường không bằng phẳng. Mặc dù hắn không biết đi vào sẽ như thế nào nhưng Triệu Quốc Đống tin mình sẽ đi con đường huy hoàng. Còn Khổng Nguyệt thì sao? Cô có thể đi cùng hắn về phía trước không? Triệu Quốc Đống không biết, hắn không biết mình kéo cô gái bạn học hồi cấp 2 vào dòng xoáy là phúc hay họa. Đừng ở đoạn giao nhau giữa khu sản xuất và khu nhà ở, Triệu Quốc Đống cúi đầu suy nghĩ. Ai cũng không thể quyết định thay người khác, cũng không ai biết con đường mình đi là đúng hay sai. Lưu Triệu Quốc, Liễu Đạo Nguyên, Thái Chánh Dương, Hùng Chính Lâm đã đi vào cuộc sống của hắn. Hắn cũng thành trưởng đồn công an Giang Miếu, mà Khổng Nguyệt, Hàn Đông cũng tiến vào cuộc sống của hắn. Cuộc sống có thứ hắn thay đổi được, có thứ không thể thay đổi,
có một số việc dù hắn không cố gắng thì nó vẫn sẽ đi về phía hắn đã xác định. Quyển 2, chương 34, gặp gỡ trùng hợp. Liễu Đạo Nguyên cuối cùng đã đi. Hai tuần sau khi Hùng Chính Lâm rời đi, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên đã đưa ra văn bản về việc Liễu Đạo Nguyên được bổ nhiệm làm thường vụ thị ủy, bí thư thị ủy thị xã Tân Châu. Đồng thời tỉnh ủy cũng đưa ra quyết định bổ nhiệm bí thư thị ủy thành phố Miên Châu và thành phố Kiến Dương. Có rất nhiều tin đồn về việc Liễu Đạo Nguyên làm bí thư thị ủy thị xã Tân Châu. Vốn có người cho rằng y rất có thể làm bí thư thị ủy Miên Châu đều há hốc mồm. Dù là thành phố Miên Châu hay Kiến Dương thì đều có thực lực kinh tế khá gần tỉnh thành An Đô, hơn thị xã Tân Châu một bậc. Với chức phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mà làm bí thư thị ủy Tân Châu thì đúng là quá khó hiểu. Nhưng phó bí thư tỉnh ủy Dương Tử Minh và trưởng ban tổ chức cán bộ Phan Viên Chiêu cùng đưa Liễu Đạo Nguyên đến Tân Châu nhận chức đã đánh tan mọi tin đồn. Đây là nghi thức đưa cán bộ cấp thị xã cao nhất từ trước đến giờ. Mặc dù là bí thư thị ủy Miên Châu hay Kiến Dương cũng chỉ có mình trưởng ban tổ chức cán bộ đưa đi mà thôi. Khu nghỉ dưỡng Tây Thúy Uyển có tiếng ở An Đô, thậm chí cả tỉnh An Nguyên. Các cuộc tiếp đón ở tỉnh đều sẽ lựa chọn ở đây. Liễu Đạo Nguyên cũng không thích nơi này vì nó quá bắt mắt. Nhưng Thái Chánh Dương lại chọn đây làm nơi tiễn Liễu Đạo Nguyên. Khách phải tùy chủ, dù sao đây cũng là nơi tiếp đón chính của thành phố An Đô. Triệu Quốc Đống lái xe của Lưu Triệu Quốc đến đây. Xe vừa xuống thì vừa lúc gặp phải một chiếc xe biển N00009 tiến vào. Triệu Quốc Đống so sánh xe của Lưu Triệu Quốc và Liễu Đạo Nguyên một chút. Nhật Bản đúng là biết đánh vào tâm lý của người ta. Xe Camry có nội thất tốt hơn nhiều so với xe Audi 100 đang thịnh hành ở tỉnh An Nguyên. Liễu Đạo Nguyên cũng không quá chú ý đối với xe. Khi ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thì đi xe trong nước sản xuất. Đến Tân Châu nhận chức thì ngồi xe của cựu bí thư thị ủy trước đây, chẳng qua biển số đổi thành số 9 cho nó đỡ bắt mắt. Lão Hùng đến chưa? Liễu Đạo Nguyên cầm cặp xuống xe, y bảo lái xe, chiếc xe Camry nhanh chóng rời đi. Ừ, đến rồi. Lưu Triệu Quốc nhìn quanh một chút chỉ thấy một chiếc xe Audi màu đen biển An, 00005. Lão Hùng lái xe riêng đến đây ư, vừa ra ủy ban kỷ luật đã quên quy định rồi sao? Liễu Đạo Nguyên cười nói. Quốc Đống, chú lái xe cho Triệu Quốc à? Vâng, Liễu ca, khí hậu bên Tân Châu nóng hơn phải không? Triệu Quốc Đống cười cười mà chào Liễu Đạo Nguyên. Đúng là nóng hơn, cách 300 km nên nó khác. Liễu Đạo Nguyên hôm nay mặc áo trắng. Lão Hùng cũng biết quy định, nhìn xem, xe biển số 5 là dành cho bí thư, chủ tịch. Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, xe số 4 là của y. Lưu Triệu Quốc nhìn cái thì thấy xe Camry biến mất ở đoạn ngoặt rồi nói. Xe số 9, ông ra vẻ nhũn nhặn đây mà. Làm người nhã nhặn, làm việc cứng rắn. Lãnh đạo không phải yêu cầu như vậy sao? Tâm trạng Liễu Đạo Nguyên khá tốt nên nói. Vào thôi, Chánh Dương và Lão Hùng sợ đang sốt ruột chờ. Ba người cười cười nói đi vào. Tây Thúy Uyển có hoàn cảnh rất yên tĩnh, từng dạng liễu được chia thành nhiều mảnh, giả sơn, đá, các dòng suối xen kẽ trong đó. Từ bãi đỗ xe đến nhà hàng là một đoạn đường cách 100 mét, hai bên đường là cây liễu rũ rất thích hợp để khách đi bộ. Đương nhiên xe cũng có thể trực tiếp đến sảnh nhà hàng. Chẳng qua ngoài khách từ ngoài tới thì không ai làm như vậy. Hầu hết mọi người đều dừng xe ở bãi đỗ xe rồi đi bộ vào trong. Cao Chí Minh vừa xuống xe thì thấy một người rất quen. Y rất quen Liễu Đạo Nguyên, quen đến độ không thể quen hơn. Mặc dù bây giờ Liễu Đạo Nguyên đã được điều khỏi ban tổ chức cán bộ nhưng đây cũng mới là chuyện một tuần trước mà thôi. Hơn nữa y biết Liễu Đạo Nguyên có thể quan hệ rất thân thiết với đương kim trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy bây giờ. Từ bãi đỗ xe đi vào bên trong có nhiều con đường xuyên rừng liễu mà vào trong. Nhân viên phục vụ cũng đứng ở đó bố trí khách phân biệt đi vào, tránh cho có những cuộc gặp mặt không như ý. Người còn lại làm Cao Chí Minh rất kinh ngạc, y dù như thế nào cũng không ngờ Triệu Quốc Đống lại đi cùng Liễu Đạo Nguyên tới đây, xem dáng vẻ còn rất thân mật. Người còn lại thì Cao Chí Minh mặc dù không nhận ra nhưng xem dáng vẻ cũng không phải một nhân vật bình thường. Trưởng phòng Cao, thấy người quen sao? Một đồng nghiệp đóng cửa xe đi tới hỏi. Ồ, gặp một vị lão lãnh đạo. Cao Chí Minh đi chậm lại rồi nói. Đường Linh, em xem có phải Quốc Đống không? Quốc Đống nào cơ? Đường Linh bình thường rất biết cách ăn mặc, hôm nay ăn mặc càng thêm đẹp hơn, đây chính là do trưởng phòng ban tổ chức cán bộ thị ủy mời khách. Ở ban tổ chức cán bộ thì chuyên viên bình thường mấy ai chú ý, cô
cô vì có chồng làm ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nên mới được mời. Chiếc váy gợi cảm cộc tay lộ rõ bộ ngực cao vút, chiếc váy ngắn lộ ra đôi chân thon dài và đẹp. Người phụ nữ hơn 30 tuổi đúng tuổi hồi xuân nên rất đẹp. Cô làm cho Cao Chí Minh vốn quen với cơ thể vợ mà vẫn thèm khát. Ở đằng trước đó, em nhìn xem. Cao Chí Minh chỉ vào ba người đang vừa đi vừa nói chuyện ở cách đó hơn 10 mét. Cô cũng hơi giống, người này sao lại tới đây? Đường Linh mở to mắt không thể tin nhìn chồng mình. Người kia là ai mà sao em thấy quen vậy? Trưởng ban Liễu, bây giờ nên gọi là bí thư Liễu. Cao Chí Minh như nghĩ ra điều gì đó rồi nói. Người kia em có nhận ra không? Người đàn ông bên cạnh cũng đi tới nhìn thoáng qua rồi nói. Ồ, trưởng phòng Cao, đó không phải trưởng ban Liễu sao? Không, nên gọi là bí thư thị ủy thị xã Tân Châu. Bên cạnh chính là cục trưởng Lưu của cục công an thành phố An Đô chúng tôi. Tiểu Đường, cô không nhận ra sao? Cục trưởng Lưu nào chứ? Sao không nghe nói tới? Đường Linh khó hiểu hỏi. Phó cục trưởng thường trực cục công an thành phố, Lưu Triệu Quốc. Năm nay vừa tới, chuyển từ quân đội sang. Ha ha, nghe nói quan hệ ngập trời, làm phó cục trưởng thường trực cũng là thiệt thòi. Không chừng sau khi bí thư Tạ lui thì anh ta sẽ lên. Đồng nghiệp của Đường Linh nhỏ giọng nói. Cao Chí Minh và Đường Linh nhìn nhau, thanh niên kia rõ ràng là Triệu Quốc Đống. Mà Liễu Đạo Nguyên và Lưu Triệu Quốc vừa nhìn là biết có quan hệ khá tốt, hơn nữa không phải quen bình thường, có lẽ là quan hệ cá nhân rất thân mật. Nhưng Triệu Quốc Đống sao lại làm ở đồn công an nông thôn Giang Khẩu chứ? Nếu có quan hệ mật thiết với cục trưởng Lưu này thì điều về cục công an thành phố là quá đơn giản. Cao Chí Minh và Đường Linh đều làm ở ban tổ chức cán bộ, tất nhiên hiểu rõ quyền lực của phó cục trưởng thường trực. Toàn thành phố có mấy ngàn cảnh sát, y nếu muốn điều một người thì quá đơn giản. Vô số câu hỏi xuất hiện trong lòng, mặt vợ chồng Đường Linh hơi tái đi. Đường Linh càng bị đè nén, chỉ là bây giờ sao có thể kéo Triệu Quốc Đống ra mà hỏi rõ tình hình. Có lẽ người ta sau khi chia tay Đường Cẩn thì mới quen lãnh đạo thì sao? Chẳng qua Đường Cẩn do nhà dục nên bắt đầu tiếp xúc với Tương Vĩ Tài. Cao Chí Minh cũng không coi trọng Tương Vĩ Tài này, một kẻ chưa biết mưa gió là gì. Vừa nhìn là biết dựa vào gia đình mà thôi. Tìm công việc an nhàn thì còn được nhưng nếu gặp phải sóng gió thì sẽ bó tay chịu chết. Quyển 2, chương 35, một trống kinh hồn. Triệu Quốc Đống không thấy vợ chồng Cao Chí Minh. Hắn và hai người Liễu Đạo Nguyên, Lưu Triệu Quốc vào phòng Thái Chánh Dương đã đặt trước. Hai người Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm đã sớm không thể chờ được. Lão Liễu, Triệu Quốc, còn có Quốc Đống đến muộn, phạt ba chén. Hùng Chính Lâm trừng mắt nhìn ba người rồi chỉ đồng hồ. Cút ngay, ông bây giờ không làm ở ủy ban kỷ luật thì muốn ra uy thì về thành phố. Đây là An Đô không đến lượt ông nói chuyện. Lưu Triệu Quốc cười mắng. Ông dám tự mình lái xe, lát nữa ăn xong rồi về thì tôi sẽ gọi cảnh sát bắt ông lại vì tội lái xe sau khi uống rượu. Lưu Triệu Quốc, ông muốn lật trời hả? Hùng Chính Lâm liền kêu lên. Ông đây là lấy công trả thù riêng, tôi sẽ kiện ông. Kiện tôi, số 132 hoặc số 8, ông gọi đi. Lưu Triệu Quốc ngồi xuống rồi nói. Tôi bảo Quốc Đống đưa ông đi. Mấy số đó là ở đâu thế? Hùng Chính Lâm không kịp có phản ứng nên có chút buồn bực hỏi. Ông vừa mới đi vài ngày đã quên rồi sao? Là số thị ủy và sở công an, ông không phải muốn kiện tôi sao? Lưu Triệu Quốc nói. Xem có ai để ý một kẻ ở nông thôn như ông không? Ông còn nghĩ mình là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật sao? Thấy hai người này cãi vã nhau, ba người còn lại đều cười phá lên. Được rồi, hôm nay là tiễn lão Liễu. Lão Liễu đi gấp nên chuẩn bị tới đây ăn với mọi người. Nào, chúng ta uống chúc lão Liễu mở ra cục diện ở Tân Châu, làm ra thành tích sớm ngày trở về. Thái Chánh Dương đứng dậy nói. Thái Chánh Dương chọn rượu vang không phải rượu trắng mà chúc mừng Liễu Đạo Nguyên. Điều này cũng khiến không khí sôi nổi hơn. Đối với mọi người quen rượu trắng thì rượu vang uống nhẹ hơn, chẳng qua Liễu Đạo Nguyên lại thích không khí này. Đến Tân Châu hơn tuần, Liễu Đạo Nguyên ngày nào cũng bị chuốc rượu. Tập đoàn rượu vang Tam Nguyên nổi tiếng Tân Châu cũng là tập đoàn kinh doanh tốt nhất Tân Châu. Tân Châu cũng vì vậy được gọi là quê hương của văn hóa rượu. Y là bí thư thị ủy mới nhận chức nên đương nhiên được các cán bộ chúc tụng nhiều. Liễu Đạo Nguyên uống cũng tốt nhưng cũng không chịu được bao đợt công kích liên tục của mấy ngày này. Đến huyện nào thì dù là bí thư hay chủ tịch huyện đều mời y một chén, cứ như vậy thì y sao chịu được.
khó khăn lắm mới có cơ hội nghỉ nên Liễu Đạo Nguyên không muốn uống mấy. Thái Chánh Dương hiểu như vậy làm Liễu Đạo Nguyên rất vui. Rượu qua vài tuần, mọi người liền nói với các đề tài chủ yếu nhằm vào tình hình Tân Châu bây giờ. Tân Châu là một thị xã lớn về nông nghiệp, có 7 huyện một quận, 6 triệu dân. Trong đó dân ở nông thôn chiếm trên 85%. Ngoài tập đoàn rượu vang Tam Nguyên cùng công ty động lực Ô Giang, các công ty khác đều làm ăn không tốt, hầu hết đều dựa vào ngân hàng bơm máu mà sống. Liễu Đạo Nguyên vừa gắp đồ ăn vừa nói. Đây không phải là vấn đề gì lớn, vấn đề là quan niệm của cán bộ. Suốt ngày hô thay đổi cơ chế kinh doanh, kêu thu hút đầu tư nhưng làm cách nào thu hút lại không nói rõ. Năm nào cũng như vậy thì phát triển kinh tế sao được. Hiện tượng công ty nhà nước thiếu sức sống là rất phổ biến ở tỉnh, thậm chí cả Trung Quốc. Tôi đã điều tra ở Ando một lần, không ít công ty có thể nói đã bỏ quyền nhưng vẫn không thể cứu vãn, đó là một vấn đề. Thái Chánh Dương cũng tán thành ý kiến của Liễu Đạo Nguyên nên nói thêm. Lão Liễu vốn tiếp xúc là người ban tổ chức cán bộ, tố chất đều tốt cả. Nhưng bây giờ đến Tân Châu thì dù là cán bộ ở huyện, thị xã hay cán bộ trong công ty đều khó tương đương như ông nghĩ. Khác biệt là rất bình thường, nếu không tỉnh sao phái ba đại tướng các ông đến làm chủ ba thành phố, thị xã đó. Còn không phải hy vọng các ông làm tăng tố chất của ba thành phố, thị xã sao? Bây giờ khu khai phát ở khắp nơi đều có, ngay cả các huyện ở Thông Thành cũng muốn làm. Trên thực tế chỉ là san nền đất nhưng không có mấy công ty tiến vào. Hùng Chính Lâm hít sâu một hơi thuốc rồi nói. Làm tôi cảm thấy việc thu hồi đất lại một chỗ như mấy chục năm trước. Không căn cứ tình hình thực tế địa phương mà đã quy hoạch, đầu óc nóng lên là làm, cũng không cần biết nó có đạt được mục đích đặt ra hay không. Lưu Triệu Quốc thấy Triệu Quốc Đống chỉ lo ăn và uống, không nói câu nào nên khác hẳn bình thường. Thái Chánh Dương liền có chút khó hiểu nói. Quốc Đống, chú hôm nay sao lại im như hồ lô thế, không nói câu nào. Lão Liễu từ Tân Châu với bao cảm tưởng như vậy, sao chú không đưa ra vài ý kiến tham khảo? Nói thật Liễu Đạo Nguyên mặc dù cũng không cho rằng Triệu Quốc Đống có thể đưa ra kế sách nào hay, nhưng đầu óc Triệu Quốc Đống đúng là không bình thường. Y nói chuyện về chính sách và hướng phát triển của quốc gia một câu là chúng. Ngay cả Thái Chánh Dương cũng coi trọng hắn, không chừng Triệu Quốc Đống có thể nói ra điều gì mới mẻ gì thì sao? Liễu Đạo Nguyên liền nhìn Triệu Quốc Đống với ánh mắt mong chờ một chút. Không biết mấy ông anh có chú ý đến một vấn đề trong văn kiện Đại hội Đảng 12 không? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Vấn đề gì? Liễu Đạo Nguyên nói. Vấn đề về kinh tế tư nhân. Bây giờ Đảng nói kinh tế tư nhân là một bộ phận bổ sung cho nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Điều này cũng có nghĩa quan niệm kinh tế tư nhân đã có thể đường hoàng xuất hiện trong nền kinh tế nước ta. Triệu Quốc Đống nói. Lời này của Triệu Quốc Đống làm Liễu Đạo Nguyên, Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm chấn động. Là lãnh đạo nên bọn họ đương nhiên nghe ra ý trong lời nói của Triệu Quốc Đống. Nói cách khác kinh tế tư nhân sẽ có thời cơ phát triển từ trước đến giờ chưa có. Trong đó thi thoảng còn có bàn cãi hoặc chèn ép, nhưng có thể khẳng định kinh tế tư nhân sẽ tiến lên, là một lực lượng rất quan trọng của hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa. Đương nhiên sự xuất hiện của nó cũng không thể thay đổi xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. Dù là Liễu Đạo Nguyên, Thái Chánh Dương hay Hùng Chính Lâm đều đang suy nghĩ lời Triệu Quốc Đống nói. Kinh tế tư nhân sẽ thành một lực lượng rất quan trọng trong hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa Trung Quốc. Điều này có thể sao? Cho phép nó tồn tại cũng không thể để nó lớn mạnh vô hạn, đó là điều nhất định. Thấy mấy người Liễu Đạo Nguyên không cho là đúng, Triệu Quốc Đống biết lời này bọn họ không dễ nhận. Dù sao đề tài mẫn cảm này lúc nào cũng có thể phóng đại vô hạn, tùy tiện đưa ra sẽ tự chuốc họa vào người. Còn có một điều không khiến người ta chú ý mấy, các anh có chú ý tới không? Lưu Vĩnh Hảo ở Tứ Xuyên và Lục Hành Trình ở Nội Mông trong hội nghị 3 tháng trước đã tổ chức họp báo, bọn họ có thân phận gì? Công ty tư nhân, nếu như nói mạnh một chút thì đó là nhà tư bản. Ha ha, Trung ương làm như vậy là có nghĩa gì? Đám người Thái Chánh Dương làm trong quan trường nhiều năm thì tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của hai cuộc họp báo kia. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm cả ba đều giật mình. Không, thực ra khi Liễu Ca được xác định tới Tân Châu, em đã muốn nói chuyện với Liễu Ca. Tân Châu làm như thế nào mới có thể nhanh chóng phát triển? Không nông không yên, không công không giàu, không kinh doanh không sống. Nếu muốn kinh tế một nơi phát triển thì dân chúng phải giàu có, công nghiệp không có thì đừng mơ. Tân Châu dựa vào cái gì mà mau chóng phát triển? Nói về trụ cột kinh tế, điều kiện địa lý cũng không bằng Miên Châu, Kiến Dương.
Nếu muốn vượt qua để phát triển thì phải xác định vị trí của mình, tìm con đường đột phá. Cổ vũ kinh tế tư nhân phát triển chính là bước đi đúng nhất. Ưu thế duy nhất của Tân Châu chính là cách tỉnh khá xa, không bị tư tưởng bảo thủ của tỉnh nhiễm quá nặng. Hơn nữa còn có hệ thống giao thông đường sông thuận lợi. Phát triển kinh tế tư nhân, biến Tân Châu thành một trung tâm công nghiệp, thương mại của khu vực phía Nam, đây là vị trí của Tân Châu. Liễu Ca nếu muốn khiến lãnh đạo tỉnh ủy thấy sự phát triển của Tân Châu thì phải làm như vậy. Một trống kinh hồn. Liễu Đạo Nguyên lập tức bị mấy lời này của Triệu Quốc Đống làm kích động. Y chọn Tân Châu là vì điều kiện của Tân Châu kém nhất, nếu không y hoàn toàn có thể chọn hai nơi kia. Chẳng qua nếu muốn tiến thêm bước nữa là không dễ, mà Tân Châu có điều kiện kém, y là phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xuống sẽ dễ khống chế thị xã, nhanh chóng mở cục diện. Quyển 2, chương 36, tính xa. Chú nói cụ thể một chút được không? Liễu Đạo Nguyên cố gắng làm mình giữ được sự bình tĩnh mà nói. Em đã tìm hiểu về Tân Châu. Đường sông của Tân Châu rất tốt, sông Thương Lãng và sông Mông Giang kết hợp ở Tân Châu rồi chảy vào Trường Giang. Nếu như vét sâu đường tiến vào dòng Trường Giang thì thuyền vài trăm tấn có thể tự do lưu thông. Bây giờ Tân Châu lại có đường thông tới An Quế, phía Bắc chạy đến An Đô, thậm chí Trọng Khánh, Thành Đô, Nam xuống được Quảng Tây. Có điều kiện tốt như vậy, Tân Châu hoàn toàn có thể thành điểm trung gian vận chuyển của khu vực. Mà Thương Lãng và sông Mông Giang uốn lượn qua núi vài trăm ca, trong đó có không ít phong cách tuyệt đẹp chưa được khai thác. Bây giờ mọi người bắt đầu không thích các cảnh cũ mà muốn tới các cảnh chưa được khai thác, cảnh đẹp nguyên thủ. Du khách người nước ngoài càng là như vậy. Núi, hồ Thương Lãng có điều kiện tốt như vậy thì hoàn toàn có thể tạo thành một khu du lịch cấp thế giới so sánh được với Nga Mi Sơn, Tứ Xuyên. Thành cổ Thương Lãng với văn hóa miêu và các công trình kiến trúc cổ xưa nếu có thể khai thác sẽ tăng hình ảnh du lịch Tân Châu, càng quan trọng hơn là biến du lịch thành ngành sản xuất quan trọng của Tân Châu. Triệu Quốc Đống biết mấy người này hôm nay sẽ nói đến đề tài phát triển Tân Châu. Trong giấc mơ, Triệu Quốc Đống có ấn tượng rõ về sự phát triển của Tân Châu. Căn cứ giấc mơ thì hơn 10 năm sau núi, hồ Thương Lãng cũng được khai thác, thành điểm sáng du lịch của tỉnh An Nguyên, thậm chí cả Trung Quốc. Mà hắn bây giờ chẳng qua chỉ là đề cập sớm hơn một chút mà thôi. Nếu không thay đổi thì trưởng phòng công an huyện Thương Lãng 15 năm sau là bạn học ở trường cảnh sát với hắn. Hắn cũng từng nhiều lần tới Thương Lãng du lịch đều được bạn học tiếp đón. Chẳng qua bây giờ y chỉ là một thủy thủ của đội cảnh sát hình sự mà thôi. Dựa vào chút ký ức trong mơ thì không thể đưa ra được điều khiến mấy người Liễu Đạo Nguyên động tâm. Vì thế Triệu Quốc Đống dành vài ngày ở hiệu sách Tân Hoa An Đô, mua không ít sách liên quan tới phát triển du lịch. Nhưng du lịch ở thời kỳ này vẫn không được chính quyền thực sự chú ý. Triệu Quốc Đống chỉ có thể giải thích theo thời sau mà thôi. Lời Triệu Quốc Đống nói làm Liễu Đạo Nguyên rất chấn động. Y vốn chỉ định nghe một chút nhưng không ngờ Triệu Quốc Đống lại có thể đưa ra giải thích về sự phát triển của Tân Châu như vậy. Đây là một cảnh sát sao? Điều này đã vượt xa người bình thường có thể làm được. Mặc dù y là bí thư thị ủy Tân Châu nhưng bây giờ đúng là thiếu quy hoạch phù hợp tình hình thực tế. Nhưng Triệu Quốc Đống này lại có thể làm được. Liễu Đạo Nguyên nhìn Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương lộ rõ vẻ ngạc nhiên khiến Liễu Đạo Nguyên bỏ qua suy nghĩ là Thái Chánh Dương đã bàn bạc với Triệu Quốc Đống và có kết luận này. Nếu như nói ý tưởng phát triển kinh tế tư nhân của Triệu Quốc Đống có mức trừu tượng, vượt quá thời đại thì hai ý tưởng sau này của hắn mới chính là độc đáo. Liễu Đạo Nguyên đúng là rất động tâm. Không chỉ động tâm về ý tưởng của Triệu Quốc Đống, y cũng động tâm với chính Triệu Quốc Đống. Nếu như nói trên đời này có thiên tài thì Triệu Quốc Đống chính là người như vậy. Sao một thanh niên có thể giải thích được như vậy cơ chứ? Triệu Quốc Đống biết mình đã đánh động được Liễu Đạo Nguyên. Không chỉ là Liễu Đạo Nguyên, ngay cả Hùng Chính Lâm và Thái Chánh Dương đều chấn động vì biểu hiện ngày hôm nay của hắn. Hắn càng lúc càng tin giấc mơ kia là món quà vô giá ông trời ban cho mình. Ông trời đã đối tốt với hắn như vậy, làm cho hắn thật sự nắm giữ cơ hội có thể thay đổi cuộc sống bản thân và người xung quanh. Sau khi ăn xong thì cuộc bàn luận càng thêm sôi nổi. Triệu Quốc Đống cũng không hề giấu tài, hắn phân tích đủ vấn đề từ việc cải cách chế độ sở hữu tài sản công ty nhà nước, Thái Lan đẩy mạnh các tập đoàn lớn. Triệu Quốc Đống thi thoảng đưa ra vài quan điểm mới mẻ khiến ba người Thái Chánh Dương suy nghĩ một lúc mới dám đáp lời. Mấy người nói chuyện rất sôi nổi nhưng Lưu Triệu Quốc lại thành người nghe. Y có chút hứng thú nhìn Triệu Quốc Đống và ba người đấu võ mồm. Quốc Đống, có hứng thú tới Tân Châu không? Cái khác không dám nói chỉ trong vòng 2-3 năm là anh sẽ đưa được chú lên làm cấp trưởng phòng.
Nói chuyện cả buổi làm Liễu Đạo Nguyên phải than thở. Y rốt cuộc không nhịn được mà mở lời chào mời một cách công khai. Triệu Quốc Đống cười cười, trên thực tế hắn đã sớm nghĩ đến vấn đề này. Thái Chánh Dương cũng đã ám chỉ nếu hắn muốn thì điều lên văn phòng ủy ban thành phố An Đô cũng không có gì khó. Chẳng qua hắn cũng khéo léo từ chối ý tốt của đối phương. Mà bây giờ Liễu Đạo Nguyên lại công khai đưa ra ý kiến, hắn không thể không trả lời rõ ràng. Liễu ca, có lẽ anh cảm thấy em có suy nghĩ và trực giác nhạy bén, điều này em thừa nhận. Nhưng nếu anh nghĩ em là thiên tài thì có lẽ có ngày anh sẽ thất vọng. Em thích căn cứ vào những điều mình biết mà phân tích và suy đoán ra vài thứ. Nhưng điều này cũng không có nghĩa em có thể làm tốt việc này, giữa lý thuyết và thực tế khác nhau rất nhiều. Em miễn cưỡng coi như vế đầu. Lời này thì Triệu Quốc Đống đã sớm nghĩ ra. Hắn biết sớm muộn sẽ có việc này. Chỉ cần Liễu ca muốn thì em sẽ dùng hết khả năng phân tích giúp anh, đưa ra ý tưởng của mình. Thái ca và Hùng ca cũng vậy. Nhưng nếu muốn em làm việc thực tế thì em sợ sẽ làm hỏng việc tốt của mấy anh. Ít nhất bây giờ em chưa có năng lực đó. Em hy vọng mình tiếp tục rèn luyện ở cơ sở. Triệu Quốc Đống nói rất chân thành, không hề ra vẻ gì hết. Liễu Đạo Nguyên suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Một thanh niên hơn 20 tuổi, học trường cảnh sát nếu cho y đột nhiên vào bên đảng gánh vác trọng trách, cho dù chỉ là làm việc cụ thể thì Triệu Quốc Đống có tài đến đâu cũng chưa chắc làm được. Liễu Đạo Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Quốc Đống, anh hy vọng chú rảnh rỗi thì tới Tân Châu. Lấy thân phận bạn của anh cũng được, có lẽ chú sẽ có thu hoạch gì đấy ở Tân Châu. Liễu ca nói như vậy thì em đâu dám nhận, em sẽ đến Tân Châu, sẽ tới Thông Thành. Chỉ cần hai anh thấy Quốc Đống này có thể giúp gì, Quốc Đống nhất định không từ chối. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Liễu ca, nếu có thể thì em đề nghị anh liên lạc với Sơn Đông cùng Chiết Giang một chút. Sau đó anh dẫn cán bộ thị ủy, chính quyền thị xã đến mấy nơi này xem một chút. Cải cách công ty nhà nước của Sơn Đông, phát triển kinh tế tư nhân của Chiết Giang sẽ khiến tư tưởng cán bộ Tân Châu thay đổi. Điều này sẽ tốt hơn nhiều với việc động viên. Theo hắn mơ thì việc cải cách công ty của Sơn Đông khá thành công, có lẽ là tấm gương cho hầu hết các công ty Tân Châu chủ yếu sống nhờ ngân hàng cấp Âu Vân. Phát triển kinh tế tư nhân của Chiết Giang mấy năm sau đó cũng rất mạnh, đứng hàng đầu của Trung Quốc. Điều này cũng đáng để cho cán bộ Tân Châu đi tiếp xúc. Cải cách quyền sở hữu các nhà máy TPAHA thể đó là một biện pháp mang tới nhiều nguy hiểm và bàn cãi, nhưng không thể phủ nhận chính vì phương pháp này khiến các nhà máy tập thể thoát khỏi việc bị hạn chế quyền lực, phát huy trí tuệ, lòng nhiệt tình của nhà kinh doanh, khiến các công ty tư nhân của Chiết Giang tăng mạnh. Rất nhiều triệu phú nhờ vậy mà sinh ra. Đương nhiên trong này cũng có người lợi dụng mà kiếm lợi trái pháp luật. Khi chưa có một tiêu chuẩn đáng tin cậy và khoa học, thiếu sự giám sát thì mọi thứ vẫn là ném đá giỏ đường. Liễu Đạo Nguyên và Thái Chánh Dương đều tỏ vẻ hứng thú với đề nghị này của Triệu Quốc Đống. Sơn Đông bây giờ còn chưa nổi tiếng mấy về cải cách công ty nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân ở Chiết Giang mặc dù có chút tiếng tăm nhưng lại có ý kiến bất lợi. Liễu Đạo Nguyên không biết mình có can đảm chống lại ý kiến phản đối mạnh như vậy không? Nhưng nếu đã bị đẩy lên làm bí thư thị ủy Tân Châu, cùng với việc cứ ngồi bình bình đó vài năm không bằng thử một phen, ít nhất y có thể đi quan sát mấy tỉnh kia rồi về quyết định. Nói chuyện cả chiều làm mấy người Liễu Đạo Nguyên có cái nhìn mới với Triệu Quốc Đống. Mặc dù Triệu Quốc Đống chỉ đưa ra vài quan điểm mơ hồ, nhưng các quan điểm này đều mới mẻ, độc đáo. Chính quyền không thiếu nhất chính là người nghiên cứu thảo luận chế độ chính sách, mà làm như thế nào để nhảy ra khỏi tư tưởng cổ hủ, tạo được đường riêng của mình thì đó mới là điều khó khăn nhất. Triệu Quốc Đống phân tích như vậy khiến Liễu Đạo Nguyên cùng Thái Chánh Dương thậm chí Hùng Chính Lâm đánh giá cao hơn về hắn. Tính cách của Liễu Đạo Nguyên thì mọi người biết, Liễu Đạo Nguyên từ ban tổ chức cán bộ đi ra thì y không dễ hứa hẹn, nhưng nếu nói ra thì nhất định làm được. Nhưng Triệu Quốc Đống có thể giữ được sự bình tĩnh khi Liễu Đạo Nguyên mời, người bình thường không dễ làm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 2, chương 37, xem hoa trong sương. Cả chiều hôm đó Cao Chí Minh đứng ngồi không yên, thậm chí không để ý tới vẻ quyến rũ của vợ. Đường Linh cũng biết tâm sự của chồng, ả cũng như vậy. Dù là Liễu Đạo Nguyên hay Lưu Triệu Quốc đều là nhân vật nổi tiếng ở thành phố An Đô này. Mặc dù Liễu Đạo Nguyên đã rời khỏi trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng sức ảnh hưởng không thể coi nhẹ. Ít nhất đề bạt một cán bộ bình thường không có gì khó khăn với Liễu Đạo Nguyên. Triệu Quốc Đống sao không lợi dụng quan hệ này chứ? Rèn luyện từ cơ sở sao? Cao Chí Minh lắc đầu, sợ rằng còn không có người ngu như vậy. Tự cho mình thanh cao nên không thèm lợi dụng quan hệ.
không thể, Triệu Quốc Đống nếu không thức thời như vậy thì có lẽ đã không thèm coi trọng Đường Cẩn. Cao Chí Minh không thể hiểu nổi người thanh niên này. Tâm trạng này kéo dài đến tận bữa tối. Lão Cao, lão lãnh đạo của ông ở ngay phòng bên. Nói chuyện chính là phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố An Đô, Đào Nghiễm Nhiên. Y có quan hệ khá tốt với Liễu Đạo Nguyên. Anh nói là trưởng ban Liễu. Đúng thế, có lẽ trưởng ban từ Tân Châu về và được bạn bè tiếp đón. Cao Chí Minh cố cười mà nói. Đi thôi, chúng ta sang mời một chén. Tiểu Đường cũng phải sang. Lão Cao không uống được thì cô phải uống thay. Không chừng ngày nào đó trưởng ban Liễu trở về hoặc lão Cao được phái đi rèn luyện, cũng có thể thành người lãnh đạo một huyện, quận thì sao? Đi thôi. Đào Nghiễm Niên cầm chén đứng lên nói. Khi Đào Nghiễm Niên dẫn theo Cao Chí Minh, Đường Linh và một người nữa đi vào phòng Liễu Đạo Nguyên, Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Ha ha, Nghiễm Niên, mấy người chúng tôi thì ngoài Quốc Đống ra, chắc anh quen hết phải không? Liễu Đạo Nguyên thấy Đào Nghiễm Niên dẫn người vào liều vui vẻ đứng lên giới thiệu với Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, đây là trưởng ban Đào, ban tổ chức cán bộ thành phố An Đô, bạn của anh. Nghiễm Niên, hôm nay cùng bạn bè gặp mặt, tôi không sang chỗ anh. Anh biết dạo này dạ dày tôi hơi kém. Ha ha, trưởng ban Liễu vừa đến Tân Châu làm bí thư đã nói đau dạ dày rồi, lãnh đạo tỉnh nghe thấy thì sao? Đào Nghiễm Niên một bên thầm đoán thanh niên mới hơn 20 tuổi kia là như thế nào ở đây. Y cũng không rõ tên này làm gì. Trưởng ban Đào, tôi là Triệu Quốc Đống, ngài gọi tôi Tiểu Triệu hoặc Quốc Đống là được. Triệu Quốc Đống bưng chén lên nói. Ha ha, Quốc Đống đúng là còn rất trẻ. Đào Nghiễm Niên đang không rõ lai lịch của đối phương nên chỉ hàm hồ nói. Thị trưởng Thái, Bí thư Hùng, Cục trưởng Lưu, hôm nay đúng là trùng hợp. Trưởng ban Liễu, không, bây giờ nên gọi là Bí thư Liễu mệt thì mấy vị cũng nên quan tâm anh em ban tổ chức cán bộ chúng tôi chứ. Đường Linh vừa vào phòng càng giật mình hơn, Thái Chánh Dương thì ả rất quen. Thái Chánh Dương vốn là bí thư huyện ủy rất mạnh ở huyện Hoa Dương, vốn được xác định làm trợ lý thị trưởng nhưng thoáng cái biến thành phó thị trưởng. Hơn nữa nghe nói cuối năm có thể vào thường vụ. Người đàn ông béo lùn kia ả cũng không lạ, cựu phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật An Đô, bây giờ nghe nói đến Thông Thành làm phó bí thư. Triệu Quốc Đống sao lại có quan hệ với đám người này? Tiểu Cao, cậu là người ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chúng ta, sao lại đi cùng mấy người Đào Nghiễm Niên vậy? Liễu Đạo Nguyên cười nói. Bí thư Liễu, Tiểu Cao lần này là người nhà của ban tổ chức cán bộ thị ủy chúng tôi. Ồ! Cậu ấy là chồng của Tiểu Đường, đẹp nhất ban tổ chức cán bộ chúng tôi. Đào Nghiễm Niên nói. Trưởng ban Đào, ngài đừng trêu tôi, hơn 30 rồi thì còn đâu được như vậy. Đường Linh cố là mình bình tĩnh rồi cầm chén lên. Chí Minh, chúng ta mời mấy vị bí thư Liễu, thị trưởng Thái. Vợ chồng Cao Chí Minh và Đường Linh đến đây chỉ có thể cầm chén lên mời một vòng. Chẳng qua khi đến trước mặt Triệu Quốc Đống thì bọn họ không nhịn được. Quốc Đống đúng là giấu kén thật. Cao Chí Minh nhỏ giọng nói. Tại sao lại muốn như vậy? Triệu Quốc Đống bây giờ lại rất bình tĩnh, Đường Cẩn đối với hắn đã là quá khứ, nhưng tại sao trong lòng hắn vẫn mơ hồ có một suy nghĩ mong cô quay lại? Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng khinh bỉ chính mình vì có suy nghĩ này. Nhưng sự thật là như vậy. Các vị cũng có hỏi bạn tôi là gì đâu, bọn họ cũng chỉ là bạn của tôi. Cao Chí Minh và Đường Linh nghẹn lời. Đúng thế, lúc trước ai nghĩ sẽ là như thế này? Trong mắt bọn họ Triệu Quốc Đống công tác ở nông thôn, gia đình công nhân thì sao xứng với Đường Cẩn. Sự thật tàn khốc làm bọn họ phải quyết định như vậy, nhưng bây giờ thì sao? Sự thật giống như đang trêu chọc bọn họ. Đào Nghiễm Niên chú ý thấy vợ chồng Cao Chí Minh có vẻ nhận ra Triệu Quốc Đống kia nên cười nói. Chí Minh, cậu cũng biết Quốc Đống. Cũng gặp một lần. Cao Chí Minh có chút xấu hổ nói. Cuối cùng Thái Chánh Dương đại biểu bàn này mời Đào Nghiễm Niên một vòng. Rượu vang không mạnh nên Thái Chánh Dương vẫn chịu được. Quốc Đống, anh thấy vợ chồng Cao Chí Minh hình như biết chú. Liễu Đạo Nguyên thấy tâm trạng Triệu Quốc Đống hơi kém. Ha ha, là cô và chú rể của bạn gái trước đây. Lúc trước là bọn họ ra mặt yêu cầu em chia tay với bạn gái. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Hả, thời này còn có việc như vậy sao? Ngoài Lưu Triệu Quốc ra thì mấy người kia đều ra vẻ không thể tin. Quốc Đống. Có phải là bạn gái ở phân cục Thiên Hà? Lưu Triệu Quốc nhíu mày nói. Vâng, chuyện quá khứ rồi, đừng nhắc làm gì. Triệu Quốc Đống có chút bất đắc dĩ. Hắn không muốn nhắc lại việc này. Đừng ra vẻ buồn bã như vậy. Đất thiếu gì cỏ,
đàn ông lo gì không có vợ. Thái Chánh Dương lạnh lùng nói. Ả bỏ chú tức là ả không có mắt, đàn ông nên đặt tâm tư vào sự nghiệp, chú sợ không tìm được vợ sao. Ha ha, ả kia đúng là đẹp, xem ra bạn gái của Quốc Đống nhất định cũng đẹp, bảo sao Quốc Đống không thể quên. Chẳng qua phụ nữ đối với đàn ông chỉ là trang điểm, chỉ cần chú có sự nghiệp thì sẽ có các cô gái xuất sắc lao vào chú. Hùng Chính Lâm cũng nghiêm túc nói. Được rồi, chuyện này Quốc Đống tự xử lý, mấy ông nói xen vào làm gì. Tình cảm là thứ khó nói rõ, những người khác không có quyền lên tiếng. Quốc Đống, tự chú phải suy nghĩ, phụ nữ cũng tốt, tình cảm cũng tốt, không nên quá suy nghĩ vào nó. Mấy người an ủi làm Triệu Quốc Đống rất cảm động. Nói thật trong lòng hắn mặc dù vẫn còn một tia lưu luyến nhưng theo thời gian thì nó cũng giảm đi. Ấn tượng của Đường Cẩn mặc dù còn rõ nhưng không còn là duy nhất trong mắt hắn nữa. Triệu Quốc Đống không biết là có phải do Khổng Nguyệt xuất hiện làm tình cảm mình đổi khác không? Hắn thậm chí cảm thấy mình cũng không trong sáng gì. Khổng Nguyệt, Hàn Đông, Đồng Mạn, Cổ Tiểu Âu, thậm chí còn có Từ Xuân Nhạn, chỉ trong thời gian ngắn như vậy hắn đã có liên quan tới từng này cô gái. Mặc dù chưa chắc đã là tình cảm nhưng nếu để mặc nó phát triển thì không biết sẽ đến bước nào. Quyển 2, chương 38, Ám Tuyến. Cao Chí Minh xa sầm mặt xuống xe, y không thể tin Triệu Quốc Đống lại có quan hệ với đám người Liễu Đạo Nguyên. Dù là Lưu Triệu Quốc thì đối với Triệu Quốc Đống đáng lẽ cũng là cao không thể với tới mới đúng. Cao Chí Minh nghĩ đau hết cả đầu cũng không thể hiểu. Có lẽ hắn chỉ có quan hệ với một người trong số đó mà thôi. Nhưng đây là cuộc gặp 5 người mà, nhưng lại là sau khi Liễu Đạo Nguyên làm bí thư thị ủy Tân Châu, cách giải thích kia là không được. Đường Linh cũng không yên tâm, mới đầu Cao Chí Minh không muốn xen vào việc Đường Cẩn, nói tình cảm người trẻ thì không nên can thiệp. Phải do ả cứ nói mãi thì Cao Chí Minh mới ra mặt. Không ngờ thằng ở nông thôn lại có quan hệ với các nhân vật lớn như vậy. Về nhà Cao Chí Minh ngồi trên ghế không nói gì, chỉ ngồi hút thuốc. Đường Linh cẩn thận rót trà cho chồng. Không dám nói nhiều. Đừng nhìn ở ngoài Đường Linh hay ra vẻ nhưng đó là do Cao Chí Minh không dễ giận. Nhưng Cao Chí Minh mà tức thì Đường Linh cũng phải sợ. Tiểu Thiền đâu? Đường Linh ngửa đầu dựa lưng vào sofa mà nói. Con đến nhà bà ngoại rồi. Đường Linh nhẹ nhàng nói. Chí Minh, anh không cần lo như vậy. Liễu Đạo Nguyên đã đi, mà có khi Triệu Quốc Đống chỉ là trùng hợp ngồi cùng bọn họ thôi. Trùng hợp, em trùng hợp một lần cho anh xem. Cao Chí Minh cười cười đầy khinh thường. Đây là cuộc gặp cá nhân, người bình thường có thể tham gia sao? Ngay cả trưởng ban Đào có quan hệ khá tốt với Liễu Đạo Nguyên còn không được tham gia. Quan hệ không đến trình độ nhất định thì sao được vào? Em hiểu không? Em không biết sao thằng đó lại có quan hệ với bọn họ. Có thể hắn có quan hệ họ hàng với một ai trong đó không? Đường Linh không phục mà nói. Họ hàng, em thấy có ai mang vợ theo không? Em dùng chút đầu óc có được không? Cao Chí Minh nói. Vậy anh nói thằng đó dựa vào gì mà quen bọn họ? Đường Linh thẹn quá hóa giận nên gân cổ nói. Không biết, biết thì anh còn phải ngồi đây mà suy nghĩ sao? Lúc đầu bảo em đừng xen vào việc này, em không nghe. Hối hận chưa? Có gì phải hối hận, anh em bảo em đi giúp, em có thể không đi sao? Huống chi đây là do Tiểu Cẩn không kiên định thì trách được ai? Tự mình không kiên định. Chị dâu em ra vẻ muốn chết thì Đường Cẩn có thể cãi lại được sao? Cao Chí Minh lạnh lùng nói. Cao Chí Minh, anh có ý gì? Đường Linh cũng hơi giận mà nói. Có phải là cảm thấy sợ họ Triệu nói bậy với Liễu Đạo Nguyên sẽ ảnh hưởng tới anh? Không có ý đó, trưởng ban Liễu đã được điều đi, anh chỉ là tiếc Tiểu Cẩn bỏ qua mối duyên tốt. Triệu Quốc Đống có tương lai rất sáng. Tâm trạng Cao Chí Minh rất không tốt, muốn nói không ảnh hưởng là giả. Nếu Đường Cẩn vẫn còn là bạn gái của Triệu Quốc Đống, vậy Liễu Đạo Nguyên nói với Phan Viên Chiêu một câu là mình lên một bậc không có gì khó khăn cả. Bị chồng nói như vậy, Đường Linh có chút lo lắng nói. Hay là nói với Tiểu Cẩn một câu, dù sao nó tiếp xúc với Tương Vĩ Tài chưa lâu. Em nghe chị dâu nói Tiểu Cẩn vẫn lạnh nhạt với Tương Vĩ Tài. Nhưng Tương Vĩ Tài rất thích Tiểu Cẩn. Bây giờ có tác dụng gì nữa chứ? Tiểu Cẩn lâu như vậy không liên lạc với Triệu Quốc Đống. Bây giờ đột nhiên muốn quay lại thì Tiểu Cẩn không đồng ý, Triệu Quốc Đống nghĩ như thế nào? Không chừng Triệu Quốc Đống càng coi thường Tiểu Cẩn. Cao Chí Minh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Vậy nên làm như thế nào? Cứ bỏ mặc vậy sao anh? Đường Linh có chút khẩn trương. Nếu có thể tạo được quan hệ với mấy người kia thì tương lai của chồng cô sẽ xa hơn,
cô ở cơ quan cũng tốt hơn. Chỉ có thể xem Tiểu Cẩn và Tương Vĩ Tài có tốt hay không, nếu tốt thì chúng ta không thể nói gì. Nếu Tiểu Cẩn vẫn có thái độ với Tương Vĩ Tài như bây giờ thì có lẽ Tiểu Cẩn còn có duyên phận với Triệu Quốc Đống. Như vậy có được không? Chẳng may bọn họ có quan hệ kia thì sao? Đường Linh nói. Tiểu Cẩn có lẽ không phải một cô gái tùy tiện chứ. Cao Chí Minh nhíu mày nói. Hừ, thanh niên bây giờ khó mà nói. Em nghe chị dâu nói Tiểu Cẩn đã sớm có quan hệ kia với Triệu Quốc Đống. Đường Linh chu miệng nói. Sao chị em biết? Cao Chí Minh có chút khó hiểu, theo y biết cháu gái vợ đẹp nhưng rất rụt rè. Không phải chị em phát hiện bao cao su trong phòng Tiểu Cẩn sao? Dùng cái này rồi mà chưa có việc kia sao? Đường Linh nói. Ừ, Tiểu Thiền nhà ta cũng phải quản chặt một chút mới được. Con nó học lớp 11 rồi, không nhỏ nữa. Tiểu Cẩn không có cảm giác gì với Tương Vĩ Tài nhưng Triệu Quốc Đống thì khác, xem ra hai đứa nó không duy trì lâu, cũng không thể xảy ra chuyện kia. Chuyện này chỉ có thể chờ và quan sát. Cao Chí Minh nói. Quan hệ giữa Tiểu Thiền cùng Tiểu Cẩn rất tốt, em đừng nói mấy lời không nên nói sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của hai chị em nó. Quan hệ của hai đứa tốt như vậy, chẳng may Tiểu Thiền biết chuyện của Tiểu Cẩn thì sao? Đường Linh có chút lo lắng nói. Tiểu Thiền cũng không nhỏ. Em nghĩ con là đứa bé sao? Mấy em bé gái nước Mỹ khi đi học được phát bao cao su. Tiểu Cẩn đã 21, 22 rồi, việc này cũng có sao đâu. Vấn đề nằm ở việc cái nhìn của con người. Sang năm là Tiểu Thiền thi đại học, em cũng đừng làm Tiểu Thiền bị gánh nặng tư tưởng nào cả. Mỹ là Mỹ, đây là Trung Quốc, con gái phải trông chặt một chút. Đường Linh nói. Vậy em phải chú ý phương pháp nói chuyện, nếu không phản tác dụng đó. Thấy chồng mình đã vui hơn chút, Đường Linh lúc này mới thở dài một tiếng ngồi lên người chồng. Cao Chí Minh lúc này mới chú ý đến hôm nay vợ mặc rất đẹp, đồ lót cũng màu đỏ làm y ngứa ngáy trong lòng. Đường Linh liền thấy chồng khác thường, ả trừng mắt nhìn chồng rồi di chuyển mông lên đùi Cao Chí Minh. Cao Chí Minh liền vén váy của Đường Linh lên. Vẫn là Đường Linh chủ động lên giường cởi váy. Một đêm điên cuồng diễn ra. Quyển 2, chương 39, đối sách. Sau khi công tác đi vào quỹ đạo, Triệu Quốc Đống mới phát hiện chỗ tốt của lãnh đạo. Đó chính là thời gian của mình rất tự do, không ai bố trí công việc cho mình cả. Hạ Hồng Hải cùng Viên Chấn Dũng căn cứ theo đầu mối mà hắn cung cấp và cuối cùng đã phá được vụ án trộm phế liệu của nhà máy dệt. Nhân viên tham gia hơn 10 người, chỉ riêng nhân viên nhà máy đã là 8 người, số tiền gây án là hơn 20.000, đồng thời còn có 3 cửa hàng thu mua phế liệu dính vào. Vụ án này mặc dù đã xong nhưng nhà máy dệt không như đầu năm, chỉ là tượng trưng tặng đồn công an 5.000 tệ cảm ơn. Mà khi ăn cơm thì Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy Khanh Quang Vinh đang rất lo lắng. Các công ty nhà nước dần dần mang tới ảnh hưởng xấu. Triệu Quốc Đống biết năm 93 là năm đầu tiên nhà máy dệt An Đô đi vào con đường diệt vong. Trong vòng 3 năm nhà máy dệt sẽ rơi vào khó khăn cùng cực, cuối cùng phải giải thể. Khanh Quang Vinh cũng là một giám đốc nhà máy có bản lĩnh. Nhà máy dệt trong tay y cũng khấm khá trong vài năm. Đương nhiên điều này không ảnh hưởng tới việc Khanh Liệt Bưu kiếm tiền từ trong đó. Triệu Quốc Đống cũng thực hiện lời hứa của mình. Thái Chánh Dương đã tới, chẳng qua những lời kể khổ của Khanh Quang Vinh cùng với khó khăn của nhà máy dệt làm cho Thái Chánh Dương rất buồn bực. Thành phố An Đô có rất nhiều công ty như nhà máy dệt. Mặc dù Triệu Quốc Đống có thể đoán được nhà máy dệt sẽ sắp sụp nhưng hắn cũng bất lực, không ai giải quyết được vấn đề này. Quốc Đống, chú nói nhà máy dệt bây giờ có phải đã xong hay không? Thái Chánh Dương ngồi ở ghế phụ rồi nói. Triệu Quốc Đống làm người lái xe, đây là một chiếc Nissan do một công ty lớn đưa cho chính quyền thành phố. Thái Chánh Dương làm phó thị trưởng phụ trách công tác công nghiệp nên đương nhiên thành người sử dụng. Thái ca, em có thể nói trong vòng 3 năm nhà máy dệt sẽ thành một mối đau đầu của chính quyền An Đô. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Ồ, An Đô có không ít công ty như vậy. Tại sao chú lại chỉ khẳng định nhà máy dệt? Chẳng lẽ là do tâm lý? Thái Chánh Dương cười nói. Không, Thái ca, mấy công ty kia phần lớn ở nội thành. Đất của bọn họ rất có giá trị. Theo giá nhà đất tăng lên, như vậy khi bán đi sẽ được một khoản tiền lớn giải quyết cho công nhân mất việc. Hơn nữa các công ty này khác nhà máy dệt. Công ty có nhiều nhân viên, theo thời gian thì sẽ càng nhiều người về hưu, chính quyền chỉ phải giải quyết vấn đề cuộc sống cho bọn họ. Nhưng nhà máy dệt An Đô lại khác, nó ở nông thôn nên đất không đáng giá. Hơn nữa trong mấy ngàn công nhân hầu hết là nữ công nhân, mấy năm sau bọn họ có thêm con cái,
bọn họ cần không chỉ là đảm bảo cuộc sống, hơn nữa chính quyền còn phải giải quyết công việc cho bọn họ. Mà ở đây bọn họ sao có việc được, đây mới là điều khó giải quyết nhất. Thái Chánh Dương ngồi đó mà suy nghĩ, 2-3 năm nữa có lẽ y vẫn ở chính quyền thành phố Ando, nếu gặp vấn đề này sẽ xử lý như thế nào? Chú cảm thấy có biện pháp nào tốt giải quyết vấn đề không? Một lúc sau Thái Ca mới lo lắng nói. Không có biện pháp tốt mấy. Ngành may là ngành cạnh tranh rất mạnh, các công ty nhà nước đeo bao quần áo quá lớn trên lưng, cơ chế quá cứng nhắc, không thể so sánh với các công ty vừa và nhỏ. Hơn nữa ở trong nội địa nên tin tức và sự chuyên nghiệp không bằng các công ty duyên hải. Sớm muộn các công ty này cũng đóng cửa. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Ý của chú là chờ chết ư? Thái Chánh Dương nói. Không, chính quyền có thể làm trước vài công việc. Triệu Quốc Đống cố gắng nhớ biện pháp giải quyết mà hắn biết. Các công ty nhận công nhân thì có thể lấy từ nhà máy dệt ra, như vậy bọn họ còn có cơ hội. Đây là một biện pháp, hình như có nơi đã áp dụng biện pháp này. Vào các nhà máy mới sẽ được huấn luyện lại về kỹ năng, để bọn họ chuyển vào các công ty kinh doanh tốt hơn. Các người tuổi đã cao thì do chính quyền cung cấp tiền lương hưu đảm bảo cuộc sống cho bọn họ. Triệu Quốc Đống thực ra cũng không rõ vài năm sau chính quyền sẽ dùng cách nào đối phó các công ty nhà nước khó khăn, hắn chỉ mơ hồ đưa ra tổng kết một cách làm thành công, để Thái Chánh Dương có suy nghĩ. Thái Chánh Dương cẩn thận nghiền ngẫm ý tưởng Triệu Quốc Đống đưa ra. Từ sau hôm đó y đã muốn tìm Triệu Quốc Đống mà tâm sự. Y thấy Triệu Quốc Đống không quá tinh thông về nhiều thứ nhưng lại đưa ra các quan điểm mới mẻ độc đáo. Chưa chắc đã đúng, chưa chắc đã có thể áp dụng nhưng lại có thể khai thác được. Xe chạy trên đường quốc lộ An Lam, thi thoảng gặp một hai chỗ đường xấu, nếu không chính là chỗ mới thông nửa đường. Hệ thống giảm xóc của xe Nhật Bản khá tốt, cả quốc lộ đang dần khởi công, trong vòng một năm mới xong. Đến khi về tới Ando, Thái Chánh Dương cũng không nói gì. Tất nhiên lời của Triệu Quốc Đống làm y thấy mới mẻ, y cần thời gian nghiền ngẫm xem mình tiêu hóa được không. Thái Chánh Dương cho lái xe đưa Triệu Quốc Đống về Giang Miếu. Trên đường khi đi qua đồn công an Kiều Quan, Triệu Quốc Đống hạ cửa sổ xuống nhìn thoáng qua. Triệu Quốc Đống nhớ Dương Thiên Bồi lộ ra cho hắn một tin tức, đó là công ty xây dựng số 1 Giang Khẩu chỉ nhận được chưa đầu 5 km đường ở Giang Khẩu, 8 km còn lại bị hai công ty con khác nhận. Nghe nói một trong đó là do em của trưởng đồn công an Kiều Quan. Triệu Quốc Đống liền hiểu tại sao Vương Quý Nhân muốn tới Giang Miếu. Đoạn đường qua Giang Miếu dài gần 20 km, không gian sẽ nhiều hơn. Chẳng qua y dùng hết lực lượng vẫn không làm ngã được Triệu Quốc Đống, ngược lại chuyển đến nơi này. Vương Quý Nhân không ngờ đến việc đó. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi chạy đến bãi cát Xuyên Sơn. Trường Xuyên đã coi bãi cát là nhà, suốt ngày ở đây, nếu không cũng chạy quanh mấy xã, thị trấn để xem có thể tìm được người mua không. Quy mô bãi cát đã mở rộng gấp đôi nhưng cát khai thác được hôm nào hết hôm đó. Điều này làm Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Tiền từ bãi cát mặc dù không nhiều nhưng lại ổn định. Đến trước khi quốc lộ An Lam làm xong thì bãi cát này vẫn kinh doanh tốt. Quốc lộ An Lam đã khiến không ít người giàu có, Triệu Quốc Đống coi như là một trong số đó. Triệu Quốc Đống suy nghĩ tiền không phải vạn năng nhưng không có tiền lại không thể. Theo hắn thấy có tiền không phải xấu, theo đuổi tiền cũng là đương nhiên. Ít nhất tiền vào tay hắn có thể giúp người thân, bạn bè, bạn học. Hắn không phải thượng đế mà thay đổi cả thế giới nhưng vẫn phải dùng hết năng lực, làm cho cuộc sống của hắn càng lúc càng tốt đẹp hơn, cũng giúp người khác. Vậy là đủ rồi. Quyển 2, chương 40, tính toán. Triệu Quốc Đống về nhà thì có chút ngạc nhiên thấy Triệu Đức Sơn cùng Triệu Trường Xuyên cũng ở nhà, Lưu Thành xuống bếp giúp. Anh, cậu hai và Đại Vĩ đến. Đức Sơn thời gian này rất nhàn, y thấy Triệu Quốc Đống vào liền vội vàng ngồi dậy. Triệu Quốc Đống có tiếng rất lớn trong nhà. Đức Sơn vốn kính sợ hắn, sau cơn sóng cổ phiếu vừa rồi thì Đức Sơn càng phục ông anh mình hơn. Chính quyền vừa ra tay làm cho cổ phiếu giảm mạnh, Đức Sơn không dám nghi ngờ năng lực phán đoán của ông anh nữa. Ồ, cậu hai tới à? Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Nhà cậu hai vẫn ở huyện Đoàn Sơn. Đoàn Sơn là huyện khá nghèo của thành phố Nam Hoa. Triệu Quốc Đống khi còn bé đã đến nhà cậu hai ở 2 năm, có quan hệ tốt với nhà cậu hai. Hứa Vĩ là con của cậu hai, bằng tuổi Đức Sơn. Hắn vào phòng thì thấy bố đang nói chuyện với cậu hai. Hứa Vĩ có chút rụt rè ngồi ở bên. Triệu Quốc Đống thấy mà thở dài một tiếng. Nhìn cách ăn mặc của cậu hai là biết điều kiện gia đình không tốt mấy. Bộ quần áo của Hứa Vĩ đã cũ, mặc dù giặt sạch nhưng đã sờn. Bố, cậu hai.
Triệu Quốc Đống vừa vào phòng thì thằng thanh niên liền đứng lên nói. Đống ca, Quốc Đống về rồi à, nghe nói cháu làm trưởng đồn công an. Ha ha, Triệu gia đã có người làm quan lớn, Hứa gia cũng nở mày nở mặt. Cậu hai đưa tay vỗ vỗ vai Triệu Quốc Đống, điều này làm hắn không quá quen. Cậu hai nói gì thế, không đáng nhắc tới. Triệu Quốc Đống đi tới vỗ vỗ vai Hứa Vĩ mà nói. Đại Vĩ cũng cao lên nhiều rồi, mặc dù không bằng Đức Sơn nhưng cũng tương đương Trường Xuyên. Cậu hai cười ha hả nói. Triệu gia và Hứa gia mấy đời đều làm dân chúng, không có ai làm quan. Cháu phải làm cho tốt. Cậu hai yên tâm, cháu biết nên làm như thế nào. Triệu Quốc Đống cười cười, tư tưởng ngàn năm, quan là số một không phải dễ dàng thay đổi. Cậu hai lần này tới ở lâu một chút chứ? Quốc Đống, cháu bây giờ làm quan thì cậu không giấu cháu. Đoàn Sơn năm nay có lẽ lại không thu hoạch được gì nhiều, trời khô hạn. Đại Vĩ cũng không còn nhỏ, học hết cấp 2 liền ở nhà chẳng có việc gì làm. Lần này cậu dẫn nó tới mong cháu xem có xin được việc gì cho nó làm không. Cậu hai nói. Thấy Triệu Quốc Đống không nói gì, cậu hai lộ ra một tia hy vọng rồi nói. Chỉ cần kiếm tiền đủ để ăn là được, mệt, khổ thì Đại Vĩ không sợ. Nó cao lớn, đầu óc cũng linh hoạt, việc gì cũng có thể làm. Mấy hôm trước có người trong thôn đến rủ nó tới Quảng Đông làm thuê, cậu sợ nó sang đó học thói xấu nên không cho đi. Đại Vĩ sao không học cấp 3 cậu? Triệu Quốc Đống suy nghĩ xem có nên để Hứa Vĩ tới giúp Trường Xuyên không? Thị trường chứng khoán Thượng Hải sắp vào cao trào, cơ hội hiếm có nên chỉ mình Đức Sơn thì hắn có chút lo lắng. Trường Xuyên có tính cách trầm ổn hơn, có Trường Xuyên đi cùng với Đức Sơn thì sẽ tốt hơn. Có học lại một năm nhưng không thi được, điều kiện gia đình cũng kém nên thôi. Cậu hai cười khổ một tiếng. Mợ cháu sức khỏe yếu, bây giờ làm nông lại không kiếm được tiền, thức ăn cho lợn cũng tăng, không chừng còn bù lỗ. Nuôi gà lại gặp bệnh dịch chết sạch, Quốc Đống, lần này coi như cho Đại Vĩ ra mở rộng tầm mắt. Cậu hai, tìm việc thì đơn giản, cháu chỉ là muốn Đại Vĩ có thể học thêm kiến thức. Triệu Quốc Đống nói, như vậy đi, mai Đại Vĩ theo Trường Xuyên đến Bộ Công an. Ở đấy vất vả nhưng có thể kiếm tiền, cũng có thể học tập. Học sẽ hiểu được xã hội, hiểu làm như thế nào kiếm được tiền. Vất vả em không sợ, chỉ cần có việc làm là được. Em ở nhà 2 năm chán lắm rồi. Hứa Vĩ vui vẻ nói. Hay là để Hứa Vĩ chơi vài hôm hãy đi làm. Lão Triệu nói. Bác, không cần đâu ạ. Cháu chơi chán rồi, sớm có việc mới tốt. Hứa Vĩ vội vàng lắc đầu nói. Ừ, cũng đúng, sớm đi theo Trường Xuyên học. Dù sao mấy tháng nữa Trường Xuyên cũng bận, chuyện này giao cho em làm. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Chuyện này coi như đã được quyết định. Cậu hai cũng vui vẻ nên uống khá nhiều. Đức Sơn, Trường Xuyên, mấy quyển sách anh đưa bọn mày đã đọc hay chưa? Lúc còn lại 3 anh em, Triệu Quốc Đống nói. Anh, em xem rồi nhưng như đi trong sương mù, không hiểu mấy. Đức Sơn mặc dù thích chơi cổ phiếu nhưng tính cách nóng nảy làm y không thể vùi đầu mà nghiên cứu. Em đã xem, anh, mấy thứ này phải thực hiện mới biết, khác với chợ cổ phiếu trước đây. Trường Xuyên nói. Cách thực hiện có rất nhiều nhưng bản chất giống nhau là mua thấp, bán cao. Bây giờ thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng không phải người đầu tư chiếm đa số mà là người đầu cơ. Không có vài bài học xương máu thì những người này không tỉnh mộng được. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Trường Xuyên, cho mày 2 tháng để dạy Đại Vĩ, để cho Đại Vĩ biết cách quản lý bãi cát như thế nào. 2 tháng này mày cũng rút dần ra, từ từ cho Đại Vĩ phụ trách. Tháng 8 mày và Đức Sơn mang tất cả tiền tới Thượng Hải. Anh, mang hết tiền ư? Mặc dù rất tin vào Triệu Quốc Đống nhưng Trường Xuyên vẫn có chút lo lắng. Ngoài việc kiếm ở cổ phiếu thì mấy chục ngàn còn lại đều do y kiếm từng chút một ở bãi cát. Chẳng may thua thì có phải xong đời không? Trường Xuyên, lần này chúng ta không phải chơi cổ phiếu, không phải đặt cược mà là làm ra tiền, hoặc là nói cướp tiền. Nếu nói khi mới đầu chơi cổ phiếu Triệu Quốc Đống còn có chút lo lắng. Nhưng lần này nhằm vào thị trường chứng khoán Quốc Đống thì Triệu Quốc Đống tin hơn nhiều. Cơn sóng thị trường chứng khoán Quốc Đống sẽ làm cho hắn kiếm được nhiều hơn nữa. Anh, em cảm thấy dồn hết như vậy không ổn. Chẳng may chúng ta thua lỗ thì bao công sức sẽ mất hết. Trường Xuyên do dự một chút, có lẽ xuất phát từ việc kính trọng ông anh thì không nên nói ra. Nhưng y vẫn nói. Mày nghĩ như thế nào? Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Em cảm thấy tiến từng bước thì tốt hơn. Ví dụ như bãi cát của chúng ta,
bây giờ quốc lộ An Lam đang thi công và cần cát ở mức cao nhất. Em dự định mở rộng bãi cát thêm chút nữa. Có nhiều người ở bên Bình Xuyên đến mua cát nhưng em không dám nhận, tiếc quá. Em tính rồi, một tháng ít nhất lãi 20, 30 ngàn, nếu mở rộng quy mô thì lãi 40 ngàn một tháng cũng không khó. Trường Xuyên thấy Triệu Quốc Đống cổ vũ mình nên cũng mạnh dạn hơn mà nói. Lần trước anh Đức Sơn mặc dù lãi được nhiều như vậy ở Miếu Ngưu Vương nhưng sau lại lỗ, trong này rất nguy hiểm. Như anh nói, thị trường chứng khoán Trung Quốc bây giờ là thứ mới mẻ, không được như thị trường chứng khoán phương Tây, tin tức không rõ ràng, hơn nữa cũng có nhiều sơ hở và khuyết điểm. Chúng ta dồn hết tiền vào thì rất nguy hiểm. Triệu Quốc Đống không nhịn được vỗ tay. Ừ, Trường Xuyên, coi như mày không phí công đọc sách. Thị trường chứng khoán không có người thắng chính thức, trừ khi hắn kiếm tiền xong sẽ không tham gia nữa. Từng bước làm việc của mình là đúng nhất. Vậy sao anh còn muốn? Trường Xuyên và Đức Sơn rất khó hiểu. Triệu Quốc Đống tất nhiên không thể nói ra bí mật, hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Tích lũy ban đầu quá chậm, kiếm tiền ở thị trường chứng khoán là cách tốt nhất, đương nhiên cũng là cách nhanh nhất xuống địa ngục. Anh nói với hai thằng, lần này chúng ta không chơi cổ phiếu, không đánh cuộc mà là kiếm tiền. Nguyên nhân là gì thì bởi vì anh có tin tức người khác không biết. Tin rằng nhờ đó chúng ta kiếm được càng nhiều hơn. Đức Sơn và Trường Xuyên lúc này mới hiểu ra. Mặc dù không rõ Triệu Quốc Đống nhận tin từ đâu, nhưng nếu Triệu Quốc Đống đã khẳng định như vậy thì nguy hiểm đã không còn. Quyển 2, chương 41, gặp lại. Công an huyện gửi thông báo tới làm Triệu Quốc Đống biết có việc phiền phức. Thị trưởng Cổ Khâu, huyện Bình Xuyên xảy ra vụ án giết người. Hai anh em vì cãi nhau với hàng xóm mà giết cả 4 người, sau đó bỏ trốn. Rất có thể hai người này lẻn vào huyện Giang Khẩu. Đây là việc xảy ra trước đó gần tiếng. Đội cảnh sát hình sự và đội cảnh sát vũ trang cũng xuất phát đến khu vực Giang Miếu. Cục Công an thành phố cũng nhận được lệnh của Sở Công an và phái đặc công chạy đến Giang Khẩu. Chúng ta phân tích qua tình hình, nếu hai người này bỏ chạy thì bọn họ sẽ chạy đến đâu? Triệu Quốc Đống triệu tập tất cả cảnh sát của đồn lại mà bàn bạc. Bên nội cần đã phát súng cho cảnh sát, ngoài 7 khẩu súng lục thì còn có 4 khẩu AK, mọi người đều thấy áp lực lớn. Từ Cổ Khâu sang đây thì đường lớn chắc không đi. Cổ Khâu đã bố trí chốt chặn nên chỉ có đường duy nhất là sang xã Thổ Lăng, hoặc theo sông mà chạy tới Đại Quan Khẩu. Liêu Sương Thịnh rất quen tình hình địa lý ở đây. Bên Thổ Lăng có thể trốn vào núi nhưng nếu bị vây thì hai người này không thể chạy thoát. Hai bọn họ là người Cổ Khâu nên biết địa hình Thổ Lăng. Nếu là tôi sẽ không chọn đường này. La Minh Sơn nói. Sông rất rộng, cỏ mọc đầy bờ sông là nơi thích hợp để trốn. Nếu là tôi thì sẽ chọn nơi này. Viên Trấn Dũng nói. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Được, xếp Lưu ở lại đồn, nếu công an huyện và cục công an tới thì anh dẫn đường. Hồng Hải, Trấn Quốc, hai anh mang theo Hồ Minh Quý, Lô Tiểu Dũng, Bì Chí Kiên cùng tôi tới đoạn sông ở Đại Quan Khẩu. Lão La, anh và Tiểu Trần dẫn 4 người Đàm Khải đến Thổ Lăng, chẳng may hai tên này bị ngu trốn vào Thổ Lăng thì sao? Chúng ta không thể không đề phòng. Trời mùa hè nên sông bốc hơi nóng. Đoàn người Triệu Quốc Đống lái xe đến đoạn giao giới giữa Đại Quan Khẩu và Cổ Khâu thì nhận được tin không tốt. Một người đánh cá cung cấp tin thấy hai người đàn ông đang vội vàng đi về phía thượng nguồn. Nửa tiếng thì dù sông khó đi nhưng hai tên này liều mạng nên chạy được vài km. Theo đuôi phía sau chưa chắc có thể tìm được tung tích của bọn họ. Triệu Quốc Đống quyết đoán ra lệnh Viên Trấn Dũng dẫn hai đội viên dự bị đuổi theo, còn lại lên xe chạy về đoạn sông cách đó 7-8 km. Hắn hỏi người dân đang tránh nắng xem có phát hiện ai đi tới không, hắn cũng thông báo dân chúng lập tức nói cho cán bộ thôn tổ chức dân phòng vây bắt tội phạm. Triệu Quốc Đống dẫn Hạ Hồng Hải, Hồ Minh Quý đi xuống tìm. Cỏ rạch thành đường trên tay Triệu Quốc Đống, mồ hôi thấm vào đồng phục rất khó chịu. Triệu Quốc Đống liền cởi bộ đồng phục rồi cầm súng đi trên sông, một bên cố gắng quan sát xem đằng trước có đối tượng khả nghi nào đi tới không. Triệu Quốc Đống cũng không thích súng lục, hắn thích mấy khẩu AK hơn. Loại này có uy lực lớn, tầm bắn xa, ngoài việc nặng một chút thì không có lỗi gì cả. Triệu Quốc Đống vừa mới đi qua được một bãi cát thì nghe thấp Hạ Hồng Hải vội vàng kêu lên. Xếp Triệu, anh xem. Hơn 100 mét đằng trước có hai người đang đi nhanh về phía này. Có lẽ phát hiện đám người Triệu Quốc Đống nên hai người kia đi chậm lại quan sát. Triệu Quốc Đống hơi căng thẳng, ánh mắt đối phương rất tốt, rất cảnh giác, đoạn đường hơn 100 mét này không bằng phẳng. Triệu Quốc Đống nhìn quanh thấy cách đê không xa, nhưng đê rất cao nếu muốn đi lên thì cũng mất thời gian.
chẳng qua khoảng cách từ đây đến giữa sông chỉ khoảng 50-60 mét. Nói cách khác nếu bây giờ mà lao tới, đối phương nhảy xuống sông thì đúng là không dễ dàng bắt được đối phương. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi và thấy phải mạo hiểm. Hồng Hải, anh lên đi từ từ đi về phía trước, chỉ cần bọn họ không động thì anh giảm tốc độ đi tới gần. Tôi và Hồ Minh Quý đi xuống. Xếp Triệu, hay là để tôi và Hồ Minh Quý? Hạ Hồng Hải do dự một chút mà nói. Không nói nữa, đi nhanh. Triệu Quốc Đống không nhịn được đeo súng ra sau lưng rồi nói. Minh Quý, đi. Được rồi. Hồ Minh Quý không sợ, y đã thấy thân thủ của Triệu Quốc Đống. Vài người không phải đối thủ của Triệu Quốc Đống, huống chi Triệu Quốc Đống còn có súng. Triệu Quốc Đống cố đi chậm lại, mà hai người kia cũng dừng chân nhìn chằm chằm về phía này. Triệu Quốc Đống biết có phiền phức, mình mặc đồng phục, bây giờ cởi ra thì cũng có tác dụng gì. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi cắn răng cởi đồng phục, để trần thân trên đi tới. Chẳng qua chiêu này của hắn cũng không có tác dụng gì mấy. Đối phương liền xoay người quay lại, Triệu Quốc Đống cũng vội vàng tăng tốc. Đối phương thấy Triệu Quốc Đống đuổi theo liền chuyển sang chạy, lúc này không còn gì phải giấu nên Triệu Quốc Đống ném áo xuống mặc dù, giơ súng lên đuổi theo. Đứng lại! Hai người đằng trước rất sợ nên vội vàng chạy như điên. Lúc này đằng trước đám người Viên Trấn Dũng đã tới. Đứng lại nếu không tôi nổ súng. Tiếng súng Viên Trấn Dũng vang lên cùng lúc tiếng súng cảnh cáo của Triệu Quốc Đống, nhưng hai tên kia không bị ảnh hưởng gì. Nếu để hai tên này nhảy xuống sông thì đúng là không ổn, Triệu Quốc Đống không thể để bọn họ làm như vậy. Hai tiếng súng làm đám người ở bên bãi sông giật mình. Một đám đang đánh bạc vội vàng vơ bài, sau đó thấy hai người chạy như điên về phía này. Chuyện gì vậy Hổ ca? Một thằng thấy không phải cảnh sát đến bắt đánh bạc thì thở phào nhẹ nhõm. Không biết, hình như cảnh sát bắt người, sao lại chạy đến đoạn sông này chứ? Người đàn ông mặt ngựa giơ tay lên che nắng rồi nói. Mẹ nó, nhiều chuyện quá. Sao bây giờ? Một tên hỏi Hổ ca. Triệu Quốc Đống thấy đám người này đi ra liền vội vàng nói. Mấy anh em bên kia mau ngăn hai tên tội phạm lại giúp chúng tôi. Bọn chúng có dao, cẩn thận. Nếu chúng chống cự thì đánh chết do tôi chịu trách nhiệm. Người đàn ông mặt ngựa nghe thấy giọng của Triệu Quốc Đống. Sau lần trước gặp Triệu Quốc Đống thì Hổ ca đã an phận hơn, không ngờ lại gặp ở đâu. Một người lúc trước bị Triệu Quốc Đống đá cũng nhận ra nên nói. Hổ ca, là họ Triệu. Mẹ nó chứ, bắt hai thằng kia lại. Giang Nhất Hổ xa sầm mặt nói. Ngẩn ra cái gì, lấy xẻng, xà beng cho tao. Hai thằng kia không ngờ sắp chạy tới sông thì có người cản đường. Vì thế báo cáo liền rút dao bên hông ra rồi nói. Tránh ra, đừng có xen vào việc người khác nếu không ông đâm chết. Hừ, mẹ nó chứ, không xem đang ở địa bàn của ai. Thử xem dao mày sắc hay xẻng của tao ngon. Giang Nhất Hổ giơ một chiếc xẻng lớn lên rồi lạnh lùng nói. Bỏ dao xuống cho ông, nếu không ông đánh gãy tay, gãy chân mày. Giang Nhất Hổ vung tay lên. 7-8 tên phía sau cũng vung xẻng, xà beng lên. Giang Nhất Hổ nhìn chằm chằm hai thằng. Có tin chỉ 3 giây là ông đánh cho bọn mày tàn phế không? Quyển 2, chương 42, nhắc nhở. Triệu Quốc Đống thở hổn hển đuổi tới nơi thì mới thấy rõ ai là người giúp mình. Chẳng qua Triệu Quốc Đống bây giờ đã không còn là thằng xúc động như trước, hắn tùy tiện nói. Nhất Hổ, lần này dựa vào anh em các anh, tốt quá, nhất định sẽ thưởng các anh. Giang Nhất Hổ hời đổi mặt rồi miễn cưỡng cười nói. Triệu ca nói gì vậy? Dù sao chúng tôi cũng là người Giang Miếu, tôi phải tuân thủ pháp luật mà. Thường thì chúng tôi không dám nhận, chỉ cần Triệu ca đừng coi mấy anh em tôi là kẻ xấu không chuyện ác gì không làm là được. Đám Viên Trấn Dũng và Hạ Hồng Hải đã tới. Nhìn súng lục trong tay Viên Trấn Dũng và Hạ Hồng Hải, hai tên kia biết không thể chạy được nữa nên vứt dao xuống đất và ngồi xuống. Triệu Quốc Đống ra hiệu Viên Trấn Dũng và Hạ Hồng Hải còng hai tên này lại. Còn hắn cân nhắc xem dùng lời gì mà gõ Giang Nhất Hổ. Giang Nhất Hổ cũng có chút sức ảnh hưởng ở Giang Miếu, chẳng qua tên này thông minh làm việc gì cũng có chừng mực. Triệu Quốc Đống mặc dù không quá thích người này nhưng hắn phải thừa nhận Giang Nhất Hổ biểu hiện rất khôn khéo. Nhất Hổ, thời buổi này không phải dựa vào nắm đấm là đạt được thứ mình cần. Nếu mình sống tốt, nếu muốn anh em tốt thì phải có thực lực kinh tế. Anh bây giờ cũng biết làm ăn ở bãi sông, kinh tế quyết định tất cả, cũng bớt dính chuyện trên đường đi. Tôi đây là nói thật lòng, anh nghe hay không tùy anh. Mọi người đang bị hai tên kia hấp dẫn,
Triệu Quốc Đống đi tới bên cạnh Giang Nhất Hổ. Lời này của Triệu Quốc Đống làm Giang Nhất Hổ run lên. Lần đầu tiên hắn nghe thấy có người nhắc mình theo cách này. Giang Nhất Hổ đã làm thủ tục khai thác cát, chẳng qua tiền này kiếm khá khó, không nhàn hạ như trước. Nhưng đúng như Triệu Quốc Đống nói, kinh tế quyết định tất cả. Sau khi thấy được chỗ tốt do tiền mang tới, Giang Nhất Hổ không còn nhiều hứng thú với việc suốt ngày đánh nhau. Triệu ca, tôi hiểu, có những lúc không thể tự rút ra được. Giang Nhất Hổ thở dài một tiếng. Hừ, Giang Nhất Hổ anh có cái đầu cặn bã sao? Rút ra như thế nào thì tôi tin anh có biện pháp. Phải nhớ Trung Quốc không có đất cho xã hội đen sống. Nếu quần chúng thấy đó là ai thì kẻ đó sẽ xong đời. Giọng lạnh lùng của Triệu Quốc Đống làm Giang Nhất Hổ run lên. Y không ngờ một tên thanh niên nói lại làm mình sợ hãi. Nhưng chính là như vậy, đối phương nói không nhiều nhưng lại làm mình run lên. Triệu ca, sợ không phải là dân chúng cảm thấy ai là xã hội đen, mà là đảng cảm thấy ai là xã hội đen. Giang Nhất Hổ cười khổ nói. Anh biết là tốt rồi. Trung Quốc của đảng, không do đảng quyết định thì do ai? Thời buổi dùng dao, võ giải quyết vấn đề đã kết thúc. Giam các anh vài chục năm, tôi xem các anh còn nhảy lên được nữa không? Anh tự giữ mình đi. Triệu Quốc Đống sau đó đi sang bên, giọng nói cũng trở nên cứng rắn. Chính hắn cũng cảm thấy mình giỏi đóng kịch. Khi lực lượng của công an huyện và thành phố tới thì đám người Triệu Quốc Đống đã đưa tội phạm về đồn. Khâu Nguyên Phong thấy Triệu Quốc Đống áp giải hai người này xuống thì yên tâm hơn nhiều. Y bây giờ là phó trưởng phòng phụ trách đội cảnh sát hình sự. Sau khi nhận được thông báo của hai cấu, y lập tức tổ chức đội cảnh sát hình sự đến đây. Không ngờ vừa tới Giang Miếu thì Triệu Quốc Đống đã xử lý ít không nanogram. Quốc Đống, cậu làm rất tốt. Phó Bí Thư Bao lập tức sẽ tới. Cục trưởng Hoàng mang theo nhân viên tăng viện cũng sẽ đến ngay. Khâu Nguyên Phong vui mừng ra mặt. Triệu Quốc Đống làm tốt thì y cũng nở mày nở mặt. Dù sao Triệu Quốc Đống bị đẩy khỏi đội cảnh sát hình sự, sau đó tỏa sáng trên tay y. À, sếp Khâu, có nên thông báo bọn họ không cần tới không? Tôi đã bắt được người, thẩm vấn được một phần. Triệu Quốc Đống cười ha hả chào Khâu Nguyên Phong, sau đó mới cười nói. Người đội cảnh sát hình sự đều là sư phụ, sư huynh, tôi đã bảo lão Lưu bố trí cơm nước. Người cục công an có tính không? Cậu đó. Khâu Nguyên Phong vừa tức vừa buồn cười. Lãnh đạo cục công an đến mà cậu còn không vui sao? Người khác mời còn không tới đó. Sếp Khâu, không làm nông không biết thóc gạo quý như thế nào. Trước đây khi sếp làm trưởng đồn thì tôi chưa rõ, bây giờ tôi làm thì mới thấy việc gì cũng cần tiền. Chỉ riêng công an huyện Bình Xuyên thì hai tháng nay tôi đã đón 3-4 lần. Đồn công an, đội cảnh sát hình sự, không phải đến bắt người thì là đến phá án. Vừa đến là cả một đám. Anh em các đơn vị tới không chiêu đãi thì không được mà. Biết đâu sau này đồn công an cũng có việc đến chỗ bọn họ. Triệu Quốc Đống đưa bao Hồng Sơn tới cho Khâu Nguyên Phong, đồng thời hắn cũng oán giận. Ừ, cậu biết chỗ khó của người chủ trì công việc rồi đó. Vậy là tốt, chịu khó rèn luyện, làm trưởng đồn khác với nhân viên bình thường. Vừa có năng lực phá án thì cần có năng lực tổ chức, năng lực này còn quan trọng hơn. Khâu Nguyên Phong châm thuốc và cùng Triệu Quốc Đống đi về văn phòng trước DA của mình. Triệu Quốc Đống chào đám cựu đồng nghiệp ở đội cảnh sát hình sự, bảo Tiết Bích Cầm phát thuốc Hồng Sơn cho mọi người. Lãnh đạo công an huyện, cục công an sắp tới nên không ai vào phòng hội nghị. Sếp Khâu, xe kia về sếp sao? Triệu Quốc Đống rót trà rồi nói. Ừ, lão Đậu lấy xe kia, tôi phụ trách đội cảnh sát hình sự nên hay xuống xã, phòng cấp xe này cho tôi. Khâu Nguyên Phong thở ra một hơi thuốc rồi nói. Mấy xe kia thì một cho lão Lưu, một cho lão Mã. Triệu Quốc Đống nói. Trưởng phòng Hà dùng xe xương Hà sao? Ừ, trong hội nghị đảng ủy không ai đề cập việc này. Xem ra trưởng phòng Chu có ý kiến với lão Hà rồi. Khâu Nguyên Phong cười khổ một tiếng. Y nếu không kịp thời tạo được quan hệ với Mao Đạo Lâm, kịp thời chuyển hướng thì sợ rằng vẫn ngồi trên vị trí trưởng phòng trị an. Ôi! Thời buổi này đúng là nói. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Cậu coi như được, sếp Chu có ấn tượng khác về cậu rồi. Khâu Nguyên Phong cười nói. Ha ha, cũng may nhờ sếp Khâu nhắc nhở nên tôi mới kịp hoạt động một chút. Triệu Quốc Đống cảm kích nói. Hừ, Vương Đức Hòa kia rất khó chịu, sếp Chu gặp áp lực không nhỏ. Khâu Nguyên Phong thở dài một tiếng mà nói. Tôi cảm thấy Đậu Trung Khải có ý kiến với việc bổ nhiệm cậu. Quốc Đống. Cậu còn trẻ,
rất nhiều người không hài lòng với cậu. Vì thế cậu phải làm tốt quan hệ với sếp Chu, không có việc gì thì thường xuyên lên chỗ sếp Chu báo cáo công việc. Quyển 2, chương 413, vòng trong vòng ngoài. Những lời này của Khâu Nguyên Phong là từ kinh nghiệm đúc kết ra làm Triệu Quốc Đống có chút cảm kích. Khâu Nguyên Phong có thể nói như vậy tức là thật lòng lo cho hắn. Khâu Nguyên Phong cũng được, rộng rãi, người không tham, mặc dù khôn khéo một chút nhưng xã hội này nếu không khôn khéo thì sẽ rất khó. Đây là lãnh đạo đáng quan hệ. Cảm ơn sếp Khâu đã nhắc nhở, tôi biết. Triệu Quốc Đống lại đưa thêm điếu thuốc nữa. Ừ, nghe lãnh đạo huyện nói huyện đang tranh thủ phê chuẩn thành lập khu khai phát, một khi được phê chuẩn thì sợ rằng sẽ thành lập đồn công an ở đây. Khâu Nguyên Phong như nghĩ ra gì đó rồi nói. Giang Miếu dù sao cũng là đồn công an nông thôn, nếu cậu có thể lên nội thành dù là ngoại ô thì không gian phát triển cũng lớn hơn. Ồ, Triệu Quốc Đống suy nghĩ thật nhanh, nghĩ tới bây giờ cả nước khắp nơi đều thành lập khu khai phát. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Sợ là bây giờ không được phê chuẩn thành lập khu khai phát. Nhất định là không dễ cho nên lâu như vậy ới chưa có quyết định. Chẳng qua một khi có quyết định thì ở đó sẽ rất náo nhiệt. Quốc Đống, cậu nếu có ý thì phải sớm hoạt động. Khâu Nguyên Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Sếp Khâu, ý tốt của sếp thì tôi biết, cuối tuần sếp có rảnh không? Triệu Quốc Đống cười nói. Sao, muốn mời rượu tôi ư? Cậu không phải nói kinh phí đồn công an Giang Miếu đang eo hẹp ư? Khâu Nguyên Phong cười nói. Cậu mời riêng thì tôi tới, việc công thì thôi. Ha ha, đương nhiên là cá nhân rồi. Tôi gọi thêm Lưu Ca tới. Ba người chúng ta đến đại quan khẩu câu cá, ăn uống. Lưu Ca nào? Khâu Nguyên Phong chưa kịp có phản ứng nhưng thấy Triệu Quốc Đống cười cười không nói, y đột nhiên hiểu ra. Là cục trưởng Lưu. Đúng thế, tôi sẽ gọi Lưu Ca đến. Triệu Quốc Đống gật đầu. Khâu Nguyên Phong run lên và một lúc sau như nhớ tới gì đó. Y giơ ngón cái lên chỉ vào Triệu Quốc Đống mà nói. Giỏi, bảo sao lão Chu dám làm Vương Đức Hòa mất mặt. Thì ra là vậy, được đó Quốc Đống. Ha ha, không phải cũng là đi theo sếp Khâu mà ra sao. Lưu Ca về hai lần, chúng tôi cũng hợp ý. Tôi thấy sếp Khâu và Lưu Ca sẽ có tiếng nói chung. Mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau. Triệu Quốc Đống không giải thích nhiều mà nói. Tôi tin Lưu Ca và sếp Khâu nhất định sẽ hòa hợp. Được. Cuối tuần cậu gọi cho tôi đến sớm một chút. Chúng ta có nên đi đón cục trưởng Lưu không? Khâu Nguyên Phong không nhịn được cơn kích động trong lòng. Tuy nói Mao Đạo Lâm đã giúp y nhưng hệ thống công an có đặc thù. Y muốn lên thì khá khó khăn. Y không có quan hệ cứng nào khác, muốn như ở công an huyện thì ngoài Hà Phượng Tường ra thì mình là kém nhất. Nếu tạo được quan hệ với Lưu Triệu Quốc thì khác. Không chừng một ngày nào đó điều tới huyện nào khác lên một cấp thì sao? Anh ấy được lái xe đưa tới. Chúng ta đưa về. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Sếp Khâu không nên rụt rè như vậy, Lưu Ca thoạt nhìn nghiêm túc nhưng với người quen thì rất thoáng.